chương 1720, khí vận chi tử hoàng phú quý. Đi tìm bảo, lá gan của hắn như thế đại, uông như yên có phần nghi hoặc, lấy nàng đối hoàng phú quý hiểu rõ, hoàng phú quý không phải tài cao gan lớn người. Nàng vậy không có suy nghĩ nhiều, hoàng phú quý lấy tán tu thân phận tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, có thể nói là nhất cái kỳ thích, chỉ có thể nói vận khí của hắn quá tốt, vận khí cũng là rất trọng yếu một loại đồ vật. Hoàng phú quý nhát gan sợ phiền phức, hắn dám đi táng mà băng nguyên chỗ sâu tầm bảo, hẳn là có chỗ ỉ vào. Mặc kệ hắn, các ngươi không nên tùy tiện rời đi nơi này, thủ vững cương vị. Uông Như Yên trầm giọng phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Là, tổ mẫu, lão tổ tông, vương thu minh chờ nhân đáp ứng, ầm ầm, nơi xa sấm sét vang dội một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, bổ về phía mục yêu cùng lân quy, vùng thế giới này cuồng phong gào thét, thổi lên vô số bạch sắc bông tuyết, không trung mây đen áp đỉnh, phảng phất tận thế. Một chén trà thời gian về sau, hai đoàn lôi vân tán đi. Trên mặt tuyết tán lạc đại lượng đứt gãy bụi gai, bụi gai bên ngoài một mảnh cháy đen, đều phát hỏa. Uông Như Yên thả người bay thấp tại bụi gai phía trước, nàng trong mày, lẩm bẩm thất bại rồi sao? Đúng lúc này, một gốc dài hơn một trường hắc sắc bụi gai bỗng nhiên thanh quang đại phóng, mọc ra trồi non, rất nhanh liền hóa thành một gốc cao hơn trăm trượng màu xanh bụi gai, màu xanh bụi gai bên ngoài trải rộng gai nhọn, còn có một số tử sắc tiểu hoa. Uông Như Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, mộc yêu thuận lợi tiến vào tứ giai, cái này cũng không kỳ quái, nó trước sau thôn vệ hết không ít mộc yêu tinh hạch. Giống, một trận tiếng gào thét trầm thấp vang lên, uông như yên bên người bỗng nhiên sáng lên điểm điểm lam quang, hóa thành lân quy bộ dáng. Lân quy mai rùa có phần cháy đen, khí tức so trước đây cường đại rất nhiều, hiển nhiên vậy tiến vào tứ giai, trên đầu của nó có một ít máu tươi. Lân quy thân có thủy kỳ lân huyết mạch, còn có nhất cái mai rùa, nó tiến vào tứ giai là chuyện đương nhiên. Lân Quy dùng đầu cọ sát Uông Như Yên ống quần, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Phu quân nếu như biết các ngươi tiến vào tứ giai, khẳng định thật cao hứng, các ngươi trước hảo hảo điều dưỡng đi. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Lân Quy móng phải vỗ mặt đất, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ thật to thanh âm, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện ở trên không, không trung bỗng nhiên hạ lên mưa to. Nước mưa tập trung rơi vào một cái phương hướng, biến thành một bức cao hơn 10 trượng lam sắc tường nước, làm sắc tường nước rất nhanh liền kết băng, biến thành tường băng. 20 tức không đến, nhất tọa đơn sơ băng cung tự xuất hiện tại trên mặt tuyết, lân quy cùng một yêu trốn vào đi nghỉ ngơi. Uông như yên đối vương thu minh trở nhân dặn dò vài câu, liền trở về tu luyện. Táng ma băng nguyên chỗ sâu, một mảnh bát ngát tuyết địa, đại lượng bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, từng đợt hàn phong gào thét mà qua. Nhất thanh đình tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, tòa nào đó tuyết sơn nổ bể ra đến, một đạo hoàng quang bắn ra, chính là Hoàng Phú Quý, Hoàng Phú Quý trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi, độn tốc đặc biệt nhanh. Mấy chục khỏa phòng ốc đại bạch sắc tuyết cầu theo đỉnh tuyết sơn thượng lăn xuống, thẳng đến Hoàng Phú Quý mà đến, bạch sắc tuyết cầu thể tích càng lúc càng lớn, nếu như bị nhiều như vậy bạch sắc tuyết cầu đập chúng, Hoàng Phú Quý không chết cũng tàn phế. Hoàng Phú Quý giật nảy mình, độn thuật phóng đại, đúng lúc này, một trận bén nhọn chói tai tiếng gào thét vang lên, cực giống thú giống, cẩn thận nghe xong, lại có chút giống trẻ con khóc nỉ non âm thanh. Hoàng phú quý đầu choáng choáng nặng chiếu, tốc độ chậm lại. Một viên tuyết cầu đập vào hoàng phú quý trên thân, hoàng phú quý giống như diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hoàng phú quý bên ngoài thân áo giáp màu vàng bên ngoài nhiều mấy đạo kinh khủng vết cào, tựa hồ là mãnh thú lưu lại. Hoàng phú quý vội vàng tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện, hướng về phía sau ném đi. Kim sắc phù triện hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến mấy chục quả bạch sắc tuyết cầu đánh tới. Giống, một viên bạch sắc tuyết cầu bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đầu cao hai trượng bạch sắc viên hầu, bại miệng răng nanh, toàn thân mọc đầy bạch sắc lông tơ, phần đuôi có một cái cái đuôi thật dài, trong mắt của nó là bạch sắc, cái này bạch sắc tuyết vượn bất quá tam giai thượng phẩm. Bạch sắc tuyết vượn há mồm phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong, đánh về phía kim quang. Bạch sắc hàn phong còn không có tiếp xúc đến kim quang, kim quang bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một vòng đường kính vạn trượng đại kim sắc kiêu dương, bao lại phương viên vạn trượng. Mấy chục khỏa bạch sắc tuyết cầu bị kim quang cháo ở, lập tức ngừng lại, không nhúc nhích, bạch sắc bông tuyết bị kim quang cháo ở, đứng tại giữa không trung, phảng phất bị định trụ. Thừa này cơ hội tốt, hoàng phú quý độn tốc phóng đại, hướng về không trung bay đi. Hắn vừa bay ra vài dặm, mấy chục khỏa bạch sắc tuyết cầu lần lượt nổ bể ra đến, hóa thành từng cái hình thể to lớn bạch sắc tuyết vượt, phần lớn là tam giai, có 5 con tứ giai tuyết vượt. Giống, mấy chục cái bạch sắc tuyết vượn đồng thời phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét, hư không chấn động vặn vẹo biến hình, kim quang như cùng vỡ vụn mặt kính, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Hoàng Phú Quý bay ra hơn 10 dặm về sau, kim quang bỗng nhiên vỡ vụn, mấy chục cái bạch sắc tuyết vượn thoát khốn, bọn chúng đồng thời phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, liên tiếp, hư không chấn động, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thẳng đến Hoàng Phú Quý mà đi. Hoàng Phú Quý nghe được tiếng gào thét, đầu váng mắt hoa, chờ hắn khôi phục bình thường một đạo dài hơn ngàn trượng bạch sắc hàn phong đã đến phía sau hắn. Hoàng phú quý bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng hoàng sắc vòi rồng, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, hoàng phú quý bay rất ra ngoài, thổ huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Phía trước là một mảnh đất trống trải, liền nhất tọa tuyết sơn đều không có, hoàng phú quý tỉ mỉ phát hiện, mấy trăm trượng khai ngoài có một cái to dài khe hở. Hắn phi gần khe hở mới phát hiện, thế này sao lại là khe hở, mà là nhất cái sâu không thấy đáy vực sâu, vực sâu dài mấy vạn trượng, rộng hơn 10 trượng, hai bên là dốc đứng băng sơn. Giống, mấy chục cái tuyết vượn đuổi đi theo, hoàng phú quý không do dự nữa, lập tức nhảy vào vực sâu. Mấy chục cái bạch sắc tuyết vượn đuổi tới vực sâu lối vào, bọn chúng hai mặt nhìn nhau, không biết là bọn chúng từ bỏ đuổi theo hoàng phú quý, còn là trong vực sâu có đáng sợ yêu thú, bọn chúng bỗng nhiên quay đầu, hướng về đường tới trở về. Vực sâu phía dưới, Hoàng Phú Quý đứng tại trong đống tuyết, bên ngoài thân bao phủ nhất tầng hoàng sắc linh quang, mặc dù có hộ thể linh quang, Hoàng Phú Quý còn là lãnh run. Hắn không biết đạo tuyết vượn có thể hay không đuổi tới, vội vàng tìm địa phương tránh né. Nơi xa có một cái thật dài khe hở, Hoàng Phú Quý thần thức mở rộng, lại phát hiện thần thức nhận nghiêm trọng hạn chế, thần thức chỉ có thể ngoại phóng trăm trượng, lại xa tựu dò xét không được nữa. Hoàng Phú Quý thận trọng hướng về khe hở đi đến, khe hở đằng sau là nhất cái cự đại hầm băng, có năm đầu thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào, đại lượng băng chùy treo ngược tại đỉnh chóp, hàn khí bức người. Hoàng Phú Quý hướng về chính giữa thông đạo đi đến, thần sắc khẩn trương. Một chén trà thời gian về sau, Hoàng Phú Quý xuất hiện tại nhất cái hơn trăm trượng đại trong động băng, hàn khí kinh người, Hoàng Phú Quý run lập cập, bên ngoài thân linh quang đều kết băng. Ngay tại hắn xuyên qua một cái đường rẽ thời điểm, rẽ ngoặt liền thấy một tên thân hình cao lớn lão giả áo bảo trắng, lão giả áo bảo trắng trợn mắt tròn xoe hoàng phú quý hai chân mềm nhún lập tức quỳ xuống khổ khổ cầu khẩn nói vị tiền bối này vãn bối không biết nơi này là của ngài động phủ mong rằng ngài đại nhân có đại lượng tha vãn bối một mạng đi vãn bối nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa hắn tình huống hiện tại rất tồi tệ căn bản không phải cái khác nguyên anh tu sĩ đối thủ vì mạng sống hắn trực tiếp xưng hô đối phương vì tiền bối đã qua một hồi lâu hoàng phú quý phát hiện không có trả lời thận trọng ngẩng đầu phát hiện trước mắt bất quá là nhất tọa băng điêu mà thôi nói đúng ra là một tên bị đóng băng ở tu sĩ Hoàng Phú Quý đổi sợ thành vui tình cảm là người chết vậy liền tiện nghi hắn Hoàng Phú Quý đánh nát băng điêu phát hiện bên trong tu sĩ đã chết mất bất quá túi chữ vật vẫn còn ở đó thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ta vận khí này không có người nào Hoàng Phú Quý Dương Dương Đắc Y nói kiểm kê trong túi chữ vật tài vật hắn hít vào một ngụm khí lạnh sắc mặt đỏ lên có hai kiện linh bảo còn có mười mấy khỏa tứ giai băng thuộc tính yêu đan, một đêm chợt dầu. Hoàng Phú Quý cười ha ha, có một loại khổ tận cam lai thoải mái cảm giác, hắn kém chút chết tại yêu thú miệng bên trong, nhìn chung không có toi công bận rộn một chàng. Còn là của cái người chết dễ dàng cầm, đoạt yêu thú đổ vật quá nguy hiểm. Hoàng Phú Quý cười đắc ý, tự nhủ, chương 1721, ngũ cửu lôi tiếp Có chút kỳ quái là, theo trong túi chữ vật đồ vật đến xem, thi thể chủ nhân là Nguyên Anh Tu Sĩ, thế nhưng là không có nguyên anh, chính có nhục thân. Hai kiện linh bảo đều là băng thuộc tính linh bảo, hoàng phú quý cũng có thể sử dụng. Thương thế của hắn tương đối nặng, hắn tính toán ở đây chữa thương, thương thế khỏi hẳn lại rời đi nơi này. Hoàng phú quý khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Vực sâu 10 vạn trượng dưới, nhất cái vạn mẫu đại trong động băng, một đầu to lớn vô cùng yêu thú nằm trên mặt đất, yêu thú ngoại hình cực giống tỷ hưu, sinh ra tam mục bát xí, cái đuôi hơi ngắn, yêu thú tựa hồ lâm vào ngủ say, không nhúc nhích, giống như nhất tọa băng điêu. Mũi của nó thỉnh thoảng phun ra hai đạo hàn khí trắng xóa, đánh vào trên mặt đất, trên đất tầng băng lại dày không ít. Thiên Lan Tông, Thiên Lan Điện, Thượng quan Thiên Hoành mấy chục vị Thiên Lan Tông tu sĩ ngay tại họp, mỗi người biểu lộ đều rất ngưng trọng. Thượng quan Sư Bá, chúng ta những năm này lại truy nã không ít đông ly giới tu sĩ, bất quá bọn hắn cũng không biết thanh liên tiên lữ hạ lạc, cửu U Tông Thượng quan Vi cũng không biết tung tích, trước mắt đang lẩn trốn đông ly giới tu sĩ không đến trăm người, hóa thần tu sĩ hai người, nguyên anh tu sĩ không đến 20 người. Một tên dáng người khô gầy thanh sam thanh niên cung kính báo cáo. Thiên Lan Tông tu sĩ một mực tại truy nã đông ly giới tu sĩ, theo thời gian trôi qua, bọn họ bắt được không ít đông ly giới tu sĩ, bất quá vẫn là có một nhóm tu sĩ chạy. Những cái kia nguyên anh tu sĩ không đủ gây sợ, hóa thần tu sĩ chỉ còn lại nhất cái phù mân, đông hoang đầu kia lão mãng xà nhục thân bị ta hủy đi, tìm tới người này trọng yếu nhất, có tin tức của hắn, lập tức báo cáo. Thượng quan thiên hoành trầm giọng phân phó nói, là, thượng quan sư bá, thanh sơn thanh niên miệng đầy đáp ứng, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi thượng quan sư bá, muốn hay không phái người đi tam đại hiểm địa tìm xem nhìn. Bọn họ hơn phân nửa là trốn ở tam đại hiểm địa. Không cần, cái này cấm chế nhiều lắm, còn có ngũ dài yêu thú, liền xem như ta tự mình xuất thủ, vậy không có dễ dàng như vậy diệt sát, phái cái khác người đi chỉ là chịu chết, bảo vệ tốt không gian thông đạo, một khi tuyệt linh chi khí tán đi, đại bộ đội lập tức đi tới, nhất cử cầm xuống đông ly giới. Thượng quan thiên hoành mặt mũi tràn đầy sát khí, trong mắt lộ ra vài phần vẻ kiêng rè, tam đại hiểm địa có thể bảo tồn lại, tự nhiên là có nguyên nhân. Là, thượng quan sư bá, thời gian nửa năm, rất nhanh liền đi qua, hoàng phú quý mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, bay ra vực sâu, hắn hướng về tứ phía nhìn lại, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Phú Quý Tế ra tị phong phiên, thả ra một cỗ vàng minh mông cuồng phong, hướng về nơi xa bay đi. Một đường bay tới, hoàng phú quý đều không có đụng phải cái gì yêu thú, ngẫu nhiên đụng phải mấy cái tứ dài yêu thú, rất nhanh liền bị hắn bỏ rơi. Hai ngày về sau, hoàng phú quý xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên bạch sắc rừng rậm, nơi này sinh trưởng đại lượng bạch sắc cây cối, những này cây cối đều không có lá cây, bên ngoài mọc đầy gai nhọn. Hoàng phú quý thần sắc dị thường khẩn trương, nơi này sinh tồn lấy quần cư yêu thú, hắn lần trước kém chút chết ở chỗ này, không dám có chút chủ quan. Hắn thận trọng phi hành về phía trước, không dám phi rất cao, sợ bị yêu cầm để mắt tới. Nhất khỏa bạch sắc cây cối bỗng nhiên lắc lưng một cái, một cái sau lưng mọc lên tứ xí bạch sắc mãng xà theo trong thụ động chui ra, bạch sắc mãng xà con mắt là màu tuyết trắng, thân eo so hoàng phú quý cái bụng trả thô, nuốt mất hoàng phú quý tuyệt đối không có vấn đề. Ngay từ đầu là một cái bạch sắc mãng xà, sát theo đó đầu thứ hai, điều thứ ba, đầu thứ tư, ngũ cái hô hấp không đến, thượng ngàn đầu thân eo phẩm chất không đồng nhất bạch sắc mãng xả theo tuyết địa cùng trong thụ động chui ra, phần lớn là nhị dai, tứ dai yêu mãng vậy có 5-6 đầu. Hoàng phú quý tim nhảy tới cổ rồi, hắn bây giờ bị yêu thú bao vây, những này phiền toái. Kỳ quái là, những này yêu thú cũng không để ý tới hoàng phú quý, cánh thịt hung hăng một cái, hướng về một phương hướng nào đó bay đi, bọn chúng tựa hồ không có phát hiện hoàng phú quý. Hoàng phú quý nỗi lòng lo lắng để xuống, vỗ nhẹ ngực, thở dài ra một hơi, vừa rồi kém chút đem hắn hù chết. Hắn còn không có cao hứng bao lâu, một trận vang dội tiếng thú gạo bỗng nhiên vang lên, hoàng phú quý biến sắc, hướng về phía sau nhìn lại. Cái này xem xét không sao, hoàng phú quý trong mắt kém chút rơi ra tới, tính ra hàng trăm yêu thú yêu cầm hướng hắn bay tới, phần lớn là tam giai, cũng có một chút tứ giai, còn có thể nhìn thấy không ít bạch sắc yêu trùng. Trời cao đố kỵ anh tài, thật vất vả lấy tới một chút đồ vật, ta dễ dàng sao. Hoàng Phú Quý chửi bới nói, tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng hoàng sắc gió lốc, hướng về nơi xa quét sạch mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Bay ra trăm dặm về sau, Hoàng Phú Quý kinh ngạc phát hiện, phương viên trăm dặm yêu thú đều đã bị kinh động, đến hàng vạn mà tính yêu thú hướng về một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới, phần lớn là nhị giai yêu thú, tứ giai yêu thú có mười mấy con nhiều, tam giai yêu thú trên trăm con. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể nào hiểu được chính là, những này yêu thú căn bản không để ý hắn, tự cùng không thấy được hắn như vậy. Chẳng nhẽ là vương đạo hữu làm ra, đây là mới là dụ yêu chi pháp A. Hoàng phú quý tự nhủ, những này yêu thú nhao nhao hướng về vương trường sinh vị trí di động. Chờ một chút, vương đạo hữu không phải là sung kích hóa thần kỳ đi. Hoàng phú quý đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nguyên anh tu sĩ sung kích hóa thần kỳ thời điểm, nhục thân sẽ xuất hiện đàn hóa hiện tượng, tản mát ra một loại đặc thù hương vị, loại vị đạo này đối yêu thú tới nói là khó mà ngăn cản. Hắn lần trước nhìn thấy Vương Trường Sinh là hơn 40 năm trước, khi đó Vương Trường Sinh đã là nguyên anh đại viên mãn, Vương Trường Sinh thật là có khả năng đang trùng kích hóa thần kỳ. Không được, ta phải chạy trở về cấp Vương Đạo Hiếu hỗ trợ mới đi, nếu là hắn tiến vào hóa thần kỳ, đó chính là tiền bối, nếu là thất bại, cũng có thể cùng Vương Tiên Tử đòi hỏi một bút tài vật, ổn chám không lỗ. Hoàng Phú Quý nghĩ tới đây, tăng nhanh độn tóc uông như yên đứng tại tuyết sơn chân núi, nhìn chân trời một đoàn lôi vân, sấm sét vang dội. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc rơi xuống, bổ về phía sư lân thú. Sư lân thú quy thuận uông như yên thời điểm, đã là tam giai, theo uông như yên mấy trăm năm, nhìn chung có cơ hội tiến vào tứ giai. Dày đặc tia chớp màu bạc lần lượt bổ trên người sư lân thú, sư lân thú phát ra từng đợt gầm thét, bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, xa xa nhìn lên trên, giống như một đoàn to lớn hỏa diễm, phụ cận tuyết động trực tiếp hóa thành bạch phụ. Nửa khắc đồng hồ về sau, tại một trận tiếng sấm to lớn bên trong, lôi vân hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên ngân sắc lôi mãng tiếp đến, đâm vào sư lân thú trên thân. ầm ầm một đoàn trói mắt ngân sắc lôi quang sáng lên, bao phủ lại phương viên vạn trượng khu vực, bạch sắc bông tuyết bay múa đầy trời. Một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi, sư lân thú còn sống, bất quá bên ngoài thân máu me đầm đìa, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt, nó thuận lợi tiến vào tứ dai, bất quá nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, cần hảo hảo điều dưỡng uông như yên thả người bay tới trên mặt treo đầy ý cười giống sư lân thú chạy đến uông như yên bên người đàng hoàng nằm xuống không sai người sò bích nhãn hàn tàm lợi hại hơn nhiều nó cùng ta thời gian dài nhất còn là tam giai thượng phẩm uông như yên cười tán dương vừa dứt lời một đạo trấn thiên hám địa tiếng sấm bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đại thịnh liên tiếp uông như yên ngọc dung nhất biến hướng về tuyết sơn nhìn lại chỉ thấy tuyết sơn trên không có một đoàn to lớn lôi vân Vô số đạo ngân sắc hồ quang điện phun trào, giống như giang hà chảy xiết, sinh sôi không ngừng. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, chia thành 5 phần, 5 đoàn lôi vân liên tiếp đến cùng một chỗ, riêng phần mình độc lập. Ngũ cửu lôi kiếp, phù quân đang trùng kích hóa thần kỳ. Uông Như Yên hoảng sợ nói, tim nhảy tới cổ rồi. Đúng lúc này, một trận to lớn tiếng thú gào bỗng nhiên vang lên, nơi chân trời xa bỗng nhiên xuất hiện đại lượng điểm đen. Một đạo hoàng quang xuất hiện ở chân trời, ba cái hô hấp không đến hoàng quang tựu rơi vào uông như yên phía trước chính là hoàng phú quý việc lớn không tốt vương phu nhân đại lượng yêu thú hướng về nơi này đến đây tựa hồ là bị vương đạo hữu dẫn tới hoàng phú quý sắc mặt ngưng trọng lúc này vương thu minh chờ nhân nhao nhao xông ra chỗ ở chạy tới thu minh anh kiệt tại phu quân tiến vào hóa thần kỳ trước đó không thể để cho một đầu yêu thú đạp vào tuyết sơn uông như yên vẻ mặt kiên định trầm giọng nói là tổ mẫu lão tổ tông Vương Thu Minh trở nhân trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 1722, Độ Kiếp, lấy núi tuyết làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm tụ tập hàng vạn con yêu thú, phần lớn là yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3 trở lên có mấy trăm con, là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bốn vị nguyên anh tu sĩ, tăng thêm nhiều con tứ giai linh thú cùng nhiều vị kết đan tu sĩ, ngăn cản những này yêu thú cũng không thành vấn đề. Nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ không có tâm ma quan, chỉ có cá cả biệt cảnh giới hội sinh ra tâm ma quan. Núi tuyết trên không lôi vân kịch liệt lăn lộn, năm đoàn lôi vân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, cuồng phong đột khởi, vô số màu trắng bông tuyết bị cuồng phong thổi lên. Đỉnh núi, một gian đơn sơ trong mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương màu lam bồ đoàn bên trên, ánh mắt ngưng trọng. Dựa theo trấn Hải Tông tu sĩ xung kích hóa thần kỳ tâm đắc, chỉ muốn vượt qua ngũ cửu lôi kiếp, nhục thân đàn hóa kết thúc liền có thể tiến vào hóa thần kỳ, mỗi một vị tu sĩ sở tiêu tốn thời gian không giống, cửa thứ nhất là lôi kiếp. Ngũ cửu lôi kiếp, chia làm 5 vòng, mỗi lần 9 đạo, hết thảy 45 đạo, uy lực hồi càng lúc càng lớn, ngoại trừ muốn vượt qua lôi kiếp, còn muốn dẫn vào một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể cùng Nguyên Anh, để nhục thân phát sinh chất biến, từ đó tiến vào hóa thần kỳ. Xung kích hóa thần kỳ có hai cái rất trọng yếu nhân tố, thứ nhất, muốn bố trí trận pháp, độ kiếp giả pháp bảo có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, thứ hai, phải có tu sĩ hộ pháp, vượt qua lôi kiếp về sau độ kiếp giả nhục thân sẽ phát sinh chất biến tiến hành đàn hóa quá trình này không cố định nhục thân đàn hóa kết thúc về sau nhục thân chất biến kết thúc thần thức phóng đại từ đó tiến vào hóa thần kỳ vương trường sinh bỏ ra mấy năm chữa trị bản mệnh pháp bảo định hải châu đồng thời bố trí nhiều bộ tứ giai trận pháp hắn có niềm tin rất lớn tiến vào hóa thần kỳ ầm ầm một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi vương trường sinh chỗ động quật bỗng nhiên nổ bể ra đến một đạo hai ngón tay phẩm chất tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, lấy ra một mặt màu trắng nhạt trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Cuồng phong đột khởi, vô số màu trắng bông tuyết bị thổi bay đến không trung, hóa thành nhất cái cự đại màn ánh sáng trắng, bao lại Vương Trường Sinh. Tia chớp màu bạc bổ vào màn ánh sáng trắng phía trên, màn ánh sáng trắng không nhúc nhích tí nào. Rất nhanh, không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn tia chớp màu bạc đánh xuống, màn ánh sáng trắng lắc lư một cái. Sấm sét vang dội, mây đen đen nghịt một mảnh, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Chín đạo tia chớp màu bạc rơi xuống, năm đoàn màu đen lôi vân liền biến thành bốn đám. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên về sau, vòng thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Đạo thứ nhất thiểm điện to chừng miệng chén, màn ánh sáng trắng vặn vẹo biến hình, trở nên như ẩn như hiện. Ba đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, màn ánh sáng trắng liền vỡ vụn, vương trường sinh lấy ra nhất khối màu lam trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Trong hư không hiện ra vô số lam quang, hơi nước mịt mờ, rất nhanh, một đạo dày đặc màu lam màn nước trống giống hiển hiện, bao lại vương trường sinh. ầm ầm tiếng sấm vang lên, uông như yên mắt phượng trong tràn đầy vẻ lo lắng. Có không ít tu sĩ chết tại lôi kiếp phía dưới, cửa thứ nhất là khó khăn nhất, nhục thân đàn hóa là thứ hai nan quan, Vương Thu Minh đám người ánh mắt nhao nhao nhìn qua núi tuyết trên không lôi vân, ánh mắt ngưng trọng. Hoàng Phú Quý lấy ra một viên hồi ảnh thủy tinh, hắn dự định ghi chép lại Vương Trường Sinh xung kích hóa thần quá trình, giữ lại tham khảo, cũng có thể bán một món linh thạch, đối với tán tu tới nói, vô luận là công pháp điển tịch, còn là xung kích đại cảnh giới tâm đắc, đều là khó mà lấy được vật chân quý, đại đa số tán tu chính là thiếu khuyết cái gọi là tâm đắc, vô vọng tiến giai cảnh giới càng cao hơn. Vòng thứ hai lôi kiếp trôi qua rất nhanh, ngay sau đó là vòng thứ ba lôi kiếp ầm ầm to lớn tiếng sấm vang lên qua đi một đạo so vừa rồi càng to lớn hơn tia chớp màu bạc đánh xuống bằng vào mấy bộ tứ giai trận pháp vương trường sinh thuận lợi vượt qua trước ba vòng lôi kiếp ba lượt lôi kiếp xuống tới vương trường sinh bố trí trận pháp toàn bộ bị hủy hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bản mệnh pháp bảo cùng trận pháp chi lực ầm ầm nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên một đạo cối say thô tia chớp màu bạc đánh xuống thẳng đến vương trường sinh mà tới Vương Trường Sinh vội vàng tế ra thập bát khỏa Định Hải Châu, pháp quyết vừa bấm, thập bát khỏa Định Hải Châu hóa thành 18 đạo lam quang, bắn ra, hướng phía bốn phía bay đi. Định Hải Châu bay ra vạn trượng liền ngừng lại, quay tít một vòng, thập bát khỏa Định Hải Châu hình thể tăng vọt, vô số nước biển phun ra ngoài, hóa thành một mảnh màu lam biển cả, sóng lớn ngập trời, hình thành từng đạo dày đặc màu lam màn nước, đem Vương Trường Sinh gắn vào bên trong. Tia chớp màu bạc bổ vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước không nhúc nhích tí nào ầm ầm tiếng sấm không ngừng, một đạo so một đạo thô to tia chớp màu bạc rơi xuống, Vương Trường Sinh xếp bằng ở màu lam trong biển rộng, sắc mặt như thường, như là nhất khối không thể dung chuyển bàn thạch, sừng sững bất động. Vòng thứ tư lôi kiếp rất nhanh kết thúc, Uông Dương Đại Hải biến mất hơn phân nửa, thập bát khỏa định hải châu linh quang hơi có vẻ ảm đạm. Ầm ầm, vòng thứ năm lôi kiếp tới, uy lực so thượng một đạo tia chớp màu bạc lớn hơn. Tia chớp màu bạc rơi vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời nước biển, văng tứ phía. Rất nhanh, đạo thứ hai tia chớp màu bạc rơi xuống, đạo thứ ba. Sấm sét vang dội, một đạo lại một đạo tia chớp màu bạc rơi xuống. Ngăn lại đạo thứ sáu tia chớp màu bạc về sau, thập bát khỏa định hải châu mặt ngoài đều nắm chắc đạo nhỏ bé vết rách. Ầm ầm, đạo thứ bảy tia chớp màu bạc rơi xuống, nước biển bỗng nhiên nổ tung, chỉ còn lại hơn trăm trượng lớn nhỏ, định hải châu mặt ngoài vết rách càng nhiều. Đạo thứ tám tia chớp màu bạc rơi xuống, nước biển bỗng nhiên tán loạn, một chút ngân sắc hồ quang điện rơi vào vương trường sinh trên thân, vương trường sinh cảm giác thân thể tê dần, một cố cường đại dòng điện truyền khắp toàn thân, thập bát khỏa định hải châu mặt ngoài vết rách nhiều đến hơn 10 đạo nhiều. Còn thừa lại cuối cùng một tia chớp, vương trường sinh vị trí động quật đã biến thành phế tích. Vương trường sinh ánh mắt nhìn chằm chằm không chung lôi vân, sắc mặt nghiêm túc, khẩn trương sau khi, mang theo vẻ mong đợi. ầm ầm tại một tiếng đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh, một đạo đường kính ba thước tia chấp màu bạc đánh xuống như là một đầu hung mãnh tàn bạo ngân sắc cá mập nhào về phía vương trường sinh vương trường sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng hắn dự định bằng vào nhục thân chi lực đón lấy tia chấp này định hải châu nếu là hủy ở lui kiếp phía dưới vương trường sinh cũng sẽ nhận ảnh hưởng tia chấp màu bạc chuẩn xác rơi vào vương trường sinh trên thân cả toàn núi tuyết đung đưa kịch liệt một vòng vạn trượng lớn ngân sắc kiêu dương tại núi tuyết bay lên lên lóa mắt không gì sánh được Uông như yên đám người tim nhảy tới cổ rồi, đầu đầy mồ hôi, hoàng phú quý con ngươi co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm núi tuyết. Một lát sau, ngân sắc kiêu dương tán đi, vương trường sinh ngồi tại trong một vùng phế tích. Hắn áo không đủ che thân, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, trên cánh tay toát ra đốt cháy khét hương vị, toàn thân tê liệt, kịch liệt đau nhức không gì sánh được, bên ngoài thân có hơn 10 đạo kinh khủng vết máu, da chóc thịt bong, cháy đen một mảnh, nếu là đổi tu sĩ khác, chỉ sợ đã chết. Vương Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu lam quang lóe lên, một con mini nguyên anh xuất hiện lên đỉnh đầu đỉnh đầu, thập bát khỏa định hải châu vụt nhỏ lại, hướng phía mini nguyên anh bay tới, vòng quanh mini nguyên anh xoay quanh không chừng, mini nguyên anh bên ngoài thân lam quang lưu chuyển không ngừng. Một lát sau, mini nguyên anh chui hồi Vương Trường Sinh thể nội, thập bát khỏa định hải châu vòng quanh Vương Trường Sinh xoay nhanh không ngừng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, bên ngoài thân chết ra rút đi, làn da bóng loáng như nước, nhìn ra mịn thịt mềm, cùng lúc đó, vương trường sinh trên thân chuyển ra một cỗ đặc thù hương vị, phảng phất mùi tanh, lại xen lẫn đàn hương cùng mùi thuốc hỗn hợp mùi thơm. Nhục thân đàn hóa, đây là giai đoạn thứ hai, chỉ muốn chất biến hoàn thành, vương trường sinh liền có thể tiến vào hóa thần kỳ, tại trong lúc này, hắn không thể động đậy, dù là có nhân đẩy hắn một chút, đều sẽ xảy ra vấn đề. Đây là vương trường sinh là lúc yếu ớt nhất, cũng là hắn cần có nhất đạo lữ và thân tộc thời điểm. Giống, lôi kiếp vừa mới tán đi, hàng vạn con yêu thú liền từ bốn phương tám hướng vào tới, lúc này vương trường sinh đối yêu thú tới nói là vật đại bổ, thôn vệ vương trường sinh, bọn chúng có khả năng vượt qua đại cảnh giới, tiến vào tầng thứ cao hơn. Vương gia tử đệ nghe lệnh, ngăn lại tất cả yêu thú, không cho phép một con yêu thú bước vào núi tuyết. Uông như yên ngữ khí nghiêm khắc, hóa thành một đạo màu lam độn quang, dừng ở núi tuyết trên không. Đúng, tổ mẫu, lão tổ tông, vương thu minh các loại vương gia tử đệ nhau nhau phân tán ra đến, dựa theo trước đó chế định tốt sách lược đối phó yêu thú. Trường 1723, Đạo Lữ Tộc Nhân Hộ Pháp, Trường Sinh Tiến vào Hóa Thần. Hoàng Phú Quý Tế ra ba thanh ánh sáng màu vàng lóng lánh phi đao, hóa thành ba đạo hoàng quang, chui vào trong bầy thú, đê ra yêu thú căn bản ngăn không được, ba đạo hoàng quang những nơi đi qua, máu me tung tóe đại lượng đê ra yêu thú ngã xuống, rất nhanh lại có mới yêu thú sông lên. Vương Thu Minh, Vương Hâm, Hoàng Phú Quý ba người đem núi tuyết vây lại, uông như yên ở giữa, bên ngoài là Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, Vương Anh Hạo, Vương Quý Quân, Lưu Húc Đông, Vương Anh Kiệt bảy người, Vương Thu Minh cùng Vương Hâm không có động thủ, bọn hắn chủ yếu phụ trách đối phó tứ giai yêu thú, đề giai yêu sao sao cấp Vương Vinh Tương bảy người là được rồi. Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ trong tay phân biệt cầm cây sáo, đàn tranh, tỳ bà, từng đợt êm tai tiên âm vang lên, tam sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Tam giai trở xuống yêu thú tiếp xúc đến tam sắc sóng âm, bỗng nhiên ngã địa, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Vương Anh Hạo cùng Vương Anh Kiệt điều khiển ngũ hành khôi lỗi thú, công kích đề dài yêu thú. Bộ này ngũ hành khôi lỗi thú là Vương Anh Kiệt, hắn nhất nhân điều khiển không được, chỉ có thể cùng Vương Anh Hạo cùng một chỗ điều khiển, trước đó diễn luyện qua nhiều lần. Đủ mọi màu sắc linh quang sáng lên, tiếng oanh minh không ngừng, đề dài yêu thú căn bản ngăn không được ngũ hành khôi lỗi thú. Vương Quý Quân kiếm quyết vừa bấm, bảy chuôi lam quang lòe lòe phi kiếm bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành mấy trăm đạo giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh lam thẳng đến đàn thú mà đi phi kiếm màu xanh lam những nơi đi qua đê dài yêu thú hóa thành một mảnh huyết vũ huyết nhục văng tung tóe lưu húc đông tay áo lắc một cái mười mấy tấm đại hỏa cầu phủ bay ra hóa thành mười mấy quả phòng ốc lớn hỏa cầu khổng lồ nện ở đê dài yêu thú trên thân đê dài yêu thú bị hỏa cầu khổng lồ đập trúng từ đây hôi phi yên diệt đại lượng bông tuyết hòa tan núi tuyết bỗng nhiên mọc ra vô số đầu thanh sắc kinh cực hình thành nhất cái kín không kẽ hở thanh sắc lồng giam, đem vương trường sinh bao khỏa ở bên trong, thanh sắc lồng giam mặt ngoài trải rộng gai sắc, đỉnh mặt bằng phẳng. Trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, lân quy vừa hiện mà xuất, nó cùng mộc yêu là cuối cùng một đạo phòng hộ. Uông như yên hơi kinh ngạc, nàng nhưng chỉ huy không được mộc yêu cùng lân quy, mộc yêu cùng lân quy chủ động cấp vương trường sinh hộ pháp, xem ra, bọn chúng rất có linh tính. Thời gian từng giờ trôi qua, những ngày yêu thú số lượng đông đảo, cao dài yêu thú cũng không nhiều, bọn chúng cũng không có thống nhất chỉ huy mà là từng người tự chiến căn bản không phải vương anh kiệt đám người đối thủ huống chi vẫn còn nhất cái chuyên giết đê gia yêu thú hoàng phú quý tứ gia yêu thú quan sát từ đằng xa không dám tới gần có lẽ là đang chờ đợi thời cơ trước hết để cho đê gia yêu thú tiêu hao vương anh kiệt đám người pháp lực tiếng oanh minh không ngừng vương vinh tương đám người pháp lực đang trôi qua nhanh chóng vương anh kiệt cùng vương anh hạo còn tốt điểm bọn hắn điều khiển khôi lỗi thú đối địch chính là thần thức tiêu hao tương đối lớn sau hai canh giờ, tuyết địa bị nhuộm thành huyết hồng sắc, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Vương Vinh Tương năm người sắc mặt tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, đề dài yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Bố khôi lỗi trận, lấy khôi lỗi trận đối địch, Uông Như Yên phân phó nói. Vương Vinh Tương năm người các tế ra hai cái tam giai khôi lỗi thú, hết thảy 15 con tam giai khôi lỗi thú, điên cuồng công kích đề dài yêu thú. Lại qua hai canh giờ, đề dài yêu thú cơ hồ chết sạch, vẫn còn hơn 1,000 con yêu thú, Vương Anh Kiệt bảy người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn vô luận là pháp lực còn là thần thức, tiêu hao đều rất nghiêm trọng. Các ngươi về trước trận pháp nghỉ ngơi đi, đà tọa khôi phục pháp lực, vẫn còn trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Uông Như Yên phân phó nói, Vương Anh Kiệt bảy người nhao nhao lui về trận pháp. Mấy chục cái yêu thú cấp 3 lao đến, bọn chúng còn không có cận thân, các loại pháp thuật liền đập tới. Vương Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, trên thân truyền ra một trận phản âm, một đầu mini dao long bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, mini dao long ly thể bay ra, hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên kim sắc dao long. Đại uy thiên long, kim sắc dao long thẳng đến mấy chục cái yêu thú cấp 3 mà đi, yêu thú cấp 3 bị kim sắc dao long đánh chúng, không chết cũng tàn phế, bọn chúng công kích đánh vào kim sắc dao long trên thân, vang lên một trận phanh phanh trầm đục. Một trận bén nhọn tiếng chim hót vang lên, mấy chục cái tam giai yêu cầm từ trên cao đáp xuống vương thu minh khẽ hừ một tiếng pháp quyết vừa bấm hư không hiện ra vô số kim quang nhất cái mơ hồ về sau hóa thành một vòng đường kính trăm trượng kim sắc mâm tròn kim sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn hư không truyền ra chói tai tiếng xé gió đi kim sắc mâm tròn bắn ra thẳng đến tam gia yêu cầm mà đi hắn tay áo lắc một cái tam cái kim sắc mâm tròn bắn ra nhất cái mơ hồ về sau hình thế tăng vọt hóa thành ba đạo kim quang hướng phía mấy chục con tam gia yêu cầm đánh tới Hoàng Phú Quý điều khiển một viên tiểu sơn lớn con dấu nện ở ba con yêu thú cấp 3 trên thân, đưa chúng nó đập nhão nhuệt, sau đó vừa bay mà lên, đánh tới hướng tam gia yêu cầm. Mấy chục cái yêu thú cấp 3 căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh liền bị bọn hắn diệt sát. Giống giống, một trận phẫn nộ tiếng gào thét vang lên qua đi, trên trăm con yêu thú cấp 3 từ bốn phương tám hướng đánh tới. Uông như yên thần sắc lạnh lùng, mười ngón lướt qua thiên huyến tỷ bà tỷ bà dây đàn, một cỗ xanh mờ mờ sóng âm quét sạch mà xuất, lấy uông như yên nguyên anh đại viên mãn tu vi, đối phó những này đê ra yêu thú không đáng kể. Yêu thú cấp 3 cùng thanh sắc sóng âm chạm vào nhau, thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến vỡ nát, có một ít yêu thú cấp 3 phản ứng rất nhanh, tránh đi thanh sắc sóng âm. Một trận suy suy tiếng xé gió lên, thanh sắc lồng giam đung đưa kịch liệt, vô số mai gai sắc bắn ra, yêu thú yêu cầm bị gai sắc đánh chúng, cho dù là trà phá ra, đều sẽ từ trên cao rớt xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một vũng máu, yêu đàn đều tan đi. Uông như yên cầm trong tay thiên huyến tỷ bà, đàn tấu không ngừng, tiên âm trận trận, một cỗ xanh mờ mờ sóng âm không ngừng quét sạch mà xuất, yêu thú cấp 3 tới gần núi tuyết 500 triệu liền sẽ bị diệt sát. Thời gian từng giờ trôi qua, kia cỗ mùi thịt càng ngày càng dày đặc, truyền càng ngày càng xa, càng nhiều yêu thú chạy đến, cũng may tứ dài yêu thú cũng không nhiều. Mười mấy con tứ dài yêu thú cùng nhau tiến lên, phân biệt thi triển khác biệt thần thông. Tuyết địa bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, vô số bông tuyết bay lên, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng trắng, đem vương trường sinh bọn người gắn vào bên trong. Uông như yên thả người bay ra ngoài, trong ngực ôm thiên huyễn tỷ bà, đàn tấu không ngừng, tiên âm trận trận. Tứ gia yêu thú cũng không dễ dàng diệt sát, phản ứng vậy rất nhanh, bất quá bọn chúng không thể thoát khỏi huyễn thuật ảnh hưởng. Vương Thu Minh, Vương Hâm cùng Hoàng Phú Quý tử bên cạnh hiệp trợ, một chén trả thời gian không đến, bọn chúng liền không lại công kích Uông như yên, đổi mà công kích lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Tại huyễn thuật quấy nhiễu dưới, mười mấy con tứ dài yêu thú vậy không làm gì được Uông Như Yên bọn người. Tám ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, Uông Như Yên bọn người trước sau diệt sát hơn hai mươi cái tứ dài yêu thú, hương khí không có bắt đầu như vậy nồng hậu dày đặc, nhục thân đàn hóa sắp kết thúc rồi. Uông Như Yên phiêu phù ở một đóa màu lam đám mây phía trên, thần sắc lạnh lùng. Vương Thu Minh, Vương Hâm cùng Hoàng Phú Quý quấn tại nàng bốn phía, Vương Anh Kiệt bảy người canh giữ ở mặt đất, Mộc Yêu cùng Lân Quy canh giữ ở núi tuyết, hình thành nhiều đạo vòng bảo hộ, Vương Trường Sinh xếp bằng ở đống loạn thạch bên trong, hai mắt khép hờ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân xông ra một cỗ kinh người linh áp, lập tức xông phá thanh sắc lồng giam. Hắn tản mát ra một cỗ bao la như biển lớn khí thức, thinh linh tiến vào hóa thần kỳ, pháp lực cùng thần thức đều tăng lên không ít, bên ngoài thân có không ít màu đen tạp chất. Phu quân, chúc mừng phu quân tiến vào hóa thần kỳ." Uông Như Yên mừng rỡ nói, "Chúc mừng tổ phụ, lão tổ tông tiến vào hóa thần kỳ." Vương Thu Minh bọn người chăm miệng một lời nói, thần sắc kích động, nếu như bọn hắn có thể trở về Đông Ly Giới, gia tộc hội nghênh đón Huy Hoàng, chính thức bước vào Nam Hải thập đại tu tiên thế gia hàng ngũ. chương 1724, củng cố tu vi, thiên hồ giới tình huống. Hoàng Phú quý thả người bay tới, cúi người hành lễ, dùng một loại nịnh nọt ngữ khi nói ra, vãn bối chúc mừng Vương Tiền bối tiến vào hóa thần kỳ, vãn bối đã sớm nói, tiền bối thiên tư hơn người, nhất định có thể tiến vào hóa thần kỳ, quả nhiên bị vãn bối nói chúng. Vương Trường Sinh đã tiến vào hóa thần kỳ, xưa đầu bằng nay, Hoàng Phú Quý cũng không dám lãnh đạm. Vương Trường Sinh ánh mắt theo uông như yên bọn người trên thân lướt qua, vui mừng nhẹ gật đầu, nói các ngươi nên làm gì đi làm sao đi. Phu nhân, ta có lời nói cho ngươi. Vương Thu Minh chờ nhân trăm miệng một lời đáp ứng, riêng phần mình bận rộn đi tới. Uông như yên thả người bay thấp trên người Vương Trường Sinh, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, nàng quan sát tỉ mỉ vương trường sinh thân thể kinh ngạc phát hiện vương trường sinh bên ngoài thân không có vết thương nào vương trường sinh nhẹ thở ra một ngụm chọc khí cười nói tiền nhân tâm đắc cùng mình tự mình kinh lịch còn là không giống nhau không uổng công ta lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ thiên cương chi khí kết đan nhục thân đàn hóa mấu chốt là dẫn vào một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể tu sĩ có thể dựa vào nhục thân chi lực ngạnh kháng cũng có thể mượn nhờ bản mệnh pháp bảo hoặc là bản mệnh linh thú có phần tu sĩ nhục thân không đủ cường đại nhục thân vô pháp đàn hóa, cái này cần linh vật trợ lực. Rèn luyện thân thể lôi điện chi lực càng mạnh, đàn hóa càng dễ dàng thành công, Vương Trường Sinh phục dụng một viên Thanh Nguyệt Ngọc Thần Đan, bằng vào nhục thân chi lực chống được ba đạo lôi kiếp, nhục thân thành công đàn hóa, tiến nhập kế tiếp giai đoạn, căn cứ trấn Hải Tông biển tịch ghi chép, có không ít tu sĩ xung kích hóa thần thất bại chính là nhục thân vô pháp đàn hóa. Muốn nhục thân thành công đàn hóa, hoặc là có đầy đủ nhiều linh đan diệu dược, hoặc là bản mệnh pháp bảo có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, khiến cho tu sĩ có thể dẫn vào một chút lôi điện chi lực rèn luyện thân thể. Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo định Hải Châu đều gánh không được lôi kiếp, kém chút tự hủy đi, là hắn dựa vào nhục thân chi lực chống được ba đạo lôi kiếp, lại thêm một viên thanh nguyệt ngọc thần đan, nhục thân thành công đàn hóa. Phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật quá chân quý, nếu không phải giết ly hỏa chân nhân, Vương Trường Sinh cũng vô pháp đạt được ba phần linh vật. Trong tay hắn thượng còn có một viên kim nguyệt linh đào cùng một viên thanh nguyệt ngọc thần đan, có thể lưu cho Uông Như Yên xung kích hóa thần kỳ. Hắn kỹ càng nói đến mình xung kích hóa thần kỳ đi qua cùng tâm đắc, đây là hắn tự mình kinh lịch, so trên điển tịch ghi chép càng thêm chân thực. Phu quân, người chỉ phục dùng một viên thanh nguyệt ngọc thần đan quá mạo hiểm. Uông Như Yên trong mắt tràn đầy nhu tình, Vương Trường Sinh chỉ phục dùng một viên thanh nguyệt ngọc thần đan tự ngạnh kháng lôi kiếp, tự nhiên là vì lưu lại hai phần linh vật cấp Uông Như Yên. Ta làm xong chuẩn bị đầy đủ, nếu là nhục thân gánh không được, sẽ vận dụng định Hải Châu, ta cũng không định chết khiêng. Vương Trường Sinh nhẹ giọng an ủi, hắn xác thực muốn cho Uông Như Yên lưu lại hai phần linh vật, trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ lợi dụng lôi kiếp tôi thể, cường hóa nhục thân chi lực, địa sát chi khí cùng thiên cương chi khí một mực tại cường hóa thân thể của hắn, không ra Vương Trường Sinh sở liệu, hắn thuận lợi chống được ba đạo lôi kiếp. Thần trí của hắn cao nhất có thể lấy ngoại phóng ngàn dặm, trong 800 dặm cảm ứng khá là rõ ràng, 800 dặm ngoại tiểu tương đối mơ hồ, căn cứ trấn Hải Tông điển tịch ghi chép, hóa thần tu sĩ thần thức cao nhất có thể lấy ngoại phóng 800 dặm, so với vương trường sinh thiếu đi 200 dặm, không biết đạo cùng vương trường sinh chống được ba đạo lôi kiếp có quan hệ hay không. Bọn họ là vợ chồng, có mấy lời không cần nói ra miệng, một ánh mắt liền có thể minh bạch. Phu quân, người trước củng cố cảnh giới, chữa trị tốt định Hải Châu, chúng ta lại làm cái khác tính toán. Uông Như Yên đề nghị, vương trường sinh cũng là quyết định này, việc hắn muốn làm rất nhiều, củng cố cảnh giới, chữa trị định Hải Châu, sau đó lại cùng cái khác đông ly giới tu sĩ tụ hợp. Cũng không biết gia tộc thế nào, nếu là có thể cùng phù tiền bối tụ hợp liền tốt, tìm tới hắn, chúng ta mới có hy vọng trở về đông ly giới. Vương Trường Sinh thở dài nói, bọn họ đến thiên lan giới nhanh trăm năm, liên lạc không được đông ly giới tu sĩ, căn bản không biết đạo đông ly giới tình huống. Uông Như Yên có thanh sơn tại, ta tin tưởng hắn hội bảo vệ cẩn thận gia tộc, đến nỗi phù tiền bối, thiên lan giới như thế đại, chúng ta muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng, người trước củng cố tu vi đi. Sự tình khác từ từ đi, vương trường sinh nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu, khoanh chân ngồi xuống đả tọa điều tức, uông như yên cấp phương trường sinh hộ pháp, mộc yêu cùng lân quy ở một bên thủ hộ. Thiên hồ giới, thanh long hải vực ở vào thiên hồ giới đông bắc bộ, phương viên mấy ngàn vạn dặm, to to nhỏ nhỏ hòn đảo có thượng vạn tòa. Kim quy đảo ở vào thanh long hải vực nơi hẻo lánh, phương viên hơn 30 dặm, cũng không thu hút. Nhất cái tôn họ gia tộc chiếm cứ tòa hòn đảo này, toàn tộc tu sĩ cộng lại không tới 50 người, tôn hữu vượng là tôn gia tu vi cao nhất tu sĩ, trúc cơ 3 tầng. Kim Quy Phong là kim quy đảo cấm địa, cũng là tôn hữu vượng động phủ vị trí, phổ thông tôn gia tộc người không thể tiến nhập. Kim Quy Phong đỉnh chóp có nhất tòa U tĩnh trang viên, trang viên góc tây bắc có nhất tòa lục tầng cao màu xanh lầu các, bảng hiệu bên trên viết kim vân các ba cái chữ to màu vàng. Lầu 2, Tôn Hữu Vượng ngay tại hướng một tên giáng người khôi mô thanh sam thanh niên hồi báo cái gì. Sư phó, ma tộc hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược, bọn họ lại truy nã đến 340 năm tên linh tu, toàn bộ rút hồn luyện phách, thi thể treo ở phường thị cửa vào. Tôn Hữu Vượng thận trọng nói, thân sắc sợ hãi, thanh sam thanh niên là sư phó của hắn Lý Thiên Nhai, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hơn một ngàn năm trước, một nhóm ma tộc mở ra không gian thông đạo, đi vào thiên hồ giới, đi qua mấy trăm năm đại chiến, ma tộc thành công chiếm lĩnh thiên hồ giới, gieo trồng thiên ma thụ, cải tạo thiên hồ giới hoàn cảnh, hết thảy tu sĩ đổi tu ma công, không có đổi tu ma công tu sĩ giết không tha. Tu luyện ma công tu sĩ cũng có thể hấp thu linh khí, bất quá đối với thuần túy ma tộc tới nói, bọn họ tu luyện cần ma khí. Cải tu công pháp cần hao phí thời gian dài, mà lại ma công tương đối bá đạo, dễ dàng ảnh hưởng một người tâm trí, sơ sót một cái, hội tàu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi, cho đến chết. Một bộ phận thiên hồ giới tu sĩ không nguyện ý tu luyện ma công, tiếp tục tu luyện tiền nhân lưu lại công pháp, bọn họ tự xưng linh tu, cùng ma tu phân chia ra đến, một khi ma tộc bắt được linh tu, rút hồn luyện phách, hạ tràng rất thảm. Ma tộc bức bách tu sĩ đổi tu ma công, kỳ thực cũng là vì sự thống trị của mình, ngoại trừ hệ thống tu luyện, ma tộc tại văn hóa thượng áp dụng cao áp biện pháp, hết thầy tu sĩ học tập ma văn, nghe nói là ma tộc chính thức ngôn ngữ, hơn một ngàn năm trước ma tộc không phải xâm lấn thiên hồ giới, mà là giải cứu thiên hồ giới. Đi qua hơn 800 năm thống trị, mà tộc thực lực càng ngày càng mạnh, có một nhóm tùy tùng, bất quá nhất trực có thiên hồ giới tu sĩ tại phản kháng, đáng tiếc những ngày phản kháng thế lực đều không mạnh, phân tán ở các nơi, giữa bọn hắn rất khó liên hệ với, ra ngoài lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải tuần sát xứ, một khi phát hiện là linh tu, lập tức diệt sát. Có thiên hồ chân quân tin tức A, Lý Thiên nhai nhíu mày vấn đạo, thiên hồ chân quân là thiên hồ giới đệ nhất nhân, cũng là thiên hồ giới tu sĩ hy vọng, bất quá thiên hồ chân quân thật lâu không hề lộ diện. Không có, thanh long hải vực chỗ vắng vẻ, đệ tử rất khó thăm dò được thiên hồ chân quân tin tức. Tôn hữu vượng mặt lộ vẻ khó xử, chương 1725, ba họ ra nô ti đồ mị. Biết, người tiếp tục phái người lưu ý thiên hồ chân quân tin tức, đừng tưởng rằng ma tộc cải tạo thiên hồ giới hoàn cảnh là chuyện tốt, mà công tốc độ tu luyện tương đối nhanh, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, người là tận mắt nhìn thấy, khỏi phải vi sư nhiều lời. Lý Thiên Nhai ý vị thâm trường nói, Tôn Hữu Vượng nguyên bản xuất thân nhất cái tu tiên đại tộc, gia tộc có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, bất quá nguyên anh tu sĩ chết tại ma tộc trong tay, ma tộc nâng đỡ một vị kết đan kỳ tộc lão thượng vị. Tại Tôn Hữu Vượng 7 tuổi năm đó, Tôn gia gia chủ tổ hỏa nhập ma, đem tộc nhân dòng dõi từng cái giết sạch, thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Nhai đi ngang qua, cứu Tôn Hữu Vượng. Tôn Hữu Vượng là hận thấu ma tộc, bất quá hắn đương thời quá nhỏ, được ma tộc xung quân đến Thanh Long Hải vực, ngẫu nhiên đụng phải Lý Thiên Nhai, bái tại Lý Thiên Nhai môn hạ, hắn được sự giúp đỡ của Lý Thiên Nhai, thành lập gia tộc. Ma tộc trọng kim treo thưởng linh tu, giá tiền từ một vạn linh thạch đến 100 triệu linh thạch không giống nhau, thiên hồ chân quân là treo thưởng cao nhất linh tu. Đệ tử minh bạch, diệt tộc mối thù không đội trời chung. Tôn Hữu Vượng trịnh trọng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí. Người minh bạch liền tốt, tốt, vi sư trở về tu luyện, người không có gì chuyện khẩn yếu không nên quấy giày vi sư tu luyện. Lý Thiên Nhai nói xong lời này, nhanh chân hướng phía thang lầu đi đến. Đi vào lầu 6, Lý Thiên Nhai đẩy ra một gian khách phòng cửa phòng, trong phòng bố trí đơn giản, một chương giường gỗ, một cái bàn gỗ cùng mấy chương ghế gỗ, cũng không có cái gì dị thường. Hắn khởi động trong phòng cấm chế, trên vách tường hiện ra vô số huyền ảo phù văn, linh khí bức người. Lý Thiên Nhai lấy ra một cây thất sắc cờ phướn, thất sắc cờ phướn mặt ngoài linh quang lấp lóe không ngừng, hướng phía hư không nhẹ nhàng lắc một cái, một mảnh thất sắc hào quang quét sạch mà xuất, đánh vào hư không. Một đạo cao cỡ một người ánh sáng bảy màu môn xuất hiện trong hư không, như ẩn như hiện, Lý Thiên Nhai chui vào ánh sáng bảy màu môn, trước mắt hoàn cảnh nhất biến, Lý Thiên Nhai bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh linh khí dư thừa không gian, nơi này là một chỗ bí cảnh. Cổ thụ thành ấm, linh cầm ở trên không xoay quanh không chừng, mãnh thú trong rừng rậm chạy, tiên khí mở mịt. Ma tộc đối linh tu đã kích cường độ càng ngày càng mạnh, tăng thêm ma tộc tại cải tạo thiên hồ giới hoàn cảnh, ngoại giới linh khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng, một bộ phận linh tu trốn ở bí cảnh bên trong tiềm tu, dạng này mới có thể tăng lên tự thân tu vi. Lý Thiên Nhai hóa thành một đạo độn quang hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi, trên đường đi có thể nhìn thấy không ít kiến trúc, cũng không lâu lắm, hắn rơi vào nhất tỏa vàng son lộng lấy cửa cung điện, không người nói ra, đệ tử Lý Thiên Nhai cầu kiến sư phó, có việc bẩm báo. Vào đi, Thiên Nhai, thất linh bí cảnh trong cũng không có mấy vị tu sĩ một đạo có một ít tang thương thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, cửa điện một đánh mà ra. Lý Thiên Nhai sải bước đi đi vào, đại điện rộng rãi sáng tỏ, một tên tuổi trên 50 thanh bảo lão giả ngồi ở chủ vị thượng, thanh bảo lão giả mặt tròn mắt to, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, tựa hồ có thương thích trong người. Tần Vân Phong, hóa thần sơ kỳ, hắn xuất thân thiên hồ giới thực lực tối cường tu tiên tông môn vạn pháp cung, phong linh căn tu sĩ, là vạn pháp thập kiệt một trong, thiên chi kiêu tử, đạo lữ của hắn thân có hỏa thuộc tính thiên linh căn, hai người bị ngoại giới xưng là phong hỏa song thánh. Tần Vân Phong 400 tuổi tiến vào hóa thần kỳ, danh tiếng không hai, trăm năm sau đạo lữ của hắn cũng tiến vào hóa thần kỳ, ngay tại hắn đắc ý nhất phong quang thời điểm, ma tộc mở ra không gian thông đạo, giết tiến đến, vạn pháp cung là thiên hồ giới thực lực môn phái mạnh nhất, là ma tộc trọng điểm thanh trừ đối tượng, thập vị hóa thần kỳ ma tộc cùng một chỗ sát tiến vạn pháp cung, Tần Vân Phong vợ con cũng chết tại ma tộc trên tay, hắn mang theo một bộ phận đệ tử trốn được. Tính toán ra, Tần Vân Phong đã 1.500 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể sống 1.000 năm. Ma tộc tiêu diệt hắn từ nhỏ đến lớn vạn pháp cung, trả diệt sát vợ con của hắn cùng đệ tử, món nợ máu này, chú định Tần Vân Phong sẽ không theo ma tộc dừng tay giảng hòa. Trên thực tế, Tần Vân Phong bất quá là kéo dài hơi tàn, hắn được ma tộc đả thương, đến nay không có triệt để khỏi hẳn. Lý Thiên Nhai hướng Tần Vân Phong báo cáo tình huống ngoại giới, Tần Vân Phong không hề cảm thấy bất ngờ. Sư phó, chúng ta dạng này là ngồi chờ chết, không bằng đi liên hệ cái khác phản kháng thế lực đi. Coi như lật đổ không được ma tộc thống trị, tìm kiếm một ít linh đan rượu dược cho ngài chữa thương cũng tốt a. À. Lý Thiên Nhai thận trọng đề nghị, bọn hắn tại chỗ này bí cảnh né hơn 200 năm, chi trước kém chút được ma tộc phát hiện, Lý Thiên Nhai cố ý thu tôn hữu vượng vì đệ tử, nâng đỡ tôn hữu vượng thành lập gia tộc, dùng để che giấu tai mắt người. Ta đã phái người tứ sư đệ đi làm chuyện này, hắn tu luyện chính là ma công, coi như đụng phải tuần sát xứ, cũng sẽ không có nguy hiểm, người bảo vệ tốt bí cảnh cửa vào là được rồi. Tần Vân Phong phân phó nói, Lý Thiên Nhai trong lòng lột bột một chút, nghe Tần Vân Phong ngôn ngữ, bí cảnh còn có cái khác cửa vào, xem ra Tần Vân Phong đối với hắn cũng lưu lại một tay, hắn có thể lý giải Tần Vân Phong, tại ma tộc cao áp thông chi một chút, linh tu thời gian sống rất khổ. Vâng, sư phó, Lý Thiên Nhai đáp ứng, lui ra ngoài, cửa điện tự động đóng lại. Thiên hồ lão quái, người còn sống a nếu như ngươi chết, thiên hồ giới tựu không có hy vọng." Tần Vân Phong thở dài nói, hắn còn không có kết anh chi trước, thiên hồ chân quân cũng đã là hóa thần tu sĩ, thiên hồ chân quân thân có một loại nào đó linh thể, tốc độ tu luyện nhanh hơn Tần Vân Phong, nếu như không có ngoại ý muốn, thiên hồ chân quân hẳn là còn sống. 800 năm trước đại quyết chiến, hóa thần trung kỳ thiên hồ chân quân được ma tộc thủ lĩnh Diệt Hồn Ma Quân lợi dụng thông thiên ma bảo diệt hồn chung đánh lén, bản thân bị trọng thương, cho dù như thế thiên hồ chân quân diệt sát một vị hóa thần tu sĩ giết ra khỏi trùng vây, chính là bởi vì thiên hồ chân quân thâm thụ trọng thương, thiên hồ giới linh tu tan tác, mà tộc nhất trực lo nghĩ thiên hồ chân quân dẫn đầu thiên hồ giới tu sĩ giết trở lại đến, treo thưởng 100 triệu linh thạch truy nã thiên hồ chân quân. Một mảnh liên nguyên trăm vạn giảm hắc sắc sơn mạch, tỷ đồ mị sắc mặt trắng xám, trên thân dính lấy không ít tiên huyết, nàng nhanh chóng từ trên cao bay qua, chớp mắt ngàn trượng. Bọn hắn trên đường đụng phải ma tu kiểm tra, trực tiếp động thủ giết ma tu, chọc tổ ong vò vẽ, đại lượng tu sĩ truy nã bọn hắn, thậm chí xuất động hóa thần kỳ ma tộc. Kim Vân vừa đối mặt tự bị đánh tổn thương, ti đồ mỉ cuống quyết đào mệnh. Chạy nhanh như vậy, ngươi hẳn là linh tu nhân vật trọng yếu đi. Khai ra đồng bọn của ngươi, đổi tu ma công, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo thê lương tiếng rên rỉ vang lên, một tia ô quang từ đằng xa bay tới. Tiếng rên rỉ cực giống nữ tử tiếng khóc, thì đồ mị nghe đầu váng mắt hoa. Đợi nàng khôi phục thanh tỉnh, một cái nam trượng lớn màu đen yêu cầm xuất hiện ở trước mặt nàng, màu đen yêu cầm đầu cực giống cá đầu, dưới bụng là một đôi lông xù hổ trảo, có một đầu to dài đuôi rắn, sinh ra một đôi màu đen cánh rơi, nhìn người phần cổ quái. Một tên dáng người thon dài váy đen thiếu nữ đứng tại yêu cầm trên lưng, váy đen thiếu nữ ngũ quan như vẽ, mi tâm có nhất cái ngọn lửa màu đen đồ án, da thịt hơn tuyết, tay váy đen thiếu nữ trên cánh tay có một ít màu đen linh văn, tay áo chỗ có tam cái màu đen khô sọ đầu đồ án, tam cái màu đen khô sọ đầu trồng chất vào. Âu Dương Ngọc, hóa thần sơ kỳ, xuất thân vạn khô sơn Âu Dương gia, am hiểu khu quỷ ngự yêu, Âu Dương gia tại ma giới có chút danh tiếng, bất quá thiên hồ giới Âu Dương gia tu sĩ là một chút chi thứ tử đệ thôi. Ti đồ mị sắc mặt trắng nhợt, tâm nhắc đến cổ họng. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, hàng vẫn là chết. Cho dù là chết rồi, ta cũng sẽ thi triển bí thuật tra tấn hồn phách của ngươi. Âu Dương Ngọc giống như cười mà không phải cười nói. Vãn Bối nguyện ý hàng phục, vãn bối đến từ Đông Ly giới, theo vãn bối cùng nhau hóa thần tu sĩ đến từ Thiên Lan giới, chúng ta là lâm thời mở ra một đầu không gian thông đạo đi vào Thiên Hồ giới. Ti Đồ mị thành thật khai báo tình huống, tại Hóa Thần Kỳ ma tộc trước mặt, nàng căn bản không có cơ hội phản kháng, nghiêm chỉnh mà nói, nàng căn bản không muốn phản kháng, nàng thọ nguyên còn có hơn 30 năm, trừ phi tiến vào Hóa Thần Kỳ, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ đầu nhập vào ma tộc tựa hồ là một cái lựa chọn tốt, nàng đầu nhập vào thiên lan giới đạt được duyên thọ đan dược, hiện tại cải đầu ma tộc, hy vọng có thể tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Ngọc có một ít ngoài ý muốn, nàng tay áo lắc một cái, một đầu hắc khí quấn quanh xiềng xích màu đen bay ra, khóa lại ti đồ mị. Theo ta đi, ta có lời hỏi ngươi, trung thực phối hợp ta, ta có thể có thể cân nhắc lợi dụng chân ma chi khí quán thể, giúp ngươi tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Ngọc ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, ti đồ mị hai mắt sáng lên, miệng đầy đáp ứng. Âu Dương Ngọc mang theo ti đồ mị hướng phía không trung bay đi, biến mất ở chân trời. Trường 1726, Linh Bảo Bình Hải Phủ. Thời gian 5 năm, rất nhanh liền đi qua, thiên lan giới, vẫn tiên băng nguyên chỗ sâu, dày đặc bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống. Nhất tỏa thẳng nhập vân tiêu tuyết sơn, vương anh kiệt chờ nhân ngay tại trên mặt tuyết nói chuyện phiếm, thần sắc của bọn hắn kích động. Lão tổ tông tiến vào hóa thần kỳ, khó trách bọn hắn kết anh dẫn phát dị tược, nếu là hai vị lão tổ tông đều tiến vào hóa thần kỳ, chúng ta vương gia liền có thể biến thành đông ly giới đệ nhất vô tiên gia tộc. Vương Anh Hạo hưng phấn nói, vừa nghĩ tới gia tộc có hai vị hóa thần tu sĩ tỏa chấn, hắn tự hết sức kích động. Chúng ta trước mắt tại thiên lan giới, có thể hay không trở về còn là hai chuyện khác nhau, trừ phi tìm tới phù tiền bối, nếu không chúng ta đoán chừng trở về không được. Vương Vinh Tương thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ta tin tưởng lão tổ tông nhất định sẽ có biện pháp, lão tổ tông đến thiên lan giới có thể thu hoạch được cơ duyên tiến vào hóa thần kỳ, chúng ta nói không chừng cũng có thể thu hoạch được cơ duyên tiến vào nguyên anh kỳ. Vương Anh Kiệt ánh mắt kiên định, hắn đối vương trường sinh cùng Uông Như Yên tràn đầy lòng tin. Vương Vinh Thương bọn người có phần động dung, bọn họ tin tưởng Uông Như Yên có thể tiến vào hóa thần kỳ, về phần bọn hắn tiến vào nguyên anh kỳ, độ khó thật đúng là không nhỏ, cơ duyên hai chữ rất khó nói, bọn họ cũng không phải hoàng phú quý. Hoàng Phú Quý xâm nhập táng mà băng nguyên mấy chục vạn dặm, Toàn thân trở ra. Ầm ầm, nhất thanh nổ thật to tiếng vang lên, Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao hướng về Tuyết Sơn nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vương Thu Minh cùng Vương Hâm trước tiên xông ra chỗ ở, vẻ mặt nghiêm túc. An tâm chớ vội, ta đang thí nghiệm pháp bảo uy lực, các ngươi không cần ngạc nhiên. Vương Trường Sinh thanh âm theo đỉnh Tuyết Sơn truyền đến, thanh âm mang theo nồng đậm tươi vui. Vương Thu Minh trở nhân nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, Vương Thu Minh cùng Vương Hâm trở về chỗ ở đỉnh núi nhất cái hang đá bên trong, vương trường sinh xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, tay phải cầm một cái dài ba trượng lam sắc cửa phủ, lưới búa bên ngoài có thể nhìn thấy dày đặc lam sắc phủ văn, cán búa trên có khắc bình hải phủ ba cái chữ nhỏ, linh khí bức người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Vương trường sinh mặt mày hớn hở, trước người thạch bích có một đạo thật dài vết rách. Linh bảo bình hải phủ, đây là vương trường sinh luyện chế kiện thứ nhất linh bảo. Hắn củng cố tu vi chi hậu, lần lượt chữa trị định Hải Châu, liệt hải quyền sáu cùng liệt dương thần tháp đồng thời luyện chế ra một kiện linh bảo bình hải phủ pháp bảo cấp bậc quyết định bởi tại lượng cái nhân tố đầu tiên là vật liệu không một đố gột nên hồ luyện khí trình độ lại cao hơn vật liệu kém cỏi cũng vô dụng thứ hai là luyện khí sư luyện khí trình độ gia tộc nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo đều là vương trường sinh luyện chế hắn luyện khí trình độ cũng không thấp hắn tại đông ly giới luyện chế không ra linh bảo chủ yếu là thiếu khuyết tài liệu chân quý đến thiên lan giới về sau Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát nhiều vị nguyên anh tu sĩ, đạt được nhiều kiện linh bảo cùng đại lượng vật liệu. Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan Giới, tài vật phần lớn tập trung ở tu sĩ cấp cao trên thân, Thiên Lan Giới nguyên anh tu sĩ thân gia phổ biến so đông ly giới tu sĩ cao. Vương Trường Sinh nhìn qua trong tay Bình Hải Phủ, giống như tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo, trên tay hắn có nhiều kiện linh bảo, bất quá hắn thích nhất cái này Bình Hải Phủ, nguyên nhân rất đơn giản, đây là hắn tự tay luyện chế ra tới linh bảo, hắn có thể luyện chế ra một kiện linh bảo, liền có thể luyện chế ra kiện thứ hai linh bảo đệ tam kiện linh bảo hắn hiện tại có băng nguyệt hoàn, long tỏa, thất tinh trảm yêu đao, liệt hải quyền sáu, bình hải phủ cùng thất thải lưu ly bát sáu cái linh bảo, uông như yên có thiên huyễn tỷ bà, liệt dương thần tháp, phượng tỏa ba kiện linh bảo, còn có một cái linh bảo đáng hải kiếm, bọn họ không có phòng ngự linh bảo cùng phi hành linh bảo, cố kia ngũ giai yêu cầm hải cốt có thể luyện chế linh bảo, thậm chí có thể luyện chế thành thông thiên linh bảo lấy vương trường sinh hiện tại luyện khí trình độ cùng trên người vật liệu, hắn có thể luyện chế thành linh bảo, bất quá hắn cũng không gấp gáp, một bộ lôi thuộc tính ngũ dài yêu cầm hải cốt giá trị không thể đo lường, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra luyện khí, nếu là vận dụng được tốt, có thể luyện chế thành ngũ dài khôi lỗi thú, tăng cường thực lực của mình. Định Hải Châu là nguyên bộ pháp bảo, muốn tấn thăng làm linh bảo cần đại lượng tài liệu chân quý, chính có thái âm thần tinh còn chưa đủ, vương trường sinh tính toán tiến một bước để cao luyện khí trình độ, thu tập được đủ nhiều vật liệu luyện khí, lại đem định hải châu tấn thăng làm linh bảo. Cư hắn biết, cho dù là hóa thần tu sĩ vậy không nhất định có thông thiên linh bảo, có được một bộ linh bảo đã rất tốt. Hắn khởi thân đi ra ngoài, uông như yên xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, thân trước trưng bày đại lượng gia thú, gia thú phía trên là bản đồ địa hình. Đây là bọn họ theo thiên lan giới tu sĩ trên thân tịch thu được địa đồ, cũng không hoàn chỉnh, chỉ ít bọn họ không cần giống như con ruồi không đầu như thế bốn phía tán loạn. Phu quân, ta sửa sang lại một cái chúng ta tịch thu được địa đồ, nếu như chúng ta rời đi nơi này, chỉ có thể theo cửa vào rời đi, cứ như vậy, muốn tìm một cái chỗ an thân không dễ dàng. Uông như yên mặt lộ vẻ khó xử, bọn họ không có khả năng nhất trực ở lại đây, thế nhưng là bên ngoài tương đối nguy hiểm, tiến thối lưỡng nan. Rời đi nơi này, ta không có quyết định kia, ta tính toán luyện chế nhiều một chút bảo vật lại rời đi nơi này, kém nhất cũng muốn luyện chế ra một kiện phi hành linh bảo cùng phòng ngự linh bảo. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, toàn bộ thiên lan giới tam đại hiểm địa tương đối an toàn huyền thủy cung liền nguyên bộ linh bảo cùng ngũ gia yêu thú công kích đều có thể ngăn lại vương trường sinh tính toán tiến nhập táng ma băng nguyên chỗ sâu tầm bảo thu thập tài liệu chân quý luyện chế linh bảo đặc biệt là minh nguyệt chi thủy có thể luyện chế thành đại sát khí uông như yên gật đầu nói ra hoàng phú quý xâm nhập táng ma băng nguyên tầm bảo toàn thân trở ra có thể nhường hắn dẫn đường hiện tại không vội ở tầm bảo trên tay của ta sát khí quá ít đụng phải ngũ giai yêu thú hoặc là hóa thần tu sĩ ta chưa chắc là đối thủ đi trước bên ngoài dùng minh nguyệt chi thủy luyện chế mấy món đại sát khí vương trường sinh ánh mắt kiên định hắn diệt sát ly hỏa chân nhân đạt được một mai ngũ giai ngọc phù là công kích ngọc phù có thể sử dụng nhiều lần muốn diệt sát hóa thần tu sĩ quá khó khăn lấy minh nguyệt chi thủy băng phong vạn vật đặc tính nếu là có thể luyện chế thành pháp bảo tuyệt đối là đại sát khí thanh liên tạo hóa đỉnh có thể chiết xuất vật liệu luyện khí vương trường sinh cũng không dám cam đoan thanh liên tạo hóa đỉnh có thể thu lấy minh nguyệt chi thủy hắn nghĩ ở bên hồ luyện khí nhìn xem có thể thành công hay không minh nguyệt chi thủy thái âm thần tinh có thể có thể bao dung loại tài liệu này bất quá đồng dạng luyện khí lô vô pháp dung nạp minh nguyệt chi thủy đi nếu là ở bên hồ luyện khí luyện khí độ khó tương đối cao uông như yên nhíu mày nói độ khó xác thực cao bất quá cũng chính bởi vì vậy thiên lan giới tu sĩ đều không thể lợi dụng minh nguyệt chi thủy luyện khí ta tính toán thử một chút thất bại vậy không có gì, nếu là thành công, chúng ta rời đi nơi này vậy có ý vào. Vương Trường Sinh biểu lộ nghiêm túc, hắn lấy ra chuyện tấn bản liên hệ Hoàng Phú Quý, nhưng hắn đến một chuyến. Cũng không lâu lắm, một đạo nịnh nọt thanh âm từ bên ngoài truyền đến, vãn bối Hoàng Phú Quý cầu kiến Vương Tiền Bối. Vào đi, Hoàng Tiểu Hữu một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, Hoàng Phú Quý đi đến, hắn xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, nói không biết Vương Tiền Bối có gì phân phó. Vãn bối nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa, đương nhiên, ngài cũng biết vãn bối thực lực thấp, không làm được bao nhiêu sự. chương 1727, Lưỡng Đại Thần Thông Hoàng Phú Quý rất có tự mình hiểu lấy, sở trường của mình là bỏ chạy, hắn biết vương trường sinh chướng mắt mình, bất quá hắn còn là lo lắng vương trường sinh để hắn làm pháo hôi, đi dò xét táng ma băng nguyên cấm chế. Hắn hoa thời gian rất lâu, nhiều lần kém chút chết rồi, mới phát hiện một bộ nguyên anh tu sĩ thi thể, đạt được một bút tài vật ta xung kích hóa thần kỳ thời điểm, người vậy hỗ trợ hộ pháp, cái này huyền dương tán tặng cho ngươi. Vương trường sinh lật bàn tay một cái, hoàng quang lóe lên, một cái dài khoảng ba thước hoàng sắc tiểu tán xuất hiện trên tay, mặc dù thượng phù văn chấp động. Hoàng phú quý hai mắt sáng lên, trên người hắn pháp bảo không ít, cũng không thiếu một kiện phòng ngự pháp bảo, bất quá thịt muối cũng là thịt, hoàng phú quý sợ nghèo, đừng nói một kiện phòng ngự pháp bảo, cho hắn một chương phù bảo, hắn cũng sẽ không cự tuyệt vương tiền bối thật sự là quá khách khí, đây là vãn bối việc. Hoàng phú quý mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, nhận huyền dương tán. Ta nghe phu nhân nói, người từng tiến vào táng ma băng nguyên chỗ sâu tầm bảo. Có thể nói cho ta một chút táng ma băng nguyên chỗ sâu tình huống A. Nếu là tìm tới đồ tốt, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vương trường sinh vẻ mặt ôn hòa vấn đạo, hắn biết hoàng phú quý tính cách, không cho hắn một điểm chỗ tốt, ra hỏa này là sẽ không bán lực làm việc. Hoàng phú quý từ trong ngực tay lấy ra dài rộng ba trượng màu xanh da thú, phía trên là một bộ bản đồ địa hình, có một ít địa phương dùng hồng sắc tiêu điểm tiêu ký, có nhiều chỗ dùng lục sắc tiêu điểm, có nhiều chỗ dùng hắc sắc tiêu điểm. Vãn bối cái này hơn 30 năm không ngừng tìm tòi, tìm khắp phương viên 30 vạn dặm, hội chế tấm bản đồ này. Hoàng phú quý có phần đắc ý nói, lá gan của hắn rất nhỏ, ngay từ đầu thăm dò năm dặm, sau đó chậm rãi mở rộng phạm vi, bọn họ theo thiên lan tông tu sĩ đạt được táng mà băng nguyên địa đồ cũng không có cặn kẽ như vậy cũng không phải nói thiên lan tông tu sĩ không có càng toàn địa đồ đoán chừng là tồn tại tông môn trong bảo khố phải tốn nhất định cống hiến điểm mới có thể xem xét có tiêu điểm địa phương là có cường đại yêu thú a còn là cấm chế cường đại uông như yên tò mò hỏi không sắc tiêu điểm đại biểu cấm chế lục sắc tiêu điểm đại biểu cường đại yêu thú hắc sắc tiêu điểm đại biểu tử lộ hoàng phú quý chi tiết giải thích nói hắn nói đến mình thám hiểm kinh lịch, hắn đã giảm bớt đi mình đạt được của cả người chết đi qua. Càn Lam Tuyết Tinh, nơi này lại có loại tài liệu này, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Càn Lam Tuyết Tinh là thiên sinh địa trưởng linh vật, vạn năm lấy thượng sông băng mới có thể xuất hiện, Vương Trường Sinh có thể luyện hóa Càn Lam Tuyết Tinh, đề cao tự thân thần thông, cũng có thể luyện chế thành pháp bảo, Vương Trường Sinh trên tay có vạn niên huyền ngọc, lại thêm Càn Lam Tuyết Tinh, có thể luyện chế một kiện băng thuộc tính linh bảo. Không sai, Bất quá cái này có một đám tuyết viên, thần thông so đông ly giới Nam Hải băng viên còn muốn lợi hại hơn, vãn bối kém chút không về được. Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, hắn tại một đám tuyết viên hang ổ phát hiện càn lam tuyết tinh cái này trùng 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, đáng tiếc không có bản lãnh thu hoạch được bảo vật này. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hắn hiện tại có 6 cái linh bảo, lại thêm tự thân thần thông, diệt đi đám kia tuyết viên không thành vấn đề, luyện hóa những cái kia càn lam tuyết tinh, Vương Trường Sinh thi triển băng thuộc tính thần thông thời điểm, uy lực hội tăng nhiều. Tiến vào hóa thần kỳ về sau, Vương Trường Sinh nắm giữ hai môn thần thông, theo thứ tự là Quỷ Thủy Lực Sĩ cùng Hải Nạp Bách Xuyên. Quỷ Thủy Lực Sĩ là ngũ hành lực sĩ một loại, từ thủy tạo thành, có thể thi triển thủy hệ thần thông, này thần thông lớn nhỏ quyết định bởi tại Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo sử dụng vật liệu, Định Hải Châu dùng trọng thủy làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, triệu hoán đi ra Quỷ Thủy Lực Sĩ tự có được một thân cự lực, cái này một môn thần thông cùng vương trường sinh bản mệnh pháp bảo phối hợp nếu là vô pháp hủy đi vương trường sinh bản mệnh pháp bảo quỳ thủy lực sĩ liền giết không chết sinh sôi không ngừng vương trường sinh pháp lực càng thâm hậu định hải châu phẩm giai càng cao triệu hoán đi ra quỳ thủy lực sĩ số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh hải nạp bách xuyên có thể triệu tập đại dương công kích địch nhân biến hóa khó lường nghe cùng quỳ thủy lực sĩ có phần tương tự kỳ thực không giống hóa thần tu sĩ thần thức có thể hóa hình công kích còn có thể điều động một phương thiên địa linh khí đến nỗi có thể điều động nhiều phạm vi lớn thiên địa linh khí, tự nhìn tu tiên giả cảnh giới cùng pháp lực, cảnh giới càng cao, pháp lực càng thâm hậu, có thể điều động càng lớn phạm vi thiên địa linh khí. Hóa thần lấy hạ tu sĩ, tu tiên giả muốn thi triển đạo pháp thần thông, phần lớn cần phải mượn pháp bảo, hóa thần tu sĩ tự không đồng dạng, trực tiếp điều động một phương thiên địa linh khí, đây mới thật sự là đại thần thông, có thể điều động cái gì thuộc tính thiên địa linh khí, xem tu tiên giả tu luyện công pháp thuộc tính mà định. Mặc dù không có pháp bảo, Vương Trường Sinh cũng có thể điều động thủy linh khí công kích địch nhân. Vương Trường Sinh đã nắm giữ cái này hai môn thần thông, bất quá hắn trên tay thiếu khuyết đại sát khí. Ta tính toán đi thu thập minh nguyệt chi thủy luyện khí, ngươi là cùng ta nhóm cùng một chỗ còn là lưu tại nơi này. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, vãn bối nguyện ý đi theo vương tiền bối, đi theo làm tùy tùng. Hoàng Phú Quý vội vàng đại biểu trung tâm, nói đùa cái gì, hắn cũng không dám một mình lưu tại nơi này, vạn nhất Vương Trường Sinh bỗng nhiên muốn rời khỏi táng ma băng nguyên, Hoàng Phú Quý muốn khóc đều không có chỗ để khóc. Vậy thì đi thôi, Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản liên hệ Vương Thu Minh Trở Nhân, để bọn hắn tới một chuyến. Cũng không lâu lắm, Vương Thu Minh Trở Nhân tự xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái tính toán của hắn, Vương Thu Minh Trở Nhân tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, đi theo Vương Trường Sinh rời đi. Sau 7 ngày, bọn họ xuất hiện vẫn tiền hồ phụ cận, vẫn tiền hồ vẫn là như cũ, căn bản không có tu sĩ dám tới gần. Hoàng phú quý thức thời ở phía xa đả tọa, miễn cho thấy cái không nên thấy đồ vật. Vương Trường Sinh đi vào vẫn tiên hồ bên hồ, hắn lấy ra vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện khí. Hắn cầm lấy nhất khối bổ câu chứng đại thái âm thần tinh, há mồm phun ra một đoàn lam sắc hỏa diễm, bao vây lấy thái âm thần tinh. Thời gian từng giờ trôi qua, thái âm thần tinh xuất hiện mềm hóa dấu hiệu, một khắc đồng hồ về sau, thái âm thần tinh liền biến thành một đoàn màu lam nhạt chất lỏng, tại Vương Trường Sinh thần thức khống chế dưới, Chất lỏng màu xanh lam biến thành hình nửa vòng tròn, hướng về Minh Nguyệt Chi Thủy bay đi. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Chi Thủy, Thái Âm Thần Tinh cùng Minh Nguyệt Chi Thủy tiếp xúc, cũng chưa kết băng. Vương Trường Sinh sắc mặt siết chặt, hình nửa vòng tròn Thái Âm Thần Tinh chậm rãi biến thành hình tròn, biến thành một viên bồ câu trứng đại lam sắc viên châu, bên trong bao vây lấy một chút Minh Nguyệt Chi Thủy. Hắn vẫy tay một cái, lam sắc viên châu hướng hắn bay tới, rơi vào trước người hắn. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm gia nhập cái khác vật liệu luyện khí. Kỳ quái là, Minh Nguyệt Chi Thủy đã bị thái âm thần tinh bao vây lại, thế nhưng là luyện vào tài liệu khác về sau, tài liệu khác bỗng nhiên kết băng, dẫn đến luyện khí thất bại. Mặc dù thái âm thần tinh có thể bao trùm Minh Nguyệt Chi Thủy, thế nhưng là không có luyện chế thành pháp bảo, khó đảm bảo không lại đột nhiên vỡ vụn, nếu như mang ở trên người, Minh Nguyệt Chi Thủy tung tóe rơi vào trên người, vậy thì phiền thoái. Khó trách Thiên Lan Tông không thể lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí, ngẫm lại cũng thế, thiên lan tông nhất thống thiên lan giới, khẳng định thu tập được không ít tài liệu chân quý, không có khả năng không thể bao dung minh nguyệt chi thủy vật liệu, minh nguyệt chi thủy đặc tính quá tà dị. Càng nghĩ, vương trường sinh đem hy vọng thả phía trên thanh liên tạo hóa đỉnh, nếu là thanh liên tạo hóa đỉnh có thể chiết xuất minh nguyệt chi thủy, nói không chừng có thể lấy ra luyện chế pháp bảo. Hắn làm như thế, có thể sẽ hủy đi thanh liên tạo hóa đỉnh, bất quá nói thật, thanh liên tạo hóa đỉnh tác dụng còn không bằng huyền thủy cung. Thanh liên tạo hóa đỉnh có thể chiết xuất vật liệu, chiết xuất đi ra vật liệu luyện chế thành pháp bảo chính là so phổ thông vật liệu luyện chế thành pháp bảo lợi hại một điểm, chỉ thế thôi, có vẻ hơi gân gà. Mọi thứ có lợi thì có hại, Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo, vẫn là có ý định thử một lần, nếu như thành công, hắn tự có đại sát khí, thất bại tự hủy đi một kiện có cũng được mà không có cũng không sao pháp bảo. Vương Trường Sinh tế ra thanh liên tạo hóa đỉnh, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh liên tạo hóa đỉnh bên ngoài liên hoa đồ án bỗng nhiên sáng rõ, nắp đỉnh bay lên, phun ra một mảnh màu xanh linh quang, bao lại mặt hồ, một mảng lớn minh nguyệt chi thủy bị màu xanh linh quang cuốn vào thanh liên tạo hóa đỉnh bên trong, nắp đỉnh tự động đắp lên. Thanh liên tạo hóa đỉnh lạc trước mặt vương trường sinh, vương trường sinh như hãn hải bao la pháp lực rót vào thanh liên tạo hóa đỉnh bên trong, thân đỉnh hiện ra vô số huyền ảo phù văn, tản mát ra một loại cổ pháp tường hòa khí tức. Một canh giờ trôi qua, thanh liên tạo hóa đỉnh chưa từng xuất hiện kết băng dấu hiệu, vương trường sinh khẽ thở phào nhẹ nhóm, xem ra, thanh liên tạo hóa đỉnh cũng là dùng đặc thù vật liệu luyện chế mà thành. Chương 1728 Minh Nguyệt Chi Thủy. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, một đạo pháp quyết đánh phía trên thanh liên tạo hóa đỉnh, nắp đỉnh bay lên, rơi trên mặt đất. Hắn đến gần xem xét, trong đỉnh chứa Minh Nguyệt Chi Thủy, hàn khí kinh người, nhìn từ ngoài cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Trường Sinh đem một cái bạch sắc nhánh cây để vào trong đỉnh, nhánh cây tiếp xúc đến Minh Nguyệt Chi Thủy về sau, lập tức kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, Vương Trường Sinh liền tranh thủ nhánh cây vứt bỏ. Minh Nguyệt Chi Thủy đặc tính vẫn còn, cũng không biết có thể hay không có thể lấy ra luyện khí. Đã Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh có thể dung nạp Minh Nguyệt Chi Thủy, Vương Trường Sinh vậy không cần thiết ở chỗ này luyện khí, vạn nhất đụng phải Thiên Lan Tông tu sĩ, vậy thì phiền toái. Hắn thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh, mang theo Uông Như Yên chờ nhân trở về Tuyết Sơn. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh chờ nhân về tới Tuyết Sơn, Uông Như Yên chờ nhân ai cũng bận rộn, Vương Trường Sinh lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí. Thiên Lan giới Đông Nam Bộ một mảnh liên miên vạn giảm hắc sắc sơn mạch nhất cái bí ẩn địa hạ động quật phú mân ngay tại nói với phương mộc lấy cái gì hai người biểu lộ ngưng trọng mấy chục năm trước phú mân bị nhiều vị hóa thần tu sĩ truy sát hắn may mắn trốn qua nhất kiếp bất quá ngũ giai phù binh bị hủy diệt những năm này một mực tại dưỡng thương phương mộc cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải phú mân phú mân đi qua âm thi tông bất quá phù mân chưa từng gặp qua phương mộc hắn biết có phương mộc cái này nhân hiện tại phong thanh như thế gấp muốn trở về đông ly giới độ khó thật đúng là không nhỏ. Phù mân thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn có thể luyện chế ngũ giai phù triện cản quang phá giới phù, bất quá không một đố gột niên hồ, trên tay hắn không có luyện chế cản quang phá giới phù vật liệu, bằng không hắn đã sớm trở về đông ly giới. Nếu là có thể triệu tập cùng hắn cùng đi đến thiên lan giới tu sĩ, để bọn hắn hỗ trợ thu thập vật liệu, phù mân mới có thể trở về đông ly giới. Hiện tại phong thanh quá chặt, bốn phía đều có tu sĩ tuần tra, một khi có tu sĩ ngộ hại, bọn họ lập tức phong tỏa phương viên 10 vạn dặm, đào ba thước đất lùng tìm. Phương Mộc nhíu mày nói, hắn cùng thượng quan minh nhất chiến, thương thế còn không có khỏi hẳn. Thiên Lan tông hạ đại lực khí truy nã đông ly giới tu sĩ, có chút gió thổi cỏ lay, lập tức phong tỏa một phiến khu vực điều tra. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi chần chờ, thận trọng hỏi, "Phù Tiền Bối, ngài không có cách nào tìm tới Thanh Liên Tiên Lữ a?" Phù Mân làm hóa thần tu sĩ, không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Tại trong phạm vi nhất định, Lão Phu có thể cảm ứng được vị trí của bọn hắn, quá xa vô dụng, cũng không biết bọn họ như thế nào, đương nhật có quá nhiều hóa thần tu sĩ, bọn họ chỉ sợ rất khó sống sót, Lão Phu gặp quá nhiều thiên tài tuấn kiệt chết hiểu. Phu Mân thở dài nói, nếu không phải hắn xuất thủ ngăn cản, thanh liên tiên nữ đã sớm chết, bị hóa thần tu sĩ truy sát, thanh liên tiên nữ sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Người trước hảo hảo dưỡng thương, chờ thương thế của người khỏi hẳn, chúng ta lại tính toán sau đi. Phù Mân phân phó nói, Phương Mộc là trước mắt hắn duy nhất có thể khu xử nguyên anh tu sĩ. Phương Mộc đáp ứng, xuống dưới chữa thương. Thiên Lan Tông, nhất tỏa vàng son lộng lấy cung điện, bảng hiệu bên trên viết Thiên Lan Cung ba chữ to, nơi này là Thượng quan Thiên Hoành Động Phủ, cũng là Thiên Lan Tông cấm địa. Trong một gian mật thất, Thượng quan Thiên Hoành xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, quanh thân trưng bày đại lượng vật liệu luyện khí, nhất cái lớn chừng bàn tay màu xanh bình ngọc phiêu phù ở giữa không trung, một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt bao vây lấy màu xanh bình ngọc. Thượng quan Thiên Hoành ánh mắt nhìn chằm chằm màu xanh bình ngọc, ánh mắt ngưng trọng. Một lát sau, Thượng quan Thiên Hoành pháp quyết vừa bấm, kim sắc hỏa diễm tán loạn không thấy, màu xanh bình ngọc rơi vào Thượng quan Thiên Hoành phía trước. Thành công, Thượng quan Thiên Hoành mi hoan nhãn tiếu, thần sắc kích động. Răng rắc một tiếng vang trầm, màu xanh bình ngọc bên ngoài xuất hiện một chút vết rách, vết rách càng lúc càng lớn. Thượng quan Thiên Hoành giật mình kêu lên: vội vàng tế ra một tôn màu vàng kim nhạt tiểu đỉnh, đỉnh nhỏ màu vàng óng tam thúc hai tai, thân đỉnh trên có khắc nhất cái kim sắc ô quy đồ án. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, đỉnh nhỏ màu vàng óng hình thể tăng vọt, bỗng nhiên phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại màu xanh bình ngọc, đem nó thu nhập trong đỉnh không thấy. Ba nhất thanh, màu xanh bình ngọc vỡ vụn, một mảng lớn thấu xương chất lỏng màu đen chảy ra, chính là minh nguyệt chi thủy. Lại thất bại, thượng quan thiên hoành sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn vẫn muốn lợi dụng minh nguyệt chi thủy luyện khí, nhất trực không thành công, có thể dung nạp minh nguyệt chi thủy vật liệu có thể đếm được trên đầu ngón tay, một khi gia nhập cái khác vật liệu luyện khí, luyện khí liền sẽ thất bại, hắn nếm thử lợi dụng linh hỏa chiết xuất minh nguyệt chi thủy, cuối cùng đều là thất bại. Khó trách nhiều năm như vậy không ai lợi dụng minh nguyệt chi thủy luyện khí, cũng không biết minh nguyệt chi thủy lai lịch ra sao, thật chẳng lẽ là ma giới đồ vật. Thượng quan thiên hoành lẩm bẩm mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn trước sau thử mấy chục lần, cuối cùng đều là thất bại. Hắn cố ý luyện chế ra một kiện linh bảo kim quy đỉnh, có thể thịnh trang minh nguyệt chi thủy, cũng có thể khốn địch, vô pháp dùng minh nguyệt chi thủy luyện khí, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp, dùng kim quy đỉnh thu lấy một chút minh nguyệt chi thủy, thừa cơ giải ra đả thương địch thủ, xuất kỳ bất bị. Táng ma băng nguyên chỗ sâu, nhất tỏa thẳng nhập vân tiêu núi tuyết. Nhất cái lớn gần mẫu động quật, phương trường sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ba cái màu lam nhạt viên châu trôi nổi ở trước mặt của hắn, quanh thân tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí. Ha ha, rốt cuộc luyện chế thành công. Vương Trường Sinh cười ha ha, thần sắc kích động. Hắn hao phí thời gian một năm, nếm thử nhiều lần, thành công lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế ra ba viên Minh Nguyệt Châu. Thái âm thần tinh có thể bao dung Minh Nguyệt Chi Thủy, bất quá gia nhập tài liệu khác liền sẽ dẫn đến luyện khí thất bại. Vương Trường Sinh dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất Minh Nguyệt Chi Thủy về sau, lúc này mới có thể gia nhập cái khác vật liệu luyện khí. Hắn nhiều lần nếm thử, lúc này mới luyện chế thành công suốt ba viên Minh Nguyệt Châu, Minh Nguyệt Châu duy nhất một lần sử dụng phẩm. Hắn vốn là muốn đem Minh Nguyệt Chi Thủy luyện chế thành pháp bảo, tỉ như bình ngọc tiểu đỉnh loại hình pháp bảo, ngoại phóng Minh Nguyệt Chi Thủy đả thương địch thủ, cuối cùng đều là thất bại. Vương Trường Sinh cuối cùng luyện chế thành duy nhất một lần pháp bảo Minh Nguyệt Châu, có thể coi như một kiện đại sát khí. Ngoại trừ Thái Âm Thần Tinh, hắn trả gia nhập Vạn Niên Huyền Ngọc cùng nhiều loại băng thuộc tính vật liệu luyện khí, lúc này mới luyện chế ra ba viên Minh Nguyệt Châu trong tay hắn thượng thái âm thần tinh còn có không ít, vạn niên huyền ngọc còn có bổ câu chứng lớn nhỏ, nhiều lắm là còn có thể lại luyện chế hai viên minh nguyệt châu, bất quá muốn thu thập một nhóm băng thuộc tính vật liệu luyện khí mới đi. Chuyện này nhường vương trường sinh cải biến thanh liên tạo hóa đỉnh cách nhìn, suy nghĩ một chút cũng thế, mang theo tạo hóa hai chữ pháp bảo, há có thể đơn giản, vương trường sinh luyện chế ra tới pháp bảo cũng không dám khởi cái này chủng danh khí, hữu danh vô thực lừa gạt mình không có ý nghĩa. Thanh liên tạo hóa đỉnh có lẽ còn có càng lớn công dụng, chỉ là Vương Trường Sinh còn chưa phát hiện. Trước mắt đã biết công năng là chiết xuất vật liệu, cải biến tài liệu kiêm dung tính, cái này đã rất lợi hại, luyện khí cùng luyện đan nguyên lý không sai biệt lắm, đem nhiều loại vật liệu dung hợp một chỗ, thế nhưng là có phần vật liệu trời sinh vô pháp tương dung, thanh liên tạo hóa đỉnh có thể cải biến tài liệu kiêm dung tính, tương đương lợi hại. Chương 1729, Càn Lam Tuyết Tinh cùng Tuyết Tham Quả. Có ba viên Minh Nguyệt Châu, Vương Trường Sinh có thể đi táng ma băng nguyên chỗ sâu tầm bảo hắn thu hồi minh nguyệt châu cùng luyện khí vật liệu lấy ra chuyện tấn bản liên hệ uông như yên cùng hoàng phú quý cũng không lâu lắm uông như yên cùng hoàng phú quý tự xuất hiện trước mặt vương trường sinh cân nhắc đến táng mà băng nguyên chỗ sâu cấm chế vương trường sinh không có ý định mang lên vương thu minh trở nhân thiên lan tông phái ra rất nhiều nhân thủ thăm dò vẫn tiên băng nguyên đều tổn thất nặng nề vương thu minh chờ người đi giúp không được gì sẽ chỉ là liên lụy hắn mang tới hóa thân vương hâm tầm bảo vừa vặn dùng tới được đi thôi Chúng ta đi vẫn tiền băng nguyên nhìn xem, hy vọng có thể đạt được một chút đồ tốt. Vương Trường Sinh phất ống tay áo một cái, mang theo Uông Như Yên ba người rời đi. Có Hoàng Phú Quý dẫn đường, cùng nhau đi tới đều không có đụng phải phiền toái gì, tam giai yêu thú đều không có mấy cái, tứ giai yêu thú một đầu đều không có. Vương Trường Sinh xung kích hóa thần kỳ thời điểm, nhục thân đàn hóa, dẫn tới đại lượng yêu thú, phần lớn là tứ giai hạ phẩm, căn bản không phải là đối thủ của Uông Như Yên, bọn họ cái này một đi ngang qua đến tự nhiên nhẹ nhóm sau 7 ngày bọn họ xuất hiện tại nhất tòa thấp bé tuyết sơn thường diệt phía trước là một mảnh rộng lớn tuyết nguyên nơi xa có nhất tòa cao vút trong mây núi tuyết phụ cận có 4 tòa không sai biệt lắm núi tuyết xa xa nhìn lên trên cực giống năm ngón tay vương tiền bối tuyết viên ngay tại chính giữa tòa kia trong núi tuyết có mấy chục con tuyết viên vãn bối kém chút chết tại trên tay của bọn nó hoàng phú quý chỉ vào chính giữa một ngọn núi tuyết nói trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ Vương Trường Sinh thần thức hướng về chính giữa núi tuyết quét tới, hắn có thể cảm ứng được mấy chục cái yêu thú khí tức, không có tứ giai thượng phẩm yêu thú. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, Vương Hâm hóa thành một đạo kim sắc độn quang hướng về núi tuyết bay đi. Vương Hâm là nguyên anh sơ kỳ, bất quá hắn thực lực so nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn, đối phó không có khai linh trí tuyết viên không là vấn đề. Hoàng Phú Quý khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Vương Trường Sinh phái hắn đi. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên một vệt kim quang theo núi tuyết bay ra mấy chục khỏa to lớn bạch sắc tuyết cầu theo tuyết sơn thượng lăn xuống đánh tới hướng kim quang kim quang rơi vào trên mặt tuyết chính là vương hâm thân sắc của hắn như thường quanh thân kim quang đại phóng một cái mini kim sắc sao long tại bên ngoài thân du tẩu không ngừng truyền ra từng đợt vang dội tiếng long ngâm mấy chục khỏa to lớn bạch sắc tuyết cầu lăn xuống vương hâm há miệng phát ra một đạo đinh tai nhức óc giống lên một tiếng một cỗ vàng mịt mở sóng âm quét sạch mà suốt. Sư tử hống, kim sắc sóng âm cùng bạch sắc tuyết cầu chạm vào nhau, bạch sắc tuyết cầu nổ bể ra đến, từng cái tuyết viên hiện thân, có 7 con tứ giai tuyết viên, tối cao tứ giai trung phẩm, còn lại đều là tam giai. Mấy chục cái tuyết viên đồng thời phát ra một đạo gầm thét, các phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm, đón lấy kim sắc sóng âm. Âm âm, bạch sắc sóng âm cùng kim sắc sóng âm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, kim sắc sóng âm đánh tan hơn 20 đạo bạch sắc sóng âm, lúc này mới hao tổn, hơn 10 đạo bạch sắc sóng âm thẳng đến vương hâm mà tới. Vương hâm bên ngoài thân kim quang phóng đại, một cái mini dao long theo bên ngoài thân bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên kim sắc dao long. Đại uy thiên long, kim sắc dao long lắp đầu vẫy đuôi, đón lấy hơn 10 đạo bạch sắc sóng âm. Âm ầm, hơn 10 đạo bạch sắc sóng âm lần lượt bùng nổ, khí lãng cuồn cuộn. cuộn kim sắc dao long thẳng đến tuyết viên mà đi, cái đuôi đột nhiên quét qua, đập vào hai cái tam giai tuyết viên trên thân, hai cái tam giai tuyết viên lập tức bay rất ra ngoài, thổ huyết không thôi. Vương trường sinh sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không tính giết bọn này tuyết viên, mà là tính toán hàng phục bọn chúng. Tương đối cái khác yêu thú, vượn loại yêu thú linh trí cao hơn, đề dài vượn loại linh thú có thể quản lý động phủ, cao dài vượn loại linh thú thì càng không cần nói. Trấn hải viên thần thông không nhỏ, tinh thông nhân tính, bất quá trấn hải viên là trấn hải tông hộ tông linh thú cần khu thú hoàn khu sử vương trường sinh tính toán hàng phục nhóm này tuyết viên thêm chút thuần hóa tổ kiến một chi viên hầu hộ vệ hắn đối băng viên nhất tộc chiến trận khắc sâu ấn tượng nếu là muốn giết bọn này tuyết viên uông như yên diệt sát bọn chúng không phế bao nhiêu khí lực một đầu cao ba trưởng tuyết viên phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm cái khác tuyết viên nhao nhao hướng nó dựa vào bọn chúng đồng thời phun ra một đạo trắng xóa sóng âm mấy chục đạo bạch sắc sóng âm hợp làm một thể hóa thành một đạo đường kính 300 trượng bạch sắc sóng âm, thẳng đến vương hâm mà đi, những nơi đi qua, hư không chấn động, vô số bông tuyết bị thổi tan. Chiến trận, Uông Như Yên hơi kinh ngạc, bình thường tới nói, yêu thú không hiểu được chiến trận, hoặc là có nhân huấn luyện qua, hoặc là chính là chính bọn chúng lục lọi ra tới, nếu như là cái sau, bọn này tuyết viên linh trí không thấp, nếu có thể để bản thân sử dụng, vậy liền không thể tốt hơn. Kim sắc giao long cùng bạch sắc sóng âm chạm vào nhau, thân thể nhanh chóng kết băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành băng điêu bạch sắc sóng âm đến vương hâm phía trước vương hâm cảm giác hư không siết chặt thân thể phảng phất bị giam cầm ở hô hấp đều biến khó khăn hắn lấy ra một cái linh quang lòe lòe màu xanh thiền trược, hướng về bạch sắc sóng âm đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng vương hâm bay rất ra ngoài hắn vừa hạ xuống địa mấy chục đạo trắng xóa gió lốc cuốn tới vương hâm hai tay khẽ động giày đặc kim sắc quyền ảnh bay ra đem mấy chục đạo bạch sắc gió lốc đánh chúng vỡ nát khi lãng cuồn cuộn vô số bạch sắc bông tuyết bốn phía bay múa viên vương phun ra một cỗ trắng xóa hàn phong thổi lên vô số bạch sắc bông tuyết bạch sắc bông tuyết nhất cái mơ hồ hóa thành từng mai từng mai bạch sắc băng chùy đón lấy kim sắc quyền ảnh cái khác tuyết viên nhao nhao noi theo lấy ngàn mà tính bạch sắc băng chùy đánh về phía kim sắc quyền ảnh một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên kim sắc quyền ảnh cùng bạch sắc băng chùy đồng quy vô tận trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang hiện ra vương trường sinh thân ảnh hắn nhìn về phía viên vương ngữ khí bình tĩnh nói ra có điểm bản sự nguyện ý thần phục lời nói miễn cho khỏi chết ta còn có thể giúp đỡ bọn ngươi tu hành vương trường sinh trên thân xông ra một cỗ cường đại vô cùng linh áp hướng về phía dưới tuyết viên đánh tới ngoại trừ viên vương cái khác tuyết viên căn bản không chịu nổi cỗ này cường đại linh áp hai chân mềm nhún quỳ xuống giống viên vương phát ra một đạo không cam lòng gầm thét hai chân run lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Vương trường sinh rũi ra một ngón tay, lao xuống phương hư không nhẹ nhàng điểm một cái, vô số lam sắc hơi nước hiện lên mà xuất, bao vây lấy viên vương thân thể. Viên vương bị nhất cái cự đại lam sắc thủy cầu bao vây lại, thân thể kịch liệt dẫy ruộng. Tuyết viên cảm giác thân thể muốn vỡ ra đến, treo chống một lát, nó còn là quỳ xuống, cúi đầu xuống, biểu thị thần phục. Trước thực lực tuyệt đối, nó cao ngạo không đáng giá nhắc tới, nó thật vất vả đi đến một bước này, không muốn chết vương trường sinh cấp tứ giai tuyết viên gieo xuống cấm chế sinh tử của bọn nó chỉ ở vương trường sinh một ý niệm nhìn thấy vương trường sinh nhẹ nhàng như vậy hàng phục nhóm này tuyết viên hoàng phú quý mặt mũi tràn đầy hâm mộ ánh mắt càng phát cung kính đi nơi ở của các ngươi vương trường sinh phân phó nói viên vương trung thực dẫn đường một lát sau bọn họ xuất hiện tại nhất cái trăm mẫu đại trong hầm băng bên tay trái thạch bích là màu lam nhạt giống như đặc thù nào đó tinh thể tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý như thế nhiều càn lam tuyết tinh, vương trường sinh âm thầm gật đầu, những này càn lam tuyết tinh vô luận lấy ra luyện khí hay là tu luyện đều không có vấn đề. Viên vương tiếp tục ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một cái uyển diên thông đạo về sau, nhất cái trăm mẫu đại hầm băng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong hầm băng có nhất quả cao năm trượng bạch sắc quả thụ, trên cây treo hơn 10 quả bạch sắc quả, quả ngoại hình cực giống bạch sắc nhân tham, giống như treo ở trên cây nhân sâm. Tuyết tham quả, lại là cái này trùng kỳ quả, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, tiếp qua ngàn năm mới chín. Hoàng Phú Quý kinh ngạc nói, ánh mắt lửa nóng nhìn qua cái này khỏa tuyết tham quả thụ. chương 1730, Nguyên Anh Hậu Kỳ Quỷ Vật. Cư hắn biết, chính có vạn năm lấy thượng sông băng mới có thể xuất hiện tuyết tham quả thụ, cái này trùng quả thụ đối hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao, không thể tùy tiện cây ghép. Vương Trường sinh ánh mắt lộ ra vài phần tươi vui, hắn cho dù là ăn sống, pháp lực đều có thể tăng tiến không ít. 3.000 năm linh quả, dùng để luyện chế ngũ giai đan dược đều không có vấn đề, bất quá tuyết tham quả chỉ là chủ dược, còn phải tìm các linh dược khác. Chỉ là nơi này tự có 3.000 năm linh quả, tiếp tục tầm bảo, thu hoạch khả năng lớn hơn. Cái này trùng quả thụ cấy ghép rất dễ dàng chết héo, nhìn niên đại, cái này quả tuyết tham quả thụ tối thiểu có vạn năm, dùng để luyện chế một bộ linh bảo đều không có vấn đề. Uông Như Yên vui vẻ nói, bị giới hạn luyện khí trình độ, trước đây có vạn năm linh mộc, vương trường sinh vậy luyện chế không ra linh bảo, hiện tại không đồng dạng, Vương trường sinh luyện khí trình độ đề cao rất nhiều, chỉ cần có đầy đủ tốt vật liệu, vương trường sinh có thể luyện chế linh bảo. Hết thầy 12 khỏa tuyết tham quả, vương trường sinh cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống 12 khỏa tuyết tham quả, cho viên vương một viên, còn lại tuyết tham quả phân biệt chứa vào 11 cái trong hộp ngọc. Vương trường sinh thả ra mộc yêu, phân phó nói, đem cái này khỏa quả thụ cấy ghép đi ra, không muốn làm bị thương dễ cây. Mộc yêu rất am hiểu cấy ghép linh dược chân quý cùng linh quả thụ nó có thể bảo đảm linh thực dễ cây hoàn hảo không chút tổn hại. Mộc yêu mọc ra đại lượng dễ cây, đâm vào trong tầng băng, tầng băng vỡ tan. Hoàng Phú Quý mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn căn bản không biết đạo nơi này có nhất khỏa tuyết tham quả thụ, hắn vậy không có hy vọng xa vời có thể phân một viên huyết tham quả, có thể phân đến một đoạn tuyết tham mộc cũng không tệ rồi. Trở lại bên ngoài, Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh chảm yêu đao, hướng về càn lam tuyết tinh bổ tới. ầm ầm, đất sung núi chuyển, càn lam tuyết tinh chia năm xẻ bảy, khối nhỏ càn lam tuyết tinh rơi xuống trên mặt đất. Vương Trường Sinh không cần tốn nhiều sức, thu lấy tất cả càn lam tuyết tinh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại lượng màu xanh bụi gai theo trong hầm băng bò đi ra, màu xanh bụi gai nâng tuyết tham quả thụ, tuyết tham quả thụ dễ cây hoàn hảo. Hoàng Tiểu Hiếu, mang bọn ta đi địa phương khác, tìm tới đồ tốt càng nhiều, thù lao của ngươi càng nhiều, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Trường Sinh thanh âm tràn ngập dụ hoặc, giống Hoàng Phú Quý cái này chủng nhân, có chỗ tốt mới có thể để cho hắn dùng tâm làm việc. Hoàng Phú Quý vỗ ngực đáp ứng, coi như Vương Trường Sinh không cho chỗ tốt, hắn cũng sẽ dùng tâm làm việc, dù sao Vương Trường Sinh là hắn trở về đông ly giới lớn nhất hy vọng, chính Hoàng Phú Quý nhưng không có bản sự hồi đông ly giới. Đi ra hầm băng, Vương Trường Sinh đem mấy chục cái tuyết viên thu nhập linh thú châu, muốn thuần phục tuyết viên phải tốn không ít thời gian, bọn chúng hiện tại không thể giúp nhiều đại. Hai ngày về sau, bọn họ xuất hiện tại nhất tòa nghiêng lập tuyết sơn chân núi, cách đó không xa có nhất cái hơn 10 trượng đại băng động, sơn động hướng xuống kéo dài, mặt đất cùng thạch bích đều kết băng. Vương tiền bối, trong này có một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú, thông thạo băng phong thuộc tính thần thông, vãn bối cũng không rõ ràng. Hoàng Phú Quý chỉ vào băng động nói, hắn vừa mới đi vào sơn động, tự bị cái kia yêu thú phát hiện, lập tức liền chạy, hắn căn bản không biết đạo bên trong có cái gì tốt đồ vật, có một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú tỏa chấn, nơi này khẳng định có đồ tốt. Vương Trường Sinh lông mày nhíu lại, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, phệ hồn kim thiền bay ra, nó còn là tam giai thượng phẩm, phệ hồn kim thiền có thể phụng dưỡng thần thức, bất quá nó tiến giai quá chậm, vương trường sinh có thể hiểu thành cái gì vạn thú đảo không có đại lượng bồi dưỡng phệ hồn kim thiền. Cư công tôn ưởng giới thiệu, vạn thú đảo truyền gia nhiều năm như vậy, chính có một vị nguyên anh tu sĩ bồi dưỡng ra một đầu tứ giai phệ hồn kim thiền. Nếu như phệ hồn kim thiền tiến vào tứ giai, phụng dưỡng cấp vương trường sinh thần thức càng nhiều. Phệ hồn kim thiền sao động không thôi, phát ra từng đợt trầm thấp tê minh thanh uông như yên vậy thả ra một đầu tam giai phệ hồn kim thiền một mái một trống tiếng kêu của bọn nó liên tiếp quỷ vật hư nói không chừng các ngươi tiến giai cơ hội đã đến vương trường sinh thần thức hướng về băng động tìm kiếm xác thực phát hiện một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú nếu không phải hắn đã tiến vào hóa thần kỳ thần thức phóng đại thật đúng là vô pháp phát hiện yêu thú trên người tán phát ra thi khí hoàng phú quý bất quá nguyên anh kỳ không có phát hiện là quỷ vật không có gì kỳ quái quỷ vật không đúng ta gặp được hoàn toàn chính xác thực là yêu thú chẳng nhẽ quỷ vật là về sau hoàng phú quý ánh mắt kinh nghi bất định trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật mà thôi không có gì phải sợ bất quá các ngươi cẩn thận một chút đừng bị ám toán vương trường sinh dặn dò nếu là hóa thần kỳ quỷ vật không có dễ dàng như vậy bị vương trường sinh phát hiện vương hâm đi ở phía trước vương trường sinh cùng uông như yên theo sát phía sau hoàng phú quý mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng nhất mặt hoàng sắc tấm chắn vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng tay trái cầm một cái hoàng sắc tiểu tán tay phải cầm nhất mặt hồng quang lòe lòe tiểu kính trên người có ba đạo nhan sắc khác nhau màn sáng cặp mắt ti hí của hắn chuyển động không ngừng cảnh giác đánh giá hết thảy chung quanh trong động băng nhiệt độ thấp dọa người hoàng phú quý tế ra hoàng sắc tiểu tán bên ngoài đều kết băng phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm hoàng phú quý giật mình kêu lên lui về sau hai bước một bộ tùy thời bỏ chạy tư thế phía trước xuất hiện một cái hẹp dài thông đạo, vương hâm đi vào không bao lâu, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàn vang lên, mơ hồ nghe được một trận phản âm, xem ra cái kia yêu thú cùng vương hâm đánh nhau. Vương tiền bối, vãn bối thực lực thấp, liền ở chỗ này chờ các ngươi đi. Hoàng phú quý thần sắc khẩn trương, hầm băng đối thần thức có rất lớn hạn chế, pháp bảo của hắn đều chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía trước, nếu như đụng phải nguy hiểm, hoàng phú quý có thể chạy không nhanh. Vương trường sinh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đại bước đi về phía trước, từng đợt nổ thật to tiếng vang lên, băng động đung đưa kịch liệt, treo ở đỉnh chóp băng chùy đứt gãy, rơi tại trên mặt đất. Bên trái thạch bích bỗng nhiên bay ra một đạo bạch quang, nhào về phía Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý sớm có phòng bị, trong tay hồng sắc tiểu kính phun ra mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu, đánh tới hướng bạch quang, hắn hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang hướng về bên ngoài bay đi. Giữa bạch quang hiện ra một mảng lớn bạch sắc hàn phong, xích sắc hỏa cầu nhanh chóng kết băng, rơi xuống trên mặt đất, té vỡ nát. Một đạo bén nhọn nữ tử tiếng khóc vang lên, hoàng phú quý đầu choáng choáng nặng chiếu, độn tốc trở nên chậm xuống tới. Một đạo bạch quang bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, một đầu dài hơn 10 trượng quỷ màu trắng chảo vỗ xuống hoàng phú quý đỉnh đầu. Phốc phốc một tiếng vang trầm, hoàng phú quý phòng ngự giống như giấy, bị quỷ màu trắng chảo chảo vỡ nát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc thủy cầu, đem bạch quang bao vây lại. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Vương Hâm đi ra, thần sắc lạnh lùng. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, làm sắc thủy cầu vỡ ra, bạch quang hóa thành một đạo độn quang hướng về bên ngoài bay đi. Đúng lúc này, một cái toàn thân xanh biết thiền trượng từ trên trời giáng xuống, chính xác đánh trúng bạch quang. Một đạo thê thảm nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch quang ngã xuống đất, hóa thành một tên ngũ quan như vẽ váy trắng mỹ phụ, váy trắng mỹ phụ trên thân quỷ khí âm trầm, hiển nhiên là một đầu quỷ vật chương 1731, Vạn Niên Huyền Ngọc cùng Hàn Tủy. Đây là một đầu nguyên anh hậu kỳ quỷ vật, hình người quỷ vật tương đối ít thấy, cái này quỷ vật bám vào một đầu tứ giai thượng phẩm yêu thú trên thân, khẳng định không là bình thường quỷ vật, hoặc là quỷ tu, hoặc là thông linh quỷ vật. Quỷ tu chia làm lưỡng chủng, một loại là thi triển quỷ đạo thần thông tu sĩ, một loại khác là tu tiên giả đổi tu quỷ đạo, lấy quỷ khu phương thức sống sót. Táng ma băng nguyên chỗ sâu lại có một đầu nguyên anh hậu kỳ quỷ vật, nó nói không chừng biết táng ma băng nguyên bí mật. Trong hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước, hóa thành vô số đạo lam sắc thủy dây thừng, trói lại váy trắng mỹ phụ thân thể. Váy trắng mỹ phụ kịch liệt giãy giụa, bất quá lam sắc thủy dây thừng căn bản kéo không ngừng, đây cũng không phải là phổ thông thủy dây thừng, mà là Vương Trường Sinh khống chế một phương thủy linh khí chế tạo ra, nào có dễ dàng như vậy tránh thoát. Không nên phản kháng, nếu không ta không ngại diệt ngươi. Vương Trường Sinh ngữ khí băng lãnh, cái này quỷ vật thông thạo băng hệ thần thông nếu không phải vương trường sinh tiến vào hóa thần kỳ thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống nàng váy trắng mỹ phụ xem xét chạy không được cũng là thức thời nói sư bá tha mạng đệ tử vô tâm mạo phạm đệ tử nguyện ý vi sư bá làm việc ta biết táng ma băng nguyên rất nhiều bí mật nghe nàng ngôn ngữ nàng đem vương trường sinh bốn người xem như thiên lan tông tu sĩ nói cách khác nàng khi còn sống là thiên lan tông tu sĩ ta trước đó một mực tại bế quan Ngươi là người phương nào môn hạ? Như thế nào đổi tu quỷ đạo không quay lại hồi tông môn? Phương Trường Sinh tương kế tiểu kế, Thiên Lan Tông đã từng tổ chức qua nhân sinh thăm dò táng ma băng nguyên, tổn thất nặng nề, đoán chừng váy trắng mỹ phụ chính là đám kia chết tại táng ma băng nguyên tu sĩ. Đệ tử họ Lục tên Thiên Tuyết, Thiên Ma thượng nhân Đồ Tôn, 500 năm trước, đệ tử đi theo Tôn sư bá bọn họ thăm dò táng ma băng nguyên, bất quá không cẩn thận xúc động cấm chế nào đó, truyền tống đến địa phương khác, cùng Tôn sư bá mất đi liên hệ đệ tử nhục thân bị hủy, không có thích hợp thân thể, chỉ có thể đổi tu thi đạo, bám vào một đầu chết đi phong hống thú trên thân, đệ tử vậy thử qua rời đi nơi này, bất quá cấm chế quá cường đại, đệ tử vô pháp xông qua, lúc này mới lưu tại nơi này. Váy trắng Mỹ phụ chậm rãi nói, người cảm thấy ta tốt như vậy lừa gạt a à. vương trường sinh sắc mặt lạnh lẽo, khóa lại váy trắng Mỹ phụ làm sắc thủy dây thường kịch liệt lôi kéo, hư không tạo nên từng đợt rung động. Đệ tử không dám, sư bá tha mạng, lục thiên tuyết sắc mặt trắng nhợt, khổ khổ cầu khẩn. Làm sắc thủy dây thường ngừng lại, váy trắng mỹ phụ cảm giác áp lực nhẹ đi. Đệ tử phát hiện một chút vạn niên huyền ngọc, đệ tử hiện tại là quỷ khu chi thể, mượn nhờ vạn niên huyền ngọc tu luyện, có hy vọng tiến vào hóa thần kỳ. Lục Thiên Tuyết chi tiết nói, nàng nhục thân bị hủy thời điểm bất quá nguyên anh sơ kỳ, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng phát hiện cái này trong động băng có một ít vạn niên huyền ngọc, lúc này mới nhất trực lưu tại nơi này tu luyện. Vạn niên huyền ngọc, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần tươi vui, trên tay hắn vạn niên huyền ngọc không có thừa bao nhiêu nếu là lấy tới đủ nhiều vạn niên huyền ngọc hắn có thể luyện chế ra càng nhiều minh nguyệt châu ngoại trừ vạn niên huyền ngọc táng ma băng nguyên có cái gì nguy hiểm ngươi ở chỗ này lâu như vậy khẳng định rõ ràng đi nghĩ rõ ràng lại trả lời cơ hội chỉ có một lần uông như yên ngữ khí không mang mảy may tình cảm lục thiên tuyết vội vàng nói nơi này có băng phách cấm quang băng phong vạn vật trừ cái đó ra còn có ngũ gia yêu thú đệ tử lúc này mới không dám đến chỗ chạy loạn. Vương trường sinh nhướng mày, truy vấn, ngũ gia yêu thú. Sao huyệt của nó ở đâu? Hắn hiện tại không muốn cùng ngũ gia yêu thú đối lên, nếu là biết ngũ gia yêu thú xảo huyệt, về sau có thể tới gây sự với nó. Đệ tử cũng không biết, chỉ là mấy trăm năm trước gặp qua một lần, nó một lần tự ăn hết hơn 20 cái tứ gia yêu thú. Lục thiên tuyết miêu tả một cái cái kia ngũ gia yêu thú ngoại hình, cái này ngũ gia yêu thú cực giống tỷ hưu đoán chừng là có được tỷ hưu huyết mạch dị thú ta muốn cho ngươi gieo xuống cấm chế ngươi tốt nhất đừng chống cự nếu không ta lập tức diệt ngươi vương trường sinh ngữ khí lạnh lùng dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ quỷ vật hắn cũng không phải thiên lan tông tu sĩ gieo xuống cấm chế tương đối bảo hiểm lục thiên tuyết tự nhiên không dám nói không ngoan ngoãn nhường vương trường sinh gieo xuống cấm chế đi thôi mang bọn ta đi tìm vạn niên huyền ngọc vương trường sinh phân phó nói Lục Thiên Tuyết Trung thực ở phía trước dẫn đường, uông như yên ba người theo sát phía sau. Một lát sau, bọn họ đi vào nhất cái lớn gần mẫu băng động, băng động nhất trực hướng về lòng đất lan tràn. Bọn họ bên ngoài thân hộ thể linh quang đều xuất hiện bạch sắc vụn băng, bắt đầu kết băng. Bên tay trái băng bích tản mát ra kinh người hàn khí, khối băng là màu tuyết trắng, gập gành. Vạn Niên Huyền Ngọc Hoàng Phú Quý ánh mắt lửa nóng, cho dù là bồ câu chứng lớn nhỏ nhất khối Vạn Niên Huyền Ngọc luyện vào băng thuộc tính pháp bảo bên trong đều có thể tăng lên pháp bảo uy lực. Vương Trường Sinh một quyền đánh vào băng bích thượng diện, toàn bộ băng động đung đưa kịch liệt, băng bích thượng diện xuất hiện đại lượng vết sách. Vương Trường Sinh đập hai quyền về sau, vết sách càng lúc càng lớn, một chút màu bạc nhạt chất lỏng chảy ra. Đây là Hàn Tủy, Uông Như Yên kinh ngạc nói, vội vàng lấy ra nhất cái bạch sắc bình ngọc, thu lấy những này Hàn Tủy. Vạn Niên Huyền Ngọc bên trong hội dựng dục ra Hàn Tủy, Hàn Tủy bản thân cũng là một loại băng thuộc tính vật liệu luyện khí, bất quá hàn tủy lớn nhất diệu dụng là suy yếu lôi kiếp uy lực để cao linh thú tiến vào tứ giai tỷ lệ đặc biệt là nhục thân yếu kém linh trùng uông như yên tuần phục một đầu sư lân thú tiến vào tứ giai thời điểm bị lôi kiếp bổ đả thương mộc yêu song đồng thử thôn kim nghĩ hậu đều giống nhau tiến vào tứ giai thời điểm bọn chúng đều thụ thương thôn kim nghĩ hậu bản thân tựu đau thương bất nhập nó tương đối kháng đánh vệ hồn kim thiền cùng bích nhãn hàn tàm tựu không đồng dạng nếu là có hàn tủy bọn chúng tiến vào tứ giai tỷ lệ cao hơn Uông như yên thu nửa bình hàn thủy, đầy đủ mười mấy con linh trùng xung kích tứ dai. Vạn niên huyền ngọc có thượng ngàn khối nhiều, lớn nhỏ không đều, nếu là luyện khí trình độ đầy đủ cao, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo đều không có vấn đề. Vương trường sinh cho Hoàng Phú Quý một khối to bằng đầu nắm tay vạn niên huyền ngọc, Hoàng Phú Quý kích động hỏng, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Đây chính là đỉnh tiêm băng thuộc tính vật liệu luyện khí, cho dù là hóa thần tu sĩ vậy mười phần lửa nóng đổ vật, phổ thông nguyên anh tu sĩ căn bản không bỏ ra nổi tới. Vương tiền bối, ta nhớ ra rồi. Trước đó tránh né tuyết viên thực hạp, ta phát hiện một cái dưới đất băng nguyên, cái này nói không chừng có càng nhiều bảo vật. Hoàng phú quý cung kính thanh âm, hắn cũng không phải cố ý giấu giếm, hắn không có thăm dò qua băng nguyên, tự nhiên không dám nói có bảo vật. Vương trường sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía lục thiên tuyết, hỏi: băng phách cấm quang cách nơi này xa a? Hướng về tây hai ngàn dặm, nơi này cấm chế rất nhiều, đệ tử cũng không dám xông loạn. Lục thiên tuyết thận trọng nói nàng hy vọng có thể rời đi nơi này, trở về thiên lan tông tu luyện, bất kể nói thế nào, nàng tiến hiến vạn niên huyền ngọc, cũng coi là lập công đi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại mấy trăm năm trong lúc đó, thiên lan tông phát sinh biến đổi lớn, vương trường sinh trở nhân căn bản không phải thiên lan tông tu sĩ. Rời khỏi nơi này trước, đi cái kia băng nguyên nhìn xem. Vương trường sinh suy nghĩ một chút, tính toán đường cũ trở về, thiên lan tông tu sĩ thăm dò táng mà băng nguyên đều tổn thất nặng nề, hắn cũng không muốn xúc động cấm chế cường đại hoặc là đụng phải ngũ gia yêu thú. Chương 1732, ngũ gia yêu thú bát dực tuyết hưu thú. Hai ngày về sau, bốn người bọn họ xuất hiện tại rộng lớn tuyết nguyên lên, cách đó không xa có một cái kỳ trưởng vô cùng vực sâu. Vương Trường Sinh đem Lục Thiên Tuyết thu vào, nếu là có thể trở về Đông Ly giới, hắn tính toán đem Lục Thiên Tuyết đưa cho Diệp Hải Đường khu xử. Vương Tiền Bối, chính là chỗ này, nơi này đối thần thức có phần hạn chế, không biết bao nhiêu năm không có tu sĩ đã tới nói không chừng có băng phách thần tinh loại hình thiên tài địa bảo hoàng phú quý chỉ vào vực sâu nói băng phách thần tinh là cao hơn vạn niên huyền ngọc cấp thiên tài địa bảo nghe nói có thể băng phong vạn vật bất quá chỉ ở cổ tịch thượng nhìn thấy thế gian chưa chắc có cái này chủng thiên tài địa bảo uông như yên nói ra băng phách thần tinh lai lịch nàng tra xét không ít điếm ký sớm nhất ghi chép băng phách thần tinh cái này chủng thiên tài địa bảo điển tịch đều tại 5 vạn năm trước Nàng đều có phần hoài nghi loại tài liệu này chưa hẳn tồn tại, có phần thiên tài địa bảo tuyệt tích, hậu nhân không có nhìn thấy, đương nhiên sẽ không tin tưởng có loại tài liệu này. "Đi, đi, hy vọng thật sự có loại tài liệu này." Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Hâm thả người bay vào băng nguyên bên trong, ở phía trước mở đường, Vương Trường Sinh ba người theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đến vực sâu phía dưới. Mặt đất cùng thạch bích đều kết băng, không có một ngọn cỏ, cũng không có thấy yêu thú bóng dáng vương trường sinh thần thức nhận nhất định hạn chế có thể ngoại phóng trăm ngàn trượng vượt qua khoảng cách này hắn cảm ứng tự tương đối mơ hồ tại hoàng phú quý dẫn đầu dưới bọn họ đi vào nhất cái cửa đại trong hầm băng nơi đây hàn khí kinh người bọn họ hộ thể linh quang cũng bắt đầu kết băng nơi này tầng băng bóng loáng như gương, bốn bề trên vách đá chiếu dọi suốt vương trường sinh bốn người thân ảnh tự cùng soi gương đồng dạng vương trường sinh nhíu mày thần trí của hắn nhận nghiêm trọng hạn chế đây cũng không phải là chuyện gì tốt nơi này không có những đường ra khác, tựa hồ là tử lộ. Vương hâm bên ngoài thân hiện ra vô số Phật môn phù văn, song quyền hiện ra trói mắt kim quang, hướng về nhất mặt bóng loáng thạch bích đập tới. Âm âm trầm đục, toàn bộ băng động rất nhỏ lắc lư một cái, tầng băng hoàn hảo không chút tổn hại, mảy may vỡ vụn vết tích đều không có. Uông như yên hơi kinh ngạc, nàng rất rõ ràng vương hâm thực lực, thế mà không làm gì được những này khối băng, quả thực cổ quái. Vương hâm trên thân truyền ra một trận to lớn phản âm, bên ngoài thân Phật môn phủ văn bỗng nhiên kim quang đại phóng, hóa thành một cái mini giao long, tại hắn bên ngoài thân du tẩu không chừng. Một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, mini giao long từ trên người hắn bay ra, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên kim sắc giao long, hướng về băng bích đánh tới. ầm ầm một trận nổ thật to tiếng vang lên, kim sắc giao long cùng vương hâm điên cuồng công kích băng bích, băng bích xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Vương trường sinh sầm mặt lại, lật tay lấy ra thất tinh trảm yêu đao, như hãn hải bao la pháp lực rót vào thất tinh chảm yêu đao, thân đao tuôn ra một đạo dài hơn một trượng đao mang, hướng về băng bích bổ tới. ầm ầm to lớn tiếng oanh minh vang lên, băng bích chia năm xẻ bảy, băng động đung đưa kịch liệt. Nhất cái vạn mẫu đại trong động băng, một đầu ngoại hình cực giống tỷ hưu, sinh ra tam mục bát xí yêu thú nằm dạp trên mặt đất, hai mắt của nó đóng chặt, không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào ngủ say, bên ngoài thân có một ít thật mỏng vụn băng, giống như nhất tọa băng điêu. Đại lượng bạch sắc băng chùy treo ở băng đỉnh động bộ, bỗng nhiên, băng động rất nhỏ đung đưa, một chút bạch sắc băng chùy xuất hiện nhỏ bé vết rách, bỗng nhiên đứt gãy, đập vào yêu thú trên đầu. Yêu thú chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt là màu tuyết trắng. Sơn động đung đưa kịch liệt, đại lượng băng chùy từ đỉnh đầu rơi đập. Giống, yêu thú phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, bốn cặp to lớn bạch sắc cánh thịt triển khai, hung hăng vỗ, nổi lên từng đợt cuồng phong. Nó bên ngoài thân hiện ra chói mắt bạch quang phát ra một đạo vang dội tiếng gào thét, băng bích chia năm sẻ bảy, toàn bộ băng động đều đổ sụp, nó hóa thành một đạo bạch quang, hướng xuống đất di động. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, Vương Trường Sinh bốn người theo băng uyên bên trong bắn ra, Hoàng Phú Quý thần sắc hoảng loạn, Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phá vỡ băng bích về sau, phát hiện một loại có được băng thuộc tính chân long kỳ trùng tuyết tinh hạt, này linh trùng thông thạo băng thuẫn thuật, nhất trực hướng về lòng đất bỏ chạy, Vương Trường Sinh đuổi theo, lại không cẩn thận xâm nhập một đầu ngũ giai yêu thú xảo huyệt. "Vương Tiền Bối, chúng ta mau rút lui đi, đây chính là ngũ giai yêu thú." Hoàng Phú Quý dùng một loại thanh âm run rẩy nói, hai chân run lên. Hắn đụng phải tứ giai thượng phẩm yêu thú còn có thể toàn thân trở ra, nếu là đụng phải ngũ giai yêu thú, quả quyết không có khả năng chạy trốn. "Ngươi nếu như sợ hãi, trước tiên có thể rút lui." Vương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, hắn đang muốn tìm nhân luyện tay một chút từ một lần mình tân thần thông. Hoàng Phú Quý mặt lộ vẻ trần chờ nếu là hắn vứt xuống vương trường sinh chạy trốn, ai biết vương trường sinh có thể hay không thu đến sổ sách, có thể hắn lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Hừ, muốn đi, chậm, ta đều đổi sao huyệt, di chuyển hơn ngàn vạn dặm các người còn tới quấy giày ta tu luyện, xem ra lần trước giáo huấn không đủ. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. ầm ầm tuyết địa bỗng nhiên bùng nổ, vô số khối băng văng tứ phía, thẳng đến vương trường sinh bốn người đập tới. Vương hâm hai tay khẽ động, âm thanh xé gió đại hưởng, dày đặc kim sắc quyền ảnh bay ra, đem đánh tới khối băng đánh chúng vỡ nát. Từng cái chỉ hình thể khổng lồ yêu thú theo sông băng bên trong chui ra, rõ ràng là một đầu hơn trăm trượng lớn lên tỳ hưu, cái này tỳ hưu sinh ra tam mục bát xí, cái đuôi hơi ngắn, trong mắt là màu tuyết trắng. Đây là một đầu ngũ giai hạ phẩm bát dược tuyết hưu thú, có một tia tỳ hưu huyết mạch, không biết đạo nguyên nhân gì, nó chưa thể hóa hình, bất quá có thể miệng nói tiếng người. Nghe nó ngôn ngữ, nó trước đó vậy bị tập kích, đoán chừng chính là thiên lan tông tu sĩ, di chuyển hơn ngàn vạn dặm, điều này nói rõ nó lúc đầu xào huyệt không ở nơi này. Thiên lan tông tu sĩ dò xét táng mà băng nguyên tổn thất nặng nề là bởi vì ngươi đi. Trừ phi xúc động băng phách cấm quang loại này cấm chế cường đại, không thì thiên lan tông tu sĩ không có khả năng tổn thất nặng nề. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, hắn nhất trực cảm thấy rất kỳ quái, thiên lan tông tại táng mà băng nguyên đều tổn binh hao tướng, tuyệt đối không chỉ cấm chế cường đại. Hắn nhìn thấy cái này bát Dực tuyết hưu thú, lập tức minh bạch. Xem ra, thiên lan tông tu sĩ tại hơn một nghìn vạn dặm ngoài cùng bát Dực tuyết hưu thú tao ngộ, song phương ra tay đánh nhau, có thể để cho bát Dực tuyết hưu thú di chuyển hơn ngàn vạn dặm, nó đoán chừng vậy bị thua thiệt không nhỏ. Thật sự là phạm ngủ gà gật tựu có nhân đưa tới gối đầu, nuốt các ngươi, ta khôi phục càng nhanh một chút. Bát Dực tuyết hưu thú ngữ khí băng lãnh, bốn cặp bạch sắc cánh thịt hung hăng một cái, cuồng phong đột khởi, vô số bạch sắc bông tuyết hướng về vương trường sinh bốn người bay đi, bạch sắc bông tuyết tại nửa đường biến thành từng mai từng mai sắc bén bạch sắc băng trùy. Cùng lúc đó, nó phun ra một đạo đường kính trăm trượng bạch sắc sóng âm, thẳng đến vương trường sinh bốn người mà đến, thanh thế kinh người. Vương hâm hai tay hóa thành một trận huyễn ảnh, âm thanh xé gió đại hưởng, vô số đạo kim sắc quyền ảnh bay ra, đem bạch sắc băng trùy nện đến vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, vụn băng văng tứ phía chương 1733, thần thông hiển uy. Hoàng Tiểu Hiếu, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi rời đi trước đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Hoàng Phú Quý ở chỗ này quá vướng bận, có nhiều thứ không thích hợp để Hoàng Phú Quý nhìn thấy. Hoàng Phú Quý như được đại xá, lên tiếng, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi. Giống, một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, một đầu mini dao long từ trên thân vương hâm bay ra, nhất cái mơ hồ về sau, Hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên kim sắc giao long, có phải chi chít, miệng rộng đầy răng nanh. Kim sắc giao long cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau, thân thể cấp tốc kết băng, không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất bị định trụ. Màu trắng sóng âm lướt qua kim sắc giao long thân thể, kim sắc giao long biến thành một đầu màu trắng giao long, cũng không lâu lắm, màu trắng giao long bên ngoài thân xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, biến thành vô số màu trắng vụn băng. Vương hâm phát ra một đạo vang rội giống lên một tiếng, phảng phất thú giống, một đạo vàng mịt mờ sóng âm quét sạch mà xuất, sư tử hống. Kim sắc sóng âm quá nhỏ, cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau, trong nháy mắt kết băng, rất nhanh liền vỡ vụn, biến thành vô số vụn băng, rơi xuống trên mặt đất. Vương trường sinh dơ lên thật cao thất tình chảm yêu đao, hướng phía hư không một bổ, một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, hư không chấn động, trên trăm đạo hơn trăm trượng lớn lên màu lam đao khí bắn ra, chém về phía màu trắng sóng âm trên trăm đạo màu lam đao khí cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng cả hai bất phân thắng bại sau một khắc trên trăm đạo màu lam đao khí cấp tốc kết băng biến thành màu trắng băng đao sau đó chia năm xẻ bảy rơi tại trên mặt đất vương trường sinh sắc mặt như thường nếu là không có bản sự cái này bát dực tuyết hưu thú sớm đã chết ở thiên lan tông tu sĩ trên tay bất quá thương thế của nó còn chưa có khỏi hẳn đây là nó thế yếu vương trường sinh ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái trong hư không hiện ra vô số màu lam hơi nước, tam cái hô hấp không đến, trong phạm vi 30 dặm đều là một mảnh xanh thẳm nước biển, nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành các loại yêu thú đồ án, phảng phất hải khiếu. Điều khiển thiên địa linh khí, đây là hóa thần tu sĩ tiêu chí. Nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu dài vạn trượng màu lam thủy long, thẳng đến màu trắng sóng âm mà đi. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu lam thủy long cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau, đầu rồng dẫn đầu kết băng, bất quá rất nhanh màu lam thủy long bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số đầu màu lam thủy mãng, nhào về phía màu trắng song âm, đem màu trắng song âm xé vỡ nát. Chỉ có ngươi mới có thể điều khiển thiên địa linh khí. Ta cũng đã biết, tại táng ma băng nguyên không ai có thể đánh bại ta. Bát rực tuyết hưu thú ngữ khí lạnh lùng, vừa dứt lời, không trung bông tuyết phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, từ bốn phương tám hướng đánh tới, hàn phong gào thét mà qua. Vô số màu trắng bông tuyết tụ tập mà đến, Hóa thành nhất tòa cao vạn trượng màu trắng núi tuyết, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, mặt đất bông tuyết đón gió bay múa, hình thành từng đạo màu trắng gió lốc, thẳng đến Vương Trường Sinh bốn người mà tới. Cái này cũng chưa hết, không trung bỗng nhiên rơi ra mưa đá, đến hàng vạn mà tính màu trắng mưa đá từ trên cao rơi đập. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức cấp tốc dâng lên, đến gần vô hạn hóa thần trung kỳ, chỉ là tiếp cận nếu như Uông Như Yên tiến vào Hóa Thần kỳ, thông qua hợp kích bí thuật, pháp lực của bọn hắn liền có thể triệt để đạt tới Hóa Thần trung kỳ. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số màu lam hơi nước hiện lên, ngũ cái hô hấp không đến, phương viên trăm dặm là một phiến Uông Dương đại hải, sóng lớn ngập trời, nước biển vòng quanh Vương Trường Tam Nhân xoay tròn không ngừng, phát ra nổ thật to âm thanh, giống như một đầu gào thét thủy long, thôn vệ hết thảy. Màu trắng núi tuyết đâm vào nhanh chóng xoay tròn Uông Dương đại hải phía trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh một bộ phận nước biển nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, bất quá rất nhanh, tầng băng liền vỡ vụn, nước biển tốc độ xoay tròn quá nhanh, phảng phất vô số thanh màu lam thủy nhận bốn phía bay múa. Màu trắng núi tuyết bị nhanh chóng xoay tròn nước biển nước biển đâm đến vỡ nát, màu trắng núi tuyết dung nhập màu lam nước biển bên trong, dày đặc màu trắng băng chùy cùng màu trắng gió lốc đánh tới, lần lượt đánh vào nước biển phía trên, nước biển rất nhanh kết băng, bất quá tầng băng rất nhanh vỡ vụn, nước biển kết băng tốc độ còn kém rất rất xa tốc độ xoay tròn hải nạp bách xuyên, dung nạp vạn vật, vương trường sinh cảnh giới càng cao, pháp lực càng thâm hậu, cái này nhất thần thông uy lực càng lớn. Vương trường sinh ba người tóc đón gió bay múa, nước biển tốc độ xoay tròn quá nhanh, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, vô số bông tuyết bị thổi bay, mặt đất tầng băng vỡ ra đến, hiển nhiên không chịu nổi cỗ này khí lưu cường đại. Giống, bát dực tuyết hưu thú phát ra một đạo giống giận trầm thấp âm thanh, phương viên trăm dặm màu trắng bông tuyết phảng phất nhận chỉ dẫn, nhao nhao tụ tập lại một chỗ, hóa thành từng đầu hình thể to lớn màu trắng tuyết mãng, số lượng có trên trăm đầu nhiều. Trên trăm đầu hơn trăm trượng lớn lên màu trắng tuyết mãng từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhào về phía nhanh chóng xoay tròn màu lam nước biển. Ầm ầm, trên trăm đầu màu trắng tuyết mãng tiếp xúc màu lam nước biển, lập tức bị rào sát, cường đại khí lưu đem lên trăm đầu màu trắng tuyết mãng ngạnh sinh sinh đẩy vào màu lam nước biển bên trong, nước biển thể tích càng lúc càng lớn. Bát Dực Tuyết Hưu thú công kích chẳng những không gây thương tổn được Vương Trường Sinh, ngược lại cường hóa vương trường sinh công kích vương trường sinh pháp quyết vừa bấm màu lam nước biển kịch liệt cuồn cuộn phóng lên tận trời hóa thành một đầu dài vạn trượng thân eo có ngàn trượng thô to lớn thủy long lấy thế tồi khô lạc hủ nhào về phía bát dực tuyết hưu thú bát dực tuyết hưu thú ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi nó cũng không dám ngạnh kháng một kích này có mấy ngàn vạn cân chi lực nó đang muốn tránh đi thức hải bên trong truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được không thể động đậy chờ nó khôi phục thanh tỉnh màu lam thủy long đã đến trước mặt của nó, đâm vào bát rực tuyết hưu thú trên thân. ầm ầm, bát rực tuyết hưu thú giống như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, thân thể khổng lồ liên tiếp đụng nát vài tòa núi tuyết. Nó há mồm phun ra một mảnh trắng xóa linh quang, đánh về phía màu lam thủy long, màu lam thủy long đầu cấp tốc kết băng, tầng băng cấp tốc lan tràn. Một tiếng vang thật lớn, màu lam thủy long thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đến hàng vạn mà tính màu lam thủy nhận, thẳng đến bát dược tuyết hưu thú đánh tới. Bát Sực Tuyết Hưu thú bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn hàn khí, hóa thành một kiện dày đặc màu trắng chiến giáp, bảo vệ toàn thân. Dày đặc màu lam thủy nhận đánh vào trên người của nó, truyền ra khanh khanh trầm đục, Bát Sực Tuyết Hưu thú bình yên vô sự. 18 đạo lam quang từ bốn phương tám hướng bay tới, đem Bát Sực Tuyết Hưu thú bao bọc vây quanh, chính là Định Hải Châu. Thập Bát Khỏa Định Hải Châu quay tít một vòng, hình thể bỗng nhiên tăng vọt, đại lượng nước biển hiện lên mà xuất, hóa thành một phiến uông dương đại hải, đem bát rực tuyết hưu thú nhốt ở bên trong. Nước biển kịch liệt lăn lộn, ba tên cao hơn trăm trượng màu lam cự nhân chui ra mặt biển, màu lam cự nhân hình dáng rõ ràng, tay chân thô to, một bộ tràn ngập lực lượng bộ dáng, chính là quỷ thủy lực sĩ. Cái này ba tên quỷ thủy lực sĩ là vương trường sinh lợi dụng định Hải Châu huyễn hóa ra tới, mỗi một vị quỷ thủy lực sĩ đều có trăm vạn cân chi lực, bị giới hạn pháp lực. Vương Trường Sinh chỉ có thể làm ra ba tên quỷ thủy lực sĩ, pháp lực của hắn càng thâm hậu, quỷ thủy lực sĩ số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. chương 1734, rời đi, ba tên quỷ thủy lực sĩ chẳng những có được trăm vạn cân chi lực, còn có thể thi triển thủy hệ đạo Pháp. Một trận to lớn hải khiếu tiếng vang lên, nước biển nhấc lên cao hơn trăm trượng cự lãng, ba tên quỷ thủy lực sĩ nhanh chóng hướng về bát rực tuyết hưu thú đánh tới. Bọn chúng còn không có cận thân, hai tay đồng thời khẽ động, giày đặc lam sắc quyền ảnh mang theo một trận âm thanh xé gió kích xạ mà tới. Giống, bát rực tuyết hưu thú phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp, hư không chấn động, nó bốn cặp bạch sắc cánh thịt vỗ không ngừng, thả ra một đạo đạo bạch minh mông hàn phong, vô số bạch sắc bông tuyết quét sạch mà xuất, hóa thành từng mai từng mai bạch sắc băng chùy hướng về tứ phía bay đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, dày đặc lam sắc quyền ảnh cùng bạch sắc băng chùy chạm vào nhau, nhao nhao đồng quy vô tận. Lúc này, ba tên quỷ thủy lực sĩ đã đến bát rực tuyết hưu thú phía trước, bọn chúng vung vẩy song quyền, đánh tới hướng bát tuyết hưu thú. Bát tuyết hưu thú cánh cuồng thiểm không ngừng, một cỗ màu lam nhạt hàn khí quét sạch mà xuất, ba tên quỷ thủy lực sĩ tiếp xúc đến lam sắc hàn khí, thân thể bỗng nhiên kết băng, biến thành ba tòa to lớn băng điêu, không nhúc nhích. Dưới không trung lên tuyết lớn, bạch sắc bông tuyết nhao nhao hóa thành từng mai từng mai bạch sắc băng chùy, đập vào ba tên quỷ thủy lực sĩ trên thân, quỷ thủy lực sĩ chia năm xẻ bảy. Nước biển nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, bát dực tuyết hưu thú bên ngoài thân lông tóc cuốn ngược, đại lượng bạch sắc bông tuyết cùng bạch sắc băng chùy bị cường đại khí lưu hút vào lam sắc nước biển bên trong, rảo vỡ nát. Bát Sực Tuyết Hưu thú phát ra một đạo gầm thét, một cỗ trắng xóa sóng âm quét sạch mà xuất, nước biển nhanh chóng kết băng, sau đó tầng băng vỡ ra đến, ba viên định hải châu bay rất ra ngoài. Nó bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt bạch quang, bỗng nhiên biến mất không thấy. Băng độn thuật, cẩn thận, Vương Trường sinh sắc mặt biến hóa, quanh thân hiện ra vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một phiến uông dương đại hải, bảo vệ ba người bọn họ. ầm ầm nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mặt đất tầng băng vỡ vụn, bát dực tuyết hưu thú phá băng mà xuất, xuất hiện ở trong nước biển, thanh thế thật lớn nước biển đâm vào trên người của nó, tự cùng gãi ngứa đồng dạng. bát dực tuyết hưu thú bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hàn khí, nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, lần này tầng băng cũng không có đơn giản hòa tan, cơ hồ là bát dực tuyết hưu thú hiện thân đồng thời. Thức hải của nó truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, thần thức công kích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức cùng pháp lực có thể điệp ra, tự nhiên là có thời gian hạn chế, trước mắt pháp lực của bọn hắn điệp ra có thể duy trì một chén trả thời gian, thi triển loại bí thuật này bản thân cũng muốn hao tổn đại lượng pháp lực, không cân nhắc khống chế pháp bảo tiêu hao thần thức, nhiều nhất có thể thi triển 15 lần thần thức công kích, nếu như cân nhắc khống chế pháp bảo tiêu hao thần thức, bọn họ một lần đấu pháp nhiều nhất có thể thi triển 7 lần, thần trí của bọn hắn càng mạnh có thể thi triển thần thức công kích số lần càng nhiều, uy lực vậy càng lớn. Bọn họ thi triển thần thức công kích cũng muốn tiêu hao thần thức, cũng không phải là không hạn chế thi triển cái này nhất thần thông. Uông như yên phần lưng hiện ra một mảnh trướng mắt hỏa quang, lôi hỏa xí vừa hiện mà xuất, lôi hỏa xí hung hăng một cái, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn kim sắc hồ quang điện cùng xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất, đánh vào bát rực tuyết hưu thú trên thân. Cuồn cuộn liệt diễm che mất bát dược tuyết hưu thú thân thể, kinh người sóng nhiệt khiến cho đại lượng bông tuyết hóa thành sương mù màu trắng. Vương Trường Sinh cổ tay rung lên, một viên Minh Nguyệt Châu bắn ra, hướng về bát rực tuyết hưu thú đánh tới. Minh Nguyệt Châu đến biển lửa trên không, biển lửa bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhanh chóng dập tắt, bát rực tuyết hưu thú phun ra một đạo hàn khí trắng xóa, đánh về phía Minh Nguyệt Châu. Minh Nguyệt Châu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành bạch sắc băng châu. Giang giác, một tiếng vang trầm, bạch sắc băng châu chia năm xẻ bảy, một mảng lớn thấu xương chất lỏng màu đen giải xuống chính là minh nguyệt chi thủy minh nguyệt chi thủy bát dược tuyết hiu thú hoảng sợ nói thanh âm mang theo một chút hoảng loạn nó bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra vô số bạch sắc hàn khí thân thể khổng lồ bỗng nhiên kết băng biến thành nhất khối to lớn bạch sắc khối băng minh nguyệt chi thủy chiếu xuống bạch sắc khối băng thượng diện bạch sắc khối băng bên ngoài xuất hiện một mảng lớn hắc sắc tầng băng hắc sắc tầng băng nhanh chóng lan tràn một trận nhói nhói màng nhĩ đao minh tiếng vang lên dày đặc lam sắc đao khí từ trên trời giáng xuống, bổ về phía hắc sắc khối băng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc sắc khối băng chia năm xẻ bảy, bát dực tuyết hưu thú bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngàn trượng bên ngoài tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn, bát dực tuyết hưu thú phá băng mà xuất, trong mắt của nó bên trong lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Người thế mà có thể thu lấy minh nguyệt chi thủy luyện khí, người không phải thiên lan tông tu sĩ, các ngươi đến tột cùng là ai? Bát dực tuyết hưu thú ngữ khí trầm trọng, nó thế nhưng là rất rõ ràng minh nguyệt chi thủy đặc tính, nếu như là thiên lan tông tu sĩ, hóa thần sơ kỳ tu sĩ không có khả năng có cái này trùng đại sát khí, muốn nói đối phương là vì đánh giết nó, kia liền càng không thể nào, thật muốn giết nó, không có khả năng chính có một vị hóa thần tu sĩ. Vương trường sinh không nói gì, xoay tay phải lại, hai viên minh nguyệt châu xuất hiện trên tay. Bát sực tuyết hưu thú thông thạo băng hệ thần thông, tại táng ma băng nguyên loại địa phương này, muốn vây khốn nó cũng không dễ dàng, chớ nói chi là diệt sát bát rực tuyết hưu thú, khó trách thiên lan tông tu sĩ tổn binh hao tướng, nếu không phải có minh nguyệt châu cái này trùng đại sát khí, bát rực tuyết hưu thú vừa rồi đoán chừng tự ăn hết bọn họ. Lấy nó thân thể mạnh mẽ, đoán chừng thông thiên linh bảo cũng vô pháp một kích đánh giết bát rực tuyết hưu thú. Hừ, ngươi liền thông thiên linh bảo đều không có, liền dựa vào một bộ phổ thông pháp bảo, há lại đối thủ của ta. Không bằng lưu lại cho ta làm người hầu, ta cho các ngươi cung cấp tu tiên tài nguyên tu luyện. Bát rực tuyết hưu thú thanh âm biến ôn hòa, nhưng nhân nghe xong rất dễ chịu. Không biết đạo vì cái gì, vương trường sinh cùng uông như yên trong đầu xuất hiện thuận theo bát rực tuyết hưu thú ý niệm, tính toán lưu lại đương người hầu. Đúng lúc này, bọn họ ngực long phượng tỏa tách ra chói mắt linh quang, long ngâm phượng minh chi thanh đại thịnh, hai người lúc này mới khôi phục thanh tình. Mị hoặc chi thuật, uông như yên mắt phượng bên trong lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, bát rực tuyết hưu thú thế mà hiểu được cái này trùng kỳ lạ thần thông, như thế vượt quá dự liệu của bọn hắn bát rực tuyết hưu thú bên ngoài thân sáng lên trói mắt bạch quang, bỗng nhiên biến mất không thấy. Vương trường sinh thần thức mở rộng, bất quá hắn thần thức nhận nhất định hạn chế, vô pháp ngoại phóng quá xa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Vương trường sinh trầm giọng nói, hắn cùng bát rực tuyết hưu thú tay không có dính vào tiện nghi gì, nếu không phải có minh nguyệt châu cái này đại sát khí, bát rực tuyết hưu thú không có dễ dàng như vậy rời đi, thành như bát rực tuyết hưu thú nói không có thông thiên linh bảo, Vương Trường Sinh rất khó diệt sát con thú này. Sau ba ngày, Vương Trường Sinh ba người về tới Tuyết Sơn, Hoàng Phú Quý đã sớm trở về, nhìn thấy Vương Trường Sinh ba người bình an trở về, Hoàng Phú Quý cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vương Trường Sinh triệu tập tộc nhân, trịnh trọng nói ra, nơi này có ngũ dài yêu thú, nó thông thạo băng hệ thần thông, chúng ta lập tức rời đi nơi này, nơi này không thể ở lại. Ngũ dài bát dực tuyết hưu thú xuất hiện, làm rối loạn vương trường sinh kế hoạch, hắn không sợ ngũ dài bát dực tuyết hưu thú, tộc nhân của hắn cũng không phải bát dực tuyết hưu thú vạn nhất tại vương trường sinh tiềm tu thực hạp bát dực tuyết hưu thú lao ra tập kích vương như yên bọn họ khẳng định tổn thất nặng nề vương thu minh chờ nhân tự nhiên không có dị nghị đáp ứng vương trường sinh một đoàn người hướng phía lối ra di động mấy ngày về sau bọn họ tự xuất hiện tại vẫn tiên hồ phụ cận vương trường sinh tế ra thanh liên bình, thu lấy đại lượng minh nguyệt chi thủy lưu làm hắn dùng lần này rời đi không biết đạo còn có thể hay không trở về còn là thu nhiều một chút minh nguyệt chi thủy tương đối tốt. Uông như yên tế ra phi tuyết chu, chờ đám người hướng về không trung bay đi. chương 1735, tìm về song đồng thử. Thẩm thiên nhạc tu đạo hơn 400 năm, thành công tiến vào Nguyên Anh Kỳ, trước mắt là Nguyên Anh Sơ Kỳ, phụng mệnh đóng giữ táng mà băng nguyên lối vào, ngoại trừ thẩm thiên nhạc, còn có 5 tên kết đan tu sĩ cùng hơn 20 vị trúc cơ tu sĩ. Thiên Lan Tông hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là truy nã đông ly giới tu sĩ, các nơi lực lượng phòng thủ đều suy yếu không ít một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên thẩm thiên nhạc vị trí phòng ốc lập tức nổ bể ra đến trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc hơi nước hóa thành từng đầu nắm đấm thô lam sắc dây thừng thẳng đến thẩm thiên nhạc mà đi thẩm thiên nhạc muốn tránh đi một trận mạnh mẽ tiếng đàn vang lên đầu óc choáng choáng nặng chiếu chờ hắn kịp phản ứng mấy chục đầu lam sắc dây thừng đã trói lại hắn thân thể một cỗ khó mà chịu được áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới phảng phất muốn nghiền nát thân thể của hắn đồng dạng. Một đội tu sĩ hướng hắn bay tới, cầm đầu là một tên thân hình cao lớn Làm sắc thanh niên, một tên ngũ quan như vẽ làm váy thiếu phụ đứng tại thanh niên áo lam bên người, một tên trên mặt mọc đầy ma tử áo bảo màu vàng nam tử đứng sau lưng bọn hắn. Thanh liên tiên lữ, hoàng phú quý, thẩm thiên nhạc hoảng sợ nói, thanh liên tiên lữ cùng hoàng phú quý hỏa tượng khắp nơi đều là, hắn một chút tự nhận ra thân phận của đối phương. Thiên lan tông bốn phía truy nã bọn họ, không nghĩ tới bọn họ tổ trốn ở táng ma băng nguyên, cư thẩm thiên nhạc biết, táng ma băng nguyên có ngũ dài yêu thú, đây cũng là thiên lan tông tu sĩ vì sao không có tiến nhập táng ma băng nguyên tìm kiếm đông ly giới tu sĩ. Đã ngươi nhận ra thân phận của chúng ta, vậy cũng không cần ta nhiều lời, nghĩ chết còn là muốn sống, chính ngươi tuyển. Vương trường sinh ngữ khí băng lãnh, hắn có thể trực tiếp siêu hồn, bất quá hắn còn là nghĩ hàng phục mấy tên thiên lan tông tu sĩ, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Tiền bối muốn biết cái gì, Vãn bối biết gì nói nấy, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, tha vãn bối một mạng, vãn bối chưa bao giờ xuất thủ truy nã qua đông ly giới tu sĩ. Thẩm thiên nhạc cũng là thức thời, tư chất của hắn cũng không tốt, nhanh 500 tuổi mới kết anh, hắn dù sao cũng không muốn chết. Nói ra tên của ngươi, sư thừa, đạo lữ, đông ly giới tu sĩ tình huống, đúng, còn có chiến sự. Vương trường sinh trầm giọng vấn đạo, bọn họ trốn ở táng ma băng nguyên mấy chục năm, tin tức bế tắc. Thẩm thiên nhạc thành thật trả lời, Hắn biết đối phương hội siêu hồn, hắn không có cách nào giấu giếm. Cái gì? Táng Tiên Hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí. Vương Trường Sinh dị thường hân hỉ, đây là hắn biết được tốt nhất tin tức, cái này cũng liền có thể hiểu thành cái gì Thiên Lan tông tu sĩ bốn phía truy nã đông ly giới tu sĩ, nguyên lai là Táng Tiên Hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí. Ngươi thành thật phối hợp, dạng này siêu hồn không hội quá thống khổ. Vương Trường Sinh phân phó nói, ngữ khí lạnh lùng, Thẩm Thiên Nhạc Liên thanh đáp ứng chủ động phối hợp nhường vương trường sinh siêu hồn. Vương Thu Minh bốn người đối cái khác thiên lan tông tu sĩ siêu hồn, cứ như vậy, bọn họ không dám nói láo. Người tham gia qua lần thứ nhất mở ra không gian thông đạo. Người hiểu bày trận, vương trường sinh đôi mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn đối thẩm thiên nhạc siêu hồn, phát hiện thẩm thiên nhạc không có nói sai, nhưng vương trường sinh cảm thấy kinh ngạc chính là thẩm thiên nhạc tham dự thiên lan tông lần thứ nhất mở ra không gian thông đạo trận pháp bố trí. Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau, hết thảy ba lần mở ra không gian thông đạo, lần thứ nhất không gian thông đạo vừa mở ra, rất nhanh liền đóng lại, thông đạo bị nổ lát, lần thứ hai không gian thông đạo mở ra lối vào tại Đông Ly giới Trung Nguyên Vương Triều Trụy Tiên Độc, Đông Ly giới tu sĩ trước thời hạn bố trí mai phục, Thiên Lan Tông tổn thất nặng nề. Lần thứ ba không gian thông đạo mở ra lối vào tại Táng Ma Băng Nguyên, lần thứ ba thành công, nếu không phải bộc phát tuyệt linh chi khí, Thiên Lan giới đoán chừng đã cầm xuống Đông Ly giới. Vương Trường Sinh muốn trở về Đông Ly Giới, hoặc là có mở ra không gian thông đạo thông thiên linh bảo, hoặc là cùng phù mân tụ hợp. Vãn bối hiểu sơ một hai, tham dự mở ra không gian thông đạo, bất quá không gian thông đạo rất nhanh liền đóng lại, đoán chừng là giới diện khác tu sĩ cấp cao phong cấm không gian thông đạo. Thẩm thiên nhà thận trọng nói, sợ vương trường sinh thống hạ sát thủ. Tổ phụ, tin tức tốt, bỗng nhiên toát ra một đầu tứ dài yêu chuột, xâm nhập nhiều tòa linh dược viên, ăn sạch linh dược. Vương thu minh đi tới, có phần hưng phấn nói, Vương Trường Sinh chạy trối chết lúc, song đồng thử cùng hắn đã mất đi liên hệ, không biết tung tích. Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới hơn 600 năm, tứ giai yêu thú 10 phần hiếm thấy, chứ nói chi là tứ giai yêu chuột, rất có thể chính là Vương Trường Sinh chăn nuôi song đồng thử. Ở đâu, Vương Trường Sinh truy vấn, nếu là có thể tìm tới song đồng thử, bằng vào song đồng thử khứu giác bén nhạy, hắn mới có cơ hội tìm tới phù mân. Cự ly nơi đây 5 triệu dặm ngoại nhất chỗ phân đà, nó lần trước là ở nơi đó lộ diện. Vương Thu Minh chi tiết nói, đi, trước tiên đem xong đồng thử tìm trở về, thuận xương nghịch phong, chính các ngươi tuyển chọn. Vương Trường Sinh cấp thẩm thiên nhạc gieo xuống cấm chế, cái khác thiên lan tông tu sĩ toàn bộ giết chết, mang theo bọn họ lên đường rất không tiện. Một đoàn người hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Một cái dưới đất động quật, một đầu hình thể to lớn hoàng sắc lão thử ghé vào sơn động nơi hẻo lánh, toàn thân nó máu me đầm đìa, khí tức huệ hoài, phần lưng có hai đạo kinh khủng vết máu, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt, chính là vương trường sinh chăn nuôi xong đồng thử. Nó đương nhật chui vào đáy biển, nhất trực bỏ chạy, bởi vì cự ly vương trường sinh quá xa, song đồng thử tìm không thấy vương trường sinh, bốn phía tán loạn. Thiên lan tông bốn phía truy nã đông ly giới tu sĩ, dẫn đến các nơi linh dược viên lực lượng phòng thủ có chỗ suy yếu, song đồng thử lúc trước chính là ăn trộm vương trường sinh gieo trồng linh thảo mới thuế biến thành linh thử, nó để mắt tới phòng bị yếu kém linh dược viên. Nó xâm nhập phòng bị yếu kém linh dược viên, ăn như gió cuốn, một đường ăn đến, trong lúc đó nó phát hiện vương hâm khí tức, bất quá rất nhanh lại cùng mất đi. Cứ như vậy, song đồng thử những năm này bốn phía sông loạn, ăn vụng thiên lan tông linh dược viên linh dược, nó ra dày thịt thô, thông thạo thổ độn thuật, chạy được rất nhanh, nhiều lần biến nguy thành an, nó ăn trộm đại lượng linh dược về sau, thuận lợi tiến vào tứ giai trung phẩm. Nó ăn hết ngàn năm linh dược tổ có năm cây nhiều, chớ nói chi là 500 năm trở lên linh dược, chết trên tay nó thiên lan tông tu sĩ vậy không ít, phần lớn là trúc cơ tu sĩ, không có nguyên anh tu sĩ. Nó trước đó không lâu ăn trộm một gốc ngàn năm linh dược, bị ba tên nguyên anh tu sĩ đánh thành trọng thương, vẫn là bị nó chạy trốn. Chít chít, song đồng thử phát ra thống khổ tê minh thanh, nó rất hoài niệm cấp phương trường sinh làm linh thú thời gian, căn bản không ai dám đánh nó. ầm ầm nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, sơn động đổ sụp, song đồng thử giật mình kêu lên, bên ngoài thân hiện ra trói mắt hoàng quang, hướng về lòng đất chui vào. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên mọc ra vô số màu xanh cỏ dại cùng màu xanh dây leo, màu xanh dây leo cuốn lấy song đồng thử thân thể, đem nó treo đến giữa không trung. Song đồng thử phát ra chít chít gọi bậy thanh âm, nó đâu chịu nổi cái này ủy khuất. Một tên dáng người khôi ngô thanh sam thanh niên từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm nhất mặt màu xanh pháp bàn, thần sắc lạnh lùng. Nhiệt xúc, dám ăn trộm bản tọa khổ khổ bồi dưỡng linh dược, bắt người mệnh đến hoàn lại đi. Thanh sam thanh niên lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí song đồng thử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể khổng lồ kịch liệt giãy ruộng, màu xanh dây leo càng ngày càng gấp, đại lượng máu tươi chảy ra. Người dám đả thương vương mỗ linh thú, bắt người mệnh đến hoàn lại đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thanh sam thanh niên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc quang điểm, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam, nhanh chóng vỗ xuống. Nhất thanh thống khổ kêu thảm, thanh sam thanh niên bị phách thành thịt nát, một đầu mini nguyên anh theo toái nhục bên trong bay ra, vừa bay đến không trung, nhất tỏa hồng quang lè lè cự tháp từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh, đem nó thu nhập hồng sắc cự tháp. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm từ trên trời giáng xuống, chặt đứt màu xanh dây leo, song đồng thử rơi vào trên mặt đất. Một chiếc bạch sắc phi chu từ trên trời giáng xuống, vương trường sinh trở nhân đứng tại bạch sắc phi chu bên trong. Nhìn thấy vương trường sinh, song đồng thử hình thể nhanh chóng thu nhỏ, hai chân đạp một cái, nhảy lên một cái, nhảy đến vương trường sinh trên ống quần, leo đến vương trường sinh trên bờ vai. Song đồng thử phát ra một trận bén nhọn chít chít tiếng kêu, tựa hồ tại hướng vương trường sinh thổ lộ hết mình gặp ủy khuất. Tốt, những năm này người chịu khổ, người cái tên này lại dám đi trộm cắp thiên lan tông linh dược viên linh dược, trả tiến vào tứ giai trung phẩm. Vương trường sinh khẽ cười nói, trong lời nói cưng chiều ai cũng có thể nghe được. chương 1736 Thiên Hồ Trân Quân Tiểu gia hỏa này bị phu quân nuông chiều, không có đồ tốt ăn, nó tự nhiên để mắt tới thiên lan tông linh dược viên. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, thiên lan tông linh dược viên có mấy vạn tòa, phân bố ở các nơi, song đồng thử một mực là sống an nhàn sung sướng, tỉnh ngủ tự ăn, ăn no tự ngủ, nó cùng vương trường sinh mất đi liên hệ, lập tức mất đi nơi cung cấp thức ăn, nó tập kích thiên lan tông linh dược viên cũng có thể lý giải. Vương tiền bối cái này linh thử hẳn là có được thôn thiên thử huyết mạch, thế mà có thể tiến vào tứ giai. Hoàng Phú Quý dùng một loại nịnh nọt ngữ khí nói, thôn thiên thử là mười phần hiếm thấy đại yêu, nghe danh tự liền biết cái này trùng linh thử có bao nhiêu lợi hại, ngay cả trời cũng có thể thôn phệ. Cao dai thử yêu ít càng thêm ít, thử yêu bên trong danh khí lớn nhất chính là thôn thiên thử. Nó nhưng không có thôn thiên thử huyết mạch, chính là ăn đại lượng thiên tài địa bảo, mới có may mắn tiến vào tứ dai, tốt, không nói những thứ này, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh đầu sóng ngọn gió, chờ nó thương thế tốt, lại mang chúng ta đi tìm phù đạo hiếu, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, phi tuyết chu hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, hướng về nơi xa bay đi. Sau 3 ngày, nhất cái ở vào lòng đất năm vạn trượng địa hạ động quật, Vương Trường Sinh một đoàn người tụ tập tại địa hạ động quật, trong động quật có mười mấy gian độc lập đơn sơ thạch thất. Trên vách đá phù văn chấp động, hiển nhiên bố trí cấm chế, trừ phi có hóa thần tu sĩ vận dụng thần thức dò xét lòng đất, nếu không căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Chúng ta hiện tại nơi này trốn một đoạn thời gian, nhưng song đồng thử chữa thương, chờ nó thương thế tốt, chúng ta lại đi tìm kiếm phù đạo hiếu, các ngươi không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Thu Minh trở nhân đáp ứng, các hồi các nơi ở đà tọa nghỉ. Vương Trường Sinh lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay Càn Lam Tuyết Tinh, hắn tính toán luyện hóa Càn Lam Tuyết Tinh ẩn chứa hàn khí, từ đó tăng cường bản thân thần thông. Vạn Niên Huyền Ngọc hiệu quả càng tốt hơn, bất quá Vạn Niên Huyền Ngọc càng thích hợp luyện chế thành pháp bảo, đeo ở trên người, phụ trợ tu luyện. Cũng không lâu lắm, một tia màu lam nhạt hàn khí theo càn lam tuyết tinh bên trong tuôn ra, phụ cận nhiệt độ chợt hạ xuống, trong hư không thậm chí xuất hiện một chút lam sắc vụn băng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít lam sắc phủ văn, hơi nước mông mông, lam sắc hàn khí hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, Vương Trường Sinh bên ngoài thân tự xuất hiện thật mỏng lam sắc vụn băng, hắn nhắm hai mắt lại, chuyên tâm luyện hóa những này hàn khí. Thiên hồ giới, nhất tọa phiêu phù ở không trung hắc sắc cung điện cung điện bên ngoài khác lấy đại lượng yêu ma quỷ quái đồ án, bảng hiệu bên trên viết tụ thánh cung ba cái chữ to màu vàng. Tứ nam nhất nữ chính đang thương nghị lấy cái gì, Âu Dương Ngọc vậy ở bên trong. Một tên gương mặt gầy gò, mặt chữ điền đôi mắt nhỏ áo xám lão giả ngồi ở chủ vị, nhìn hắn tản ra khổng lồ linh áp, rõ ràng là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Triệu Càn Phong, xuất thân huyền phù cung, huyền phù cung là ma giới số một số hai thế lực lớn. Cái kia gọi thi đồ mị ra hỏa ta đã thả đi, ta đã nói với nàng tốt, chỉ cần nàng cho chúng ta làm việc, chúng ta có thể lợi dụng chân ma chi khí vì nàng quán thể, giúp nàng biến thành ma tộc, điều kiện tiên quyết là nàng muốn chống đỡ nổi." Âu Dương Ngọc nghiêm nghị nói. Nàng bắt được một vị gọi Ti đồ mị tu sĩ, không cần tốn nhiều sức tựu hàng phục người này. Nàng nếu có thể giúp chúng ta tìm tới Thiên Hồ chân quân, chúng ta ngược lại là có thể dùng chân ma chi khí giúp nàng quán thể, chúng ta tộc nhân quá ít." Triệu Càn Phong thở dài nói, "Đây cũng là chuyện không có cách nào, năm đó nếu không phải ma giới đại loạn, nhiều vị thánh tổ ra tay đánh nhau, chúng ta vậy sẽ không ngoài ý xâm nhập giao diện thông đạo, chạy đến hạ giới, nếu là có thể cùng ma giới câu thông, chúng ta cần gì phải gieo trồng thiên ma thụ, bức bách thiên hồ giới tu sĩ đổi tu ma công đây. Trực tiếp xiết sạch tất cả linh tu, từ chúng ta ma tộc tiếp quản không tốt sao. Âu Dương Ngọc thở dài nói, nói như vậy, cao giao diện tu sĩ vô pháp đi thấp giao diện giao diện, phải có ngoại lệ, bất quá loại tình huống này đặc biệt thiếu gặp, bọn họ ngoài ý muốn xâm nhập giao diện thông đạo, rơi xuống đến hạ giới, muốn trở về ma giới, hoặc là thành lập phi ma đài, hoặc là tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Thiên hồ giới là linh tu khống chế giao diện, căn bản không có kiến tạo phi ma đài vật liệu, trên người bọn họ vậy không có kiến tạo phi ma đài vật liệu, kể từ đó, chỉ có thể thông qua khổ tu tăng cao tu vi, bất quá thiên hồ giới tràn ngập chính là linh khí, cũng không phải là ma khí. Linh khí cùng ma khí là lưỡng trùng tương xích năng lượng, thiên hồ giới không có ma khí, bọn họ chỉ có thể gieo trồng thiên ma thụ, chậm rãi cải tiến thiên hồ giới hoàn cảnh, thứ nhất là đề cao bọn họ tốc độ tu luyện, hai là là đồng hóa thiên hồ giới tu sĩ, giảm xuống sự phản kháng của bọn họ cường độ. Cũng không biết ma giới tình huống thế nào, càn quang thánh chủ bọn họ thế mà liên thủ đối phó huyền phù thánh tổ, không biết đạo chúng ta trở lại ma giới thời điểm, huyền phù cung còn ở đó hay không. Triệu càn phong sầu mi khổ kiểm, ta tin tưởng vững chắc huyền phù thánh tổ có thể chiến thắng, lão nhân gia ông ta thông thạo phù triện chi thuật, phù pháp vô song, Càn quang thánh tổ thực lực tại ma giới thánh chủ bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu, bọn họ muốn liên thủ mới dám đối phó huyền phù thánh tổ, có thể thấy được bọn họ có nhiều kiêng kỵ huyền phù thánh chủ. Âu Dương Ngọc Ngạo nghĩa nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ chi sắc. Nghiêm ngặt nói đến, bọn họ đều là huyền phù thánh tổ thủ hạ, bọn họ cùng huyền phù thánh tổ là có vinh cùng vinh quan hệ. Chờ chúng ta trở về ma giới lại nói, trước tiên diệt đi thiên hồ chân quân, diệt trừ người này, thiên hồ giới tự không người là chúng ta đối thủ, linh tu cũng liền không thành tài được, đến núi ti đồ mị nói tới đông ly giới, chờ chúng ta triệt để khống chế thiên hồ giới lại nói, chỉ cần có thể trở về ma giới, làm cái gì đều được. Triệu Càn Phong ánh mắt kiên định, mặt mũi tràn đầy sát khí. Kim Phong Sơn Mạch ở vào thiên hồ giới đông bắc bộ, liên miên trăm vạn dặm. Nơi này linh khí mở nhạt, hãn hữu tu sĩ đến chỗ này. Một đạo hoàng sắc độn quang xẹt qua chân trời, rơi vào nhất tòa hoang vu sơn cốc bên trong, hoàng sắc độn quang rõ ràng là một tên dáng người mập lùn, bụng vệ áo vàng thanh niên, áo vàng thanh niên mặt tròn đôi mắt nhỏ, một bộ hỏa ái dễ gần bộ dáng. Cốc nội mọc đầy cỏ dại, cách đó không xa có nhất cái lớn gần trượng sơn động, áo vàng thanh niên sải bước đi đi vào. Sơn động khô giáo âm u, đi hơn trăm bước về sau, nhất cái hơn trăm trượng đại đơn sơ hang đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Áo vàng thanh niên lấy ra một mai màu vàng nhạt lệnh bài, rót vào pháp lực về sau, lệnh bài màu vàng nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành nhất cái hồ lô màu xanh. Hắn đem hồ lô màu xanh đặt tại nhất mặt gập gành trên vách đá, hồ lô màu xanh bỗng nhiên thanh quang đại phóng, thạch bích bỗng nhiên sáng lên vô số màu xanh phủ văn, một cái lớn gần trượng màu xanh quang môn xuất hiện tại trên vách đá, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Nơi này là thanh hồ bí cảnh lối vào, cũng là thiên hồ chân quân chỗ ẩn thân. Áo vàng thanh niên thu hồi hồ lô màu xanh, hóa thành một đạo độn quang bay vào màu xanh quang môn, quang môn tự động đóng lại, khôi phục bình thường màu xanh quang môn đằng sau là một mảnh linh khí dư thừa không gian kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất cổ thụ quái dây leo áo vàng thanh niên rơi vào nhất tọa màu xanh nhạt cung điện phía trước màu xanh cung điện bên ngoài quấn lấy đại lượng hồ lô đằng nhìn có phần rách nát kết nhất thanh cửa cung tự động mở ra áo vàng thanh niên sải bước đi đi vào đại điện rộng rãi sáng tỏ đặt vào không ít cái bàn một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bảo lão giả ngồi ở chủ vị lên thanh bảo lão giả giữ lại dâu cá chê khuôn mặt cùng thiện bên hung buộc lấy thất cái mini hồ lô, trên thân không có chút nào pháp lực ba động. Thanh bào lão giả thật sự là thiên hồ chân quân, có hóa thần trung kỳ tu vi, hắn thân có thiên mục linh thể, bái sư hóa thần tu sĩ thanh phong chân quân, là thiên hồ giới đệ nhất thiên tài, 350 tuổi tự tiến vào hóa thần kỳ, ma tộc đến, hủy đi hắn có hết thảy. Hắn dẫn đầu thiên hồ giới tu sĩ cùng ma tộc đối kháng, lấy được rất lớn chiến quả, bất quá tại đại quyết trong chiến đấu, hắn bị đối phương ám toán, Bản thân bị trọng thương, đến nay mới khỏi hẳn. Chương 1737, sảo mộ phương mộc. Áo vàng thanh niên là thanh hồ chân quân Đồ Tôn Hoàng Vân Phi, hắn có nguyên anh trung kỳ tu vi, Hoàng Vân Phi phụ trách tại ngoại tìm hiểu tin tức, định thời gian hướng Thiên Hồ Chân Quân báo cáo. Đệ tử bái kiến sư tổ, Hoàng Vân Phi kho mình hành lễ, thần sắc cung kính. Thiên Hồ Chân Quân thu nhận đệ tử đều chết sạch, chính có một bộ phận Đồ Tôn còn sống, Hoàng Vân Phi tư chất phổ thông, nếu không phải thiên hồ chân quân bồi dưỡng hắn cũng vô pháp tu luyện tới nguyên anh kỳ nghi thức xã giao tượng miễn đi thế nào liên hệ với cái khác hóa thần lão quái rồi sao thiên hồ chân quân trầm giọng vấn đạo nói thật bọn họ muốn lật đổ ma tộc thống trị quá khó khăn theo thời gian trôi qua ma tộc đối thiên hồ giới lực khống chế càng ngày càng mạnh tin tức tốt đệ tử cùng phong hỏa song thánh phong tiêu chân quân tử đệ tử có liên lạc còn có nhất cái càng lớn tin tức tốt thiên lan giới hóa thần tu sĩ lưu lạc đến ta nhóm thiên hồ giới nếu là có thể cùng Thiên Lan giới liên thủ, chúng ta mới có cơ hội đoạt hồi Thiên Hồ giới." Hoàng Vân Phi kích động nói, "Thiên Lan giới, có đáng tin, bọn họ làm sao qua được?" Thiên Hồ Chân Quân nhíu mày vấn đạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc chi sắc. "Bọn họ lợi dụng Thông Thiên Linh Bảo cùng phá giới phù." Lâm thời mở ra một cái thông đạo tiến đến, Cư Phong Tiêu Chân nhân đệ tử nói, "Trước đó có người muốn mở ra thông hướng Thiên Lan giới không gian thông đạo, bất quá rất nhanh liền bị ma tộc phong kín." chúng ta nếu là có thể mở ra không gian thông đạo, có thiên lan giới cái này cường lực ngoại viện, chúng ta mới có thể diệt đi ma tộc. Hoàng Vân Phi có phần kích động nói, nếu như không có cường lực ngoại viện, chỉ dựa vào bọn họ là vô pháp trả tiền mặt ma tộc. Đại quyết chiến tri chi hậu, Cao Giai Linh Tu tử thương thảm trọng, đi qua mấy trăm năm thống trị, Cao Giai Linh Tu số lượng càng ngày càng ít, càng không phải là ma tộc đối thủ. Chớ khinh thường, trước tiên quan sát kia mấy tên thiên lan giới tu sĩ một đoạn thời gian đi vạn nhất là ma tộc thả ra mồi nhử, vậy thì phiền toái, những năm này, bọn họ làm không ít loại sự tình này. Thiên hồ chân quân có chút không yên lòng dặn dò, tại mấy trăm năm nay gian, ma tộc lợi dụng loại biện pháp này dụ sát không ít linh tu. Là, sư phó, Hoàng Vân Phi liên thanh đáp ứng, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, đúng rồi, nghe nói có một vị đến tự đông ly giới nữ tu sĩ, chính là tứ quý kiếm tôn xuất thân đông ly giới. Tứ quý kiếm tôn từng tới thiên hồ giới, bằng vào một bộ linh bảo cấp bậc phi kiếm tứ quý kiếm tôn lấy một địch ba không rơi mảy may hạ phong danh chấn thiên hồ giới thiên hồ chân quân sư tổ trả nhận qua tứ quý kiếm tôn chỉ điểm thiên hồ giới ngay từ đầu là muốn hướng đông ly giới cầu viện bất quá liền muốn đánh khai không gian thông đạo thời điểm nội bộ bọn họ ra gian tế bị ma tộc tập kích có thể mở ra không gian thông đạo thông thiên linh bảo phá thiên trảm linh nhận vậy đã rơi vào ma tộc trong tay đông ly giới đông ly giới tu sĩ tại sao tới đây thiên hồ giới rồi thiên hồ chân quân ngữ khi biến dồn dập lên, nhân ảnh thụ ra, đông ly giới tứ quý kiếm tôn đánh khắp thiên hồ giới, không một lần bại, tứ quý kiếm tôn cùng vạn pháp cung thái thượng trưởng lão vạn hỏa thượng nhân bất phân thắng bại, danh chấn thiên hồ giới. Đệ tử này cũng không rõ ràng, nếu như thiên lan giới cùng đông ly giới nguyện ý trợ giúp ta nhóm, ta nhóm có rất lớn hy vọng diệt đi ma tộc, từ trước mắt tình huống đến xem, ma tộc chỉ có thể thông qua chân ma chi khí quán thể phương thức gia tăng tộc nhân, bất quá xác suất thành công quá thấp, đã thất bại mười mấy người. Hoàng Vân Phi chi tiết nói, linh tu có thể thông qua chân ma chi khí quán thể phương thức biến thành ma tộc, thất bại tự chết, thành công tự biến thành ma tộc, nắm giữ cường đại thần thông. Thiên lan giới, đông ly giới, người cẩn thận một chút, mau chóng thăm dò rõ ràng bọn họ như thế nào đến thiên hồ giới, có thể hay không thông qua bọn họ rời đi thiên hồ giới. Thiên hồ chân quân phân phó nói, nói thật, hắn chỉ muốn rời đi thiên hồ giới, tìm cơ hội phi thăng, thiên hồ giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm, ma tộc đại lượng gieo trồng thiên ma thụ, đã cải biến thiên hồ giới tu luyện hoàn cảnh. Muốn cho thiên lan giới cùng đông ly giới giúp thiên hồ giới diệt đi ma tộc, cơ hồ là chuyện không thể nào, tương đối mà nói, rời đi thiên hồ giới muốn dễ dàng một chút, lấy hắn hóa thần trung kỳ tu vi, đi tới giới diện khác có thể tiếp tục tiêu giao, cùng lắm thì tại cái khác giao diện khai tông lập phái. Là, sư phó, Hoàng Vân phi miệng đầy đáp ứng. Thiên lan giới, một cái địa hạ động quật, vương trường sinh quanh thân có đại lượng vụn băng, bên ngoài thân bị một mảnh lam sắc hào quang bao phủ lại. Một lát sau, vương trường sinh bên ngoài thân lam sắc hào quang tán loạn, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vài phần tươi vui. Cuối cùng là luyện hóa càn lam tuyết tinh, vương trường sinh tự nhủ, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn lam sắc vụn băng, lam sắc vụn băng bỗng nhiên biến thành lam sắc băng trùy, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. Hắn luyện hóa càn lam tuyết tinh, đạo pháp uy lực đề cao không ít. Hắn khởi thân đứng lên, triệu tập vương thu minh trở nhân. Đi thôi, chúng ta chỉ hoãn thời gian không ngắn, là lúc động thân. Vương trường sinh phân phó nói, bọn họ muốn rời khỏi thiên lan giới, nhất định phải muốn tìm tới phù mân, bất quá biển người minh mông, thật đúng là không dễ dàng tìm kiếm. Bọn họ hướng xuống đất di động, còn không có trở về mặt đất, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Vương tiền bối, không phải là thiên lan tông tu sĩ phát hiện chúng ta đi. Hoàng Phú Quý có chút khẩn trương nói, vương trường sinh nhíu mày, thần trí của hắn có thể cảm ứng được, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ từ nơi này bay qua, tốc độ rất nhanh. Ta trước tiên xuất, các ngươi lưu tại nơi này, vương trường sinh căn dặn nhất thanh, hướng xuống đất di động. Trở về mặt đất, vương trường sinh nhìn thấy nơi xa hơn 10 đạo độn quang tiêu thất ở chân trời, bọn họ tựa hồ gấp gáp đi chỗ nào. Một lát sau, một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa chạy tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh phát hiện bất quá là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tay phải hướng về không trung vỗ, hư không ba động cùng một chỗ, vô số lam sắc quang điểm tuôn trào ra, bỗng nhiên hóa thành một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam, chụp về phía lam sắc độn quang. Nhất thanh thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, lam sắc độn quang từ trên cao ngã xuống, rõ ràng là một tên tuổi trên 50 áo lam lão giả. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại áo lam lão giả trước mặt, bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hàn khí, bao lại áo lam lão giả, áo lam lão giả còn chưa kịp phản ứng, thân thể nhanh chóng kết băng, Vương Trường Sinh bàn tay phải đặt tại áo lam lão giả trên trán, cưỡng chế siêu hồn. Áo lam lão giả mặt lộ vẻ thống khổ, ngũ quan vặn vẹo biến hình, miệng sùi bọt mép. Tầm thi bàn, Phương Mộc lại là đuổi giết hắn. Vương Trường Sinh tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn không nghĩ tới Phương Mộc lọt vào Thiên Lan Tông tu sĩ truy sát, bất kể nói thế nào, đều là đông ly giới tu sĩ, Vương Trường Sinh không ngại giúp Phương Mộc một tay, nói không chừng có thể liên lạc đến Đông Hoang Hóa Thần tu sĩ. Hắn đối Thiên Lan tông tu sĩ siêu hồn, phát hiện Đông Ly giới phái ba chi đội ngũ tới, Thanh Hoa lão tổ còn chưa có chết, nếu là có thể cùng Thanh Hoa lão tổ tụ hợp, bọn họ trở về Đông Ly giới nắm chắc lớn hơn. Lúc này, Uông Như Yên theo lòng đất chui ra, có đồng tâm trùng tại, Vương Trường Sinh ý nghĩ nàng nhất thanh nhị sở. "Phu quân, ta nhóm đi qua giúp Phương đạo hữu một cái đi. Ta nhường Thu Minh bọn họ lưu tại lòng đất, chờ chúng ta trở về." Uông Như Yên đề nghị, Vương Trường Sinh gật gật đầu tay phải hướng về áo lam lão giả nhẹ nhàng vỗ, áo lam lão giả hét thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, liền Nguyên Anh đều không thể chạy ra, hắn cùng uông như yên hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Ở ngoài ngàn dặm, một mảnh đất trống trải, Phương Mộc bị mười mấy tên Nguyên Anh tu sĩ bao bọc vây quanh, trên mặt của hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, chín bộ thiên thi đứng ở bên cạnh hắn. Phương Mộc, ta nhóm đại trưởng lão niệm ngươi là một nhân tài, không bằng quy thuận ta nhóm Thiên Lan tông sự tình trước kia, ta nhóm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một tên bụng phệ kim bào nam tử dùng một loại giọng ôn hòa nói, trong tay cầm nhất mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn. chương 1738, Hóa thần hỗn chiến. Phương Mộc một trận cười lạnh, nói các ngươi cho là ta là ba tuổi tiểu hài. Dễ dàng như vậy bị các ngươi lừa gạt, muốn đánh tựu đánh, hắn vốn là cùng phù mân trốn ở nơi nào đó, bất quá thiên lan tông tu sĩ luyện chế ra một loại đặc thù pháp bảo, tìm được Phương Mộc. Phù Mân bị Hóa Thần tu sĩ cuốn lấy, Phương Mộc cùng Phù Mân tách ra, bị Thiên Lan Tông tu sĩ truy sát. Phương Mộc rất rõ ràng mình làm cái gì, sư tổ chết tại thượng quan Thiên Hoành trên tay, hắn quả quyết không hội đầu nhập vào Thiên Lan Tông. Đã như vậy, vậy liền tiến ngươi lên đường, Kim bào nam tử sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát ý. Phương Mộc có 9 bộ Nguyên Anh kỳ thiên thi, thực sự rất khó khăn đối phó, Thiên Lan Tông không thể không điều động cao thủ đối phó Phương Mộc. Phương Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, hắn còn có bó lớn thời gian muốn sống, các ngươi có thể chết sớm. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời chuyển đến, chuyển khắp phương viên trăm dặm. Một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, đứng tại phương mộc trời nhân trên không, chính là vương trường sinh cùng uông như yên. Thanh liên tiên lữ, hóa thần tu sĩ, không tốt, mau rút lui. Kim bào nam tử cảm ứng được vương trường sinh như hãn hải bao la khí tức, sắc mặt đại biến. Hiện tại mới muốn đi, chậm, Vương Trường Sinh quanh thân hư không hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành từng mai từng mai lam sắc băng châm, số lượng có thượng vạn mai nhiều. Những này lam sắc băng châm cũng không phải phổ thông băng châm, mà là Vương Trường Sinh luyện hóa cản lam tuyết tinh hàn khí chỗ hóa, chẳng những dị thường sắc bén, bổ sung hàn khí vậy dị thường lợi hại. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, đến hàng vạn mà tính lam sắc băng châm thẳng đến mười mấy tên nguyên anh tu sĩ mà đi. Mười mấy tên nguyên anh tu sĩ muốn bỏ chạy, một trận mạnh mẽ tiếng đàn tại bọn họ vang lên bên tai mỗi người đầu vang ong ong thân thể như nhũn ra đứng cũng không vững chờ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, lam sắc băng châm đã đến phía trước đánh vào bọn họ hộ thể linh quang hoặc là phòng ngự pháp bảo thượng diện một màn kinh người xuất hiện bọn họ hộ thể linh quang bỗng nhiên kết băng tầng băng là lam sắc phòng ngự pháp bảo bên ngoài cũng nhiều một chút lam sắc vụn băng một trận lốp bốp trầm đục bọn họ hộ thể linh quang bỗng nhiên vỡ vụn lam sắc băng châm đánh vào trên người của bọn hắn bọn họ bên ngoài thân bỗng nhiên kết băng, toàn bộ nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị lam sắc khối băng đông cứng. Kim bào nam tử bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, lam sắc tầng băng lan tràn tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm, đúng, chỉ là trở nên chậm mà thôi, lam sắc tầng băng là càn lam tuyết tinh hàn khí chỗ hóa, cũng không phải là phổ thông hàn khí. Một đạo thanh mông mông sóng âm từ trên trời giáng xuống, lướt qua mấy vị không có bị lam sắc tầng băng đóng băng lại nguyên anh tu sĩ, cặp mắt của bọn hắn chừng to đại, thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Lấy uông như yên nguyên anh đại viên mãn tu vi, mượn nhờ linh bảo thiên huyễn tỷ bà, hãn hữu cùng giai tu sĩ có thể ngăn cản nàng, ngoại trừ huyễn thuật, âm ba công kích hãn hữu cùng giai tu sĩ có thể cản, cũng liền nhục thân cường đại yêu tộc tốt một chút. Từng đợt mạnh mẽ tiếng đàn vang lên, mấy đạo thanh mông mông sóng âm lướt qua những cái kia bị đóng băng ở nguyên anh tu sĩ, khối băng chia năm xẻ bảy, nguyên anh tu sĩ nhục thân vậy chia năm xẻ bảy một trận trói mắt linh quang sáng lên mười mấy con mini nguyên anh phá thể bay ra hướng về tứ phía bay đi cuồng phong gào thét nhất tỏa cao hơn trăm trường hồng sắc cửa tháp bỗng nhiên xuất hiện ở trên không đáy tháp phun ra một mảnh hồng sắc hào quang bao lại mười mấy con mini nguyên anh toàn bộ thu vào hồng sắc cửa tháp toàn bộ quá trình không đến ba hơi phương mộc ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới địch nhân nhanh như vậy bị giết hắn càng không nghĩ đến vương trường sinh tiến vào hóa thần kỳ vương đạo không đúng vương tiền bối đã lâu không gặp phương mộc hơi kinh ngạc nói phương tiểu hữu chỉ một mình ngươi a à, không có cái khác đồng đạo rồi vương trường sinh mỉm cười hỏi có đúng phù tiền bối bị thiên lan tông hóa thần tu sĩ cuốn lấy phương mộc nhớ ra cái gì đó vội vàng trả lời vương trường sinh sắc mặt ngưng tụ phân phó nói đi theo ta đi cứu phù đạo hiếu đương nhật nếu không phải phù đạo hiếu ta nhóm đã mất mạng Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang, hướng về đường tới bay đi. Một mảnh liên nguyên trăm vạn dặm xanh biết sơn mạch, ánh lửa mút trời, khói đặc cuồn cuộn. Phù Mân cầm trong tay vạn dân bút, sắc mặt tái nhợt, Thiên Ma thượng nhân cùng một tên đạo lý niên hoa váy đỏ thiếu nữ vây quanh Phù Mân, bọn họ mặt mũi tràn đầy sát khí. Váy đỏ thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, lá liễu nga mi, mắt hạnh sóng nước. Triệu Hồng Tuyết, hóa thần sơ kỳ, nàng tiến vào hóa thần kỳ có hơn trăm năm, là tân tấn hóa thần tu sĩ. Phù đạo hiểu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chỉ cần ngươi quy thuận ta nhóm Thiên Lan Tông, có thể miễn ở vừa chết, ngươi cần gì phải cùng chúng ta đối nghịch đây. Ta nhóm Thiên Lan Tông bao dung tính rất mạnh, ngươi còn là suy tính một chút đi. Thiên ma thượng nhân ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, nếu là cái khác hóa thần tu sĩ, chết thì đã chết, Phù Mân là một tên ngũ giai chế phủ sư, Thiên Lan Tông vậy có một vị ngũ giai chế phủ sư, giúp đại ân của bọn họ. Táng tiên hải vực không gian thông đạo nhất thời bán hội vô pháp khôi phục, nếu là có thể nhường phù mân quy thuận thiên lan tông, bọn họ mới có thể hướng về đông ly giới tăng binh. Có sữa chính là nương, các người cũng quá coi thường phù mỗ, lão phu tự do buông tuồng đã quen, cũng không muốn nghe người khác chỉ ba đạo tứ. Phù mân cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường, đồ đần mới tin loại lời này, một khi hắn từ bỏ chống lại, chính là thịt trên thất, mặc người chém giết. Nói hay lắm, vương mỗ rất là tán thành, một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, trên trời xuất hiện một đạo lam sắc độn quang. Hóa thần tu sĩ, là thanh hoa lão tổ con lão xà kia, thiên ma thượng nhân sắc mặt biến hóa, cư hắn biết, đông ly giới hóa thần tu sĩ duy chỉ có phù mân một người, thanh hoa lão tổ đã mất đi nhục thân, không có khả năng nhanh như vậy khôi phục tu vi, chẳng nhẽ đông ly giới lại phái người đến đây. Lam sắc độn quang tốc độ rất nhanh, Lướng cái hô hấp không đến, lam sắc độn quang tự đứng tại trước mặt của bọn hắn. Thanh liên tiên lữ, là các ngươi, người tiến vào hóa thần kỳ, Thiên ma thượng nhân trao mày, hơn 80 năm trước, vương trường sinh bất quá nguyên anh đại viên mãn, đã nhiều năm như vậy, vương trường sinh thế mà tiến vào hóa thần kỳ. Vương đạo Hữu người tiến vào hóa thần kỳ, ha ha, quá tốt rồi, phù mân hào sảng nhất tiếu, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có mấy phần yêu sầu, vương trường sinh tiến vào hóa thần kỳ thời gian không dài, trên tay không có thông thiên linh bảo, thực lực chẳng mạnh đến đâu. Triệu sư muội người đi đối phó bọn họ, ta tới đối phó phù mân, cũng không cần gấp thủ thắng, thượng quan sư huynh đã ở trên đường, chỉ cần chúng ta kéo bọn họ, chờ thượng quan sư huynh đuổi tới, chính là tử kỳ của bọn hắn. Thiên ma thượng nhân cấp triệu hồng tuyết truyền âm, ngữ khí ngưng trọng. Nơi này là thiên lan giới địa bàn, bọn họ cũng không phải vội tại thủ thắng, áp dụng ổn chát ổn đả phương thức, kéo dài một chút thời gian là được rồi. Triệu hồng tuyết nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, phương viên chăm dặm hỏa linh khí nhanh chóng hướng về nơi này hội tụ trong hư không hiện ra vô số hồng sắc hỏa quang hóa thành một đoàn hơn 10 dặm đại xích sắc hỏa vân, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao, mặt đất một chút đại thụ không gió tự cháy. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một đầu vạn trượng đại xích sắc hỏa phượng, tại một đạo thanh tịnh vang dội tiếng phượng hót bên trong, xích sắc hỏa phượng thẳng đến Vương Trường Sinh mà tới. Vương Trường Sinh không sợ chút nào, pháp quyết vừa bấm, hư không chấn động, hiện ra lít nha lít nhít lam sắc hơi nước, hóa thành một mảnh xanh thảm vuông dương đại hải, tại một trận to lớn hải khiếu âm thanh bên trong, Uông Dương Đại Hải đón lấy đối diện xích sắc hỏa phượng. Vương Trường Sinh lần trước cùng Bát Dực Tuyết Hưu Thú đấu pháp, Bát Dực Tuyết Hưu Thú chiếm cứ địa lý ưu thế, có thể nhẹ nhõm điều động băng thuộc tính linh khí. Lần này hắn cùng Triệu Hồng Tuyết đấu pháp, hai người đều không có chiếm cứ địa lý ưu thế. Triệu Hồng Tuyết tu luyện hỏa hệ thần thông, Vương Trường Sinh tu luyện thủy hệ thần thông, thủy hỏa bất dung, tự xem ai càng mạnh. Chương 1739 Thủy hỏa quyết đấu. Thiên Ma thượng nhân vỗ bên hông một cái màu đen áo ra, một trận thê lương quỷ khớp thanh vang lên, năm đạo huyết quang bay ra, rõ ràng là ngũ cố hình người khô sọ, hình người khô sọ bên ngoài thân trải rộng dày đặc mạch máu, bọn chúng chỗ trống trong hốc mắt đều có một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Huyết sát đồng tâm ma, lợi dụng ngũ bảo thai thi thể luyện chế mà thành, chỉ là tìm kiếm ngũ bảo thai, thiên ma thượng nhân liền hao phí hơn 200 năm thời gian, ngũ bảo thai bị hắn lợi dụng bí pháp hành hạ trên trăm năm, trên người oán khí trùng thiên, dạng này luyện chế ra tới huyết sát đồng tâm ma uy lực to lớn hắn bỏ ra mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đem huyết sát đồng tâm ma bồi dưỡng đến Nguyên Anh Kỳ, lần trước Phù Mân liền ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ. Hắn không dám khinh thường, một bên vung vẩy vạn dân bút, thả ra một mảnh nhu hòa bạch quang, bao phủ lại toàn thân, bên ngoài thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn, bỗng nhiên hóa thành một đạo bảy màu linh quang lưu chuyển không chừng màn sáng. Vương Đạo Hiếu, đừng bị bọn hắn ngăn chặn, mau chóng thoát thân, nơi này là thiên lan giới, chúng ta nếu như bị bọn hắn ngăn chặn, vậy thì phiền toái. Phù Mân cấp Vương Trường Sinh truyền âm, ngữ khí mang theo một tia hoang loạn. Nếu như chỉ có Thiên Ma Thượng Nhân cùng Triệu Hồng Tuyết, Phù Mân liên thủ với Vương Trường Sinh cũng dám một trận chiến. ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, màu đỏ hỏa phượng cùng huông dương đại hải chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, xương trắng bao phủ lại phương viên vài dặm, ngăn tại Vương Trường Sinh cùng Triệu Hồng Tuyết ở giữa. Một trận suy suy tiếng xé gió lên về sau, hơn vạn mai màu lam băng châm không có dấu hiệu nào từ xương mù màu trắng bên trong bắn ra trong nháy mắt đến triệu hồng tuyết trước mặt phủ cận nhiệt độ chợt hạ xuống triệu hồng tuyết có hộ thể linh quang bảo hộ y nguyên có thể cảm giác được một cỗ khó mà chịu được hàn ý phảng phất thân ở ngàn năm trong hầm băng triệu hồng tuyết không dám khinh thường ngọc thủ lật một cái hồng quang lóe lên một viên lớn chừng bàn tay hồng sắc tấm chắn xuất hiện trên tay hồng sắc tấm chắn mặt ngoài hiện ra vô số hồng sắc phủ văn bỗng nhiên sáng lên một đạo ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ bỗng nhiên lên cao hồng sắc tấm chắn tại ngọn lửa màu đỏ bao khỏa bên trong phòng lớn, trong nháy mắt phòng lớn đến cao khoảng một trượng, tấm chắn chính diện góc dưới bên trái khác lấy ly diễm tuẫn ba cái chữ nhỏ, linh khí bức người, đây là một kiện phòng ngự linh bảo. Nàng sờ một cái cái ót, hồng quang lóe lên, thập bát cán hồng quang lòe lòe lệnh kỳ bay ra, mỗi một mặt hồng sắc lệnh kỳ trên cột cờ đều khác lấy diễm mãng phần thiên kỳ ngũ cái chữ nhỏ, đây là nguyên bộ pháp bảo, cũng là triệu hồng tuyết bản mệnh pháp bảo. Thiên Lan tông hóa thần tu sĩ không ít, không có khả năng mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều có thông thiên linh bảo, có chút thông thiên linh bảo là phụ trợ pháp bảo hoặc là phi hành pháp bảo, bất quá mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều có được linh bảo, cho dù như thế, bản mệnh pháp bảo là nguyên bộ linh bảo hóa thần tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Hồng Tuyết ngược lại là muốn đem diễm mãng phần thiên kỳ để thăng làm linh bảo, bất quá thập bát cán diễm mãng phần thiên kỳ đều để thăng làm linh bảo, cần tài liệu chân quý nhiều lắm, nàng trước mắt gọp đủ vật liệu chỉ có thể đem 7 cây diễm mãng phần thiên kỳ để thăng làm linh bảo muốn thu thập đầy đủ vật liệu, chỉ có thể xâm lấn giới diện khác, cướp đoạt giới diện khác tu tiên tài nguyên, ai bảo nàng tiến vào hóa thần kỳ thời gian quá muộn. Thiên Lan Tông thống nhất Thiên Lan giới về sau, các thế lực lớn vật liệu thu thập lại, luyện chế thông thiên linh bảo cùng linh bảo, tu tiên tài nguyên tiêu hao rất lợi hại, đặc biệt là cao giai vật liệu luyện khí. Dày đặc màu lam băng châm kích phía trên ly diễm thuẫn, tấm chắn mặt ngoài nhiều một chút màu lam vụn băng. Càn lam tuyết tinh, người đi qua táng ma băng nguyên. Triệu hồng tuyết hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thiên Lan Tông phái xuất đại lượng nhân thủ tiến vào Táng Ma Băng Nguyên, vơ vét tu tiên tài nguyên, trong đó có Càn Lam Tuyết Tinh loại này thiên tài địa bảo, tu tiên giả luyện hóa sau có thể đề cao đạo pháp uy lực, bất quá Táng Ma Băng Nguyên có nhất chỉ ngũ giai bát dược tuyết hưu thú, Thiên Lan Tông mấy vị hóa thần tu sĩ liên thủ, vận dụng thông thiên linh bảo cùng nguyên bộ linh bảo đều không thể diệt sát này yêu, ngược lại tử thương thảm trọng, tăng thêm Táng Ma Băng Nguyên còn sót lại cấm chế cường đại. Thiên Lan Tông bất đắc dĩ mới không có tiếp tục vơ vét táng mà băng nguyên tu tiên tài nguyên. Nàng pháp quyết biến đổi, ly diễm thuẫn mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, màu lam tầng băng chậm rãi hòa tan, biến thành thấu xương màu lam hàn khí. Đây cũng chính là ly diễm thuẫn là phòng ngự linh bảo, nếu là đổi thành phổ thông pháp bảo, căn bản cầm càn lam tuyết tinh không có cách nào. Nàng pháp quyết vừa bấm, thập bát khán diễm mãng phần thiên kỳ nhao nhao bộc phát ra chói mắt ánh lửa, hình thể tăng vọt, vòng quanh nàng xoay nhanh không chừng, nhấc lên từng đợt màu đỏ sóng lửa, ánh lửa mút trời. Lấy Triệu Hồng Tuyết làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều bị màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại, mặt đất cỏ dại bị nhen lửa, đại thụ che trời cũng bị đốt lên, ánh lửa mút trời. Một trận to lớn hải khiếu âm thanh truyền đến, một phiến uông dương đại hải lấy thế tồi khô lạc hủ lao đến, bốc lên sương mù nồng nặc. Thủy hỏa giao dực, toát ra từ tư trầm đục, nồng vụ cuồn cuộn. Nước biển cuồn cuộn không dứt, dập tắt đầy khắp núi đồi đại hỏa, nước biển những nơi đi qua từng tòa đỉnh núi nổ bể ra đến, thế không thể đỡ. Thẳng đến triệu hồng tuyết mà đi, triệu hồng tuyết đương nhiên sẽ không bó buộc mà chờ chết, muốn tránh đi, thức hải lại truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Liệt thần thứ, đây là thần thức công kích danh tự. Các loại triệu hồng tuyết khôi phục thanh tỉnh, một mảnh bao trùm phương viên 50 dặm nước biển đem triệu hồng tuyết vây lại, nước biển nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Xa xa nhìn lên trên, Triệu Hồng Tuyết bị nhất cái cao vạn trượng vòng xoáy màu xanh lam bao vây lấy, vòng xoáy màu xanh lam nhanh chóng xoay tròn, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện từng đạo khe hở, vô số cát đá bị cường đại khí lãng cuốn vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Thanh thế to lớn, một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió lên, từng mai từng mai màu lam thủy tiễn từ nước biển bên trong bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Triệu Hồng Tuyết. Triệu Hồng Tuyết pháp quyết vừa bấm, thập bát cán diễm mãng phần thiên kỳ lập tức hồng quang đại phóng, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, hóa thành một mảnh màu đỏ tường lửa, bảo vệ nàng toàn thân. Màu lam thủy tiến khẽ dựa gần triệu hồng tuyết trăm trượng, bỗng nhiên biến mất không thấy, biến thành một trận xương trắng. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, ba tên cao hơn trăm trượng màu lam cự nhân từ nước biển bên trong chui ra, chính là quỷ thủy lực sĩ. Ba tên quỷ thủy lực sĩ từ tam cái phương hướng khác nhau đánh tới, những nơi đi qua, tiếng xé gió không ngừng. Triệu hồng tuyết lông mày nhíu một cái, ngọc thủ hướng phía một tên quỷ thủy lực sĩ hư không vỗ, hư không ba động cùng một chỗ, nhất chỉ hơn trăm trượng lớn màu đỏ đại thủ chống giống hiển hiện, cấp tốc vỗ xuống. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi, tên này quỷ thủy lực sĩ bị màu đỏ đại thủ vỗ nát bấy, bất quá nước biển kịch liệt lăn lộn, biến mất quỷ thủy lực sĩ xuất hiện lần nữa. Triệu Hồng Tuyết lật tay lấy ra một mặt tạo hình cổ phác hồng sắc tiểu kính, nhìn nó kinh người sóng linh khí, thình lình cũng là một kiện linh bảo. Một mảnh chói mắt hồng quang quét sạch mà xuất bao lại ba tên quỷ thủy lực sĩ ba tên quỳ thủy lực sĩ phảng phất bị định trụ, không nhúc nhích. Đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, Triệu Hồng Tuyết kinh ngạc phát hiện, mình bị nhất cái cự đại màu lam thủy cầu bao vây lại. Nàng pháp quyết vừa bấm, quanh thân màu đỏ biển lửa kịch liệt lăn lộn, hơn 10 đầu hơn trăm trượng lớn lên màu đỏ hỏa mãng từ màu đỏ trong biển lửa bay ra, nhào về phía bốn phía nước biển. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xương trắng tràn ngập, hơn 10 đầu màu đỏ hỏa mãng bị mãnh liệt nước biển thôn vệ, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Phương Mộc nhìn qua không trung thủy cầu to lớn, nuốt nước miếng một cái, hóa thần tu sĩ thần thông vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hóa thần tu sĩ kịch liệt như vậy đấu pháp. Hóa thần tu sĩ có thể điều khiển một phương thiên địa linh khí, nhưng không phải mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều là điều khiển thiên địa linh khí đấu pháp, tỉ như kiếm tu, chuyên tu huyễn thuật tu sĩ, thể tu, nho tu vân vân,